Chương 3205, Thế võ đẹp. Ví dụ như một tòa núi giả nặng mấy chục ngàn cân đối với cao thủ siêu tuyệt thời cổ đại có thể dùng võ công di chuyển, việc tạo hình lại càng không là việc gì khó. Trong rừng cây lớn như ẩn hiện một ít nóc nhà cổ xưa. Trên cơ bản đều là ngói màu xanh, mái ngói dài đầy phong cách cổ xưa, mà xanh rất hòa hợp với cây cối. Đây mới là nơi trú quân thật sự của võ đang. Trong rừng cây một ít đệ tử trẻ tuổi của võ đang luyện quyền, mà có tên không ngờ đang nghe tai nghe nhạc bằng điện thoại, thật đúng là thời hiện đại. Tổ tiên của phái võ đang chọn địa bàn quả thật là tốt, Diệp Phàm bội phục trong lòng. Giữa hai khu vực cây cối lớn nhất lập một tòa nhà ba tầng lầu, giống như cung điện. Đi vào bên trong là đại điện, rất cao rộng, nhìn ngoài ba tầng trên thực tế là một tầng. Có lẽ Trương Thiên Lâm có nói trước nên 7-8 đạo sĩ vừa thấy Trương Thiên Lâm lập tức đứng lên đón. Các vị trưởng lão, vị này chính là sư thúc của tôi Diệp Phàm. Hắn được sư phụ tôi Vô Trần nhận làm sư phụ đệ, hơn nữa có được lệnh bài của trưởng môn Thái Thượng. Sư phụ trước khi đi có dặn, nói là muốn đi xa một chuyến, cho nên, giao lệnh bài cho sư thúc Diệp Phàm. Trương Thiên Lâm vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu. Ha ha, Diệp sư đệ, chào cậu. Một lão đạo sĩ không ngờ vẻ mặt thân thiết cười cười giơ tay ra bắt tay Diệp Phàm, đây đương nhiên là hiếm thấy 10 phần. Bởi vì, các đạo sĩ cơ bản không quen với thói bắt tay hiện đại này. Mà là ôm quyền chào. Diệp Phàm thấy ông ấy như thế, cũng giơ tay bắt tay với ông ấy. Diệp sư đệ có thể được sư huynh Vô Trần tán thành, chắc chắn có chỗ bất phàm. Lão đạo sĩ cười, Diệp Phàm cảm giác tay căng thẳng, biết người này không phục muốn làm cho mình mất mặt. Diệp Phàm giấu giếm vẻ mặt, lão đạo sĩ nhất thời bắt đầu cười sau đó vẻ mặt tươi cười không thấy nữa. Không lâu thái dương của lão đạo sĩ không ngờ toát mồ hôi. Hơn nữa, mặt cũng có chút đỏ, hơn nữa ngày càng đỏ. Tay bắt đầu run lên kịch liệt, Trương Thiên Lâm thấy vậy biết được, có lẽ sư thúc Tống Thành Sơn lần này đã phải sắt. Trong các trưởng lão sư thúc Tống Thành Sơn công lực khá cao, hiện giờ đã đạt đến thập nhị đẳng đỉnh giai. Bình thường cũng mắt cao hơn đầu. Rất ít để ý đến người khác. Hơn nữa, đừng nhìn đã 80 tuổi, nhưng tính hiếu chiến vẫn không bớt đi theo tuổi tác. Hơn nữa, đôi khi còn có thể tỏ vẻ tư cách người già, ngay cả Trương Thiên Lâm trưởng môn cũng có khi phải nể mặt ông ta. Người này thường thường còn có thể gây ra chút động tác để làm khó Trương Thiên Lâm, đặc biệt sau khi Trương Thiên Lâm trúng độc. Thường thường phải ở ẩn, chỉ có điều Trương Thiên Lâm cũng không để ý. Thứ nhất là vì thân phận của ông ấy. Thứ hai chính là sư phụ Trương Vô Trần ít khi quay về núi Vũ Nương, công lực của chính mình thấp, ngay cả chỗ dựa mọi người cũng không tìm thấy. Lúc này thấy Tống Thành Sơn ra vẻ trước mặt sư thúc Diệp Phàm bị ăn nghẹn, Trương Thiên Lâm lập tức cố ý tỏ vẻ không phát hiện, đi đến vị trí trưởng môn của mình. Hơn nữa, còn giống như ngại ghế chưa đủ sạch, còn tự mình lau. Tống Thành Sơn vừa muốn hướng Trương Thiên Lâm xin giúp đỡ thấy thế, nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa cắn răng, biết Trương Thiên Lâm cố ý làm vậy. Ha ha, sư thúc Diệp Phàm, mời ngồi, uống chén trà thì thế nào? Lúc này một trưởng lão người hiền lành Chu Thông sư thúc cũng nhìn ra chút gì đó nhanh chóng cười nói, Tống Thành Sơn như vậy mãi, đứa ngốc cũng nhìn ra nhất định đá phải sắt. Trà núi võ đang chắc chắn dễ uống, Diệp Phàm tôi từ chối thì bất kính. Diệp Phàm cũng mượn cớ buông lỏng tay, nhưng, trong nháy mắt khi buông tay, đột nhiên phát lực, lực kia tăng mạnh một cái. A. Tống Thành Sơn quả nhiên không nhịn được, phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng. Nhất thời trong đại điện ánh mắt nhất thời đều dồn lại. Nhất thời khuôn mặt già nua của Tống Thành Sơn đỏ đến tận mang tai. Tống sư thúc, bệnh đau răng của ngài lại tái phát, đã bảo ngài phải đến bệnh viện chữa, lại không tin kỹ thuật hiện đại, biện pháp cũ của chúng ta mất linh, thấy không, nhiều như vậy không tốt. Trương Thiên Lâm nhịn cười, nhanh chóng nói, tất nhiên là giữ cho sư thúc chút thể diện. Lần sau nhất định đi xem, đau răng thật là muốn chết, giống như kim đâm vậy. Tống Thành Sơn nhanh chóng vuốt mặt mình nói. Tống sư thúc, Chu sư thúc, Diệp sư thúc muốn vào ảnh lâu của chúng ta xem, các ngài thấy thế nào? Uống mấy ngụm trà xong, Trương Thiên Lâm hỏi. Diệp tiên sinh tuy nói là sư đệ mà Trương sư huynh nhận bên ngoài, nhưng theo quy định thì Diệp tiên sinh cũng không phải người trong phái Vũ Nương chúng ta. Giống như người hiện nay nhận anh em vậy. Tuy nói hắn cùng Trương sư huynh có quan hệ này, nhưng ảnh lâu của chúng ta là lão tổ tông có quy định, không cho ai ngoài phái võ đang tiến vào. Dù sao ảnh lâu được tạo thành, hơn nữa, bên trong thần bí khó lường, chỉ sợ gặp một chút khó lường gì đó.
nếu làm bị thương chẳng phải là phiền toái sao? Tống Thành Sơn nói, tất nhiên là muốn trả thù việc Diệp Phàm gây khó khăn cho mình. Hơn nữa, ám chỉ Diệp Phàm đi vào phá hỏng vậy. Đúng vậy, cảnh cửa võ đang đệ tử chính thức mới có thể vào. Nhưng lại yêu cầu đệ tử thân truyền mới có tư cách vào ảnh lâu, ví dụ như đệ tử của các trưởng lão đều có cơ hội tiến vào. Nhưng lại yêu cầu đệ tử đắc lực nhất của các trưởng lão mới được vào. Diệp tiên sinh nếu không gia nhập môn phái võ đang của chúng ta, cũng không học qua tuyệt học của võ đang, nếu để Diệp tiên sinh đi vào là phá vỡ quy củ của tổ tông. Đương nhiên, Diệp tiên sinh là sư phụ đệ của sư huynh Vô Trần đồng ý, nếu chúng ta mềm dẻo vẫn cho phép tiến vào là không hợp lý. Sư thúc Lý Sơn Đạo nói, người này cùng Tống Thành Sơn quan hệ tốt, không ngờ có cùng ý tưởng đen tối. Nếu sư đệ Diệp Phàm là sư phụ đệ của sư huynh Vô Trần, chúng ta dựa vào cái gì không nhận? Tôi thấy, có thể biến báo thôi, nếu mấy ngàn năm qua, thích hợp đều có thể đi. Hơn nữa, tôi tin tưởng ánh mắt của sư huynh Vô Trần. Sư thúc Lưu Quanh Thủy cùng Trương Thiên Lâm quan hệ không tồi, lên tiếng. Nếu mở cái này ra, sau này người ngoài cũng có thể đi vào thì ảnh lâu của chúng ta thành cái gì? Nếu bởi vậy khiến cho ảnh lâu bị hủy chúng ta đều trở thành tội nhân của võ đang, Lưu sư đệ, ông có thể để cho người ngoài đi vào ảnh lâu sao? Tống Thành Sơn hừ nói. Diệp sư đệ là sư phụ đệ mà sư huynh Vô Trần tán thành, chẳng lẽ các ông ngay cả lời nói của sư huynh Vô Trần cũng không nghe rồi? Lưu trưởng lão hiển nhiên cũng có chút tức giận, giọng thô không ít. Ông có ý gì? Chúng ta không nghe sư huynh Vô Trần, chúng ta đang bàn thôi. Tống Thành Sơn hừ lạnh. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, các trưởng lão ở đây giống như trong hội nghị thường vụ. Trưởng môn thật ra chính là bí thư đảng ủy, tổ tiên chúng ta thật là thông minh. Mấy nghìn năm trước đã thành lập ra thể chế quan trường. Tôi thấy việc này mọi người bàn bạc kỹ có phải không? Nếu Diệp sư đệ là sư phụ đệ của sư huynh Vô Trần, chúng ta cũng phải thừa nhận chuyện này thực. Nhưng, muốn vào ảnh lâu hình như có chút xung đột. Giải quyết việc này thế nào mới là quan trọng? Chu Thông là người hiền lành hai bên không được gây tội, nói suông, giống như người trung lập trong hội nghị thường ủy. Đúng, đúng, Chu sư bá nói rất đúng. Chúng ta phải tìm ra lý do để Diệp sư đệ có thể tiến vào ảnh lâu mới được. Tất cả mọi người nghĩ lại xem, cũng sẽ tìm được một lý do để Diệp sư đệ tiến vào. Có một số việc, có thể biến báo thích hợp mới là vương đạo. Trưởng lão Triệu Thanh Thanh nói. Biến báo, có thể biến báo thì ảnh lâu của chúng ta đã bị người ngoài đi vào. Xa thì không cần nói, như gần đây, mấy trăm năm chúng ta chưa từng nghe qua cánh cửa trung tâm của phái có người không phải là đệ tử của phái đi vào. Mặc kệ có lý do gì, cũng không thể gạt bỏ lý do cơ bản nhất. Đó là cánh cửa trung tâm chỉ có đệ tử mới được đi vào. Sư huynh Vô Trần là quyền uy của phái võ đang chúng ta, nhưng cũng không thể gạt bỏ quy củ của tổ tông có phải không? Nếu mỗi người đều có thể phá vỡ quy củ thì quy củ còn lập ra để làm gì? Nếu đều không tuân thủ quy củ, phái võ đang chúng ta không thể tồn tại sừng sững mấy nghìn năm ở Trung Quốc. Không có quy củ thôi. Tống Thành Sơn khí thế lên. Đúng rồi, vừa rồi Lý Sư Thúc nói là Diệp Sư Thúc không lạy cánh cửa trung tâm, cũng không học qua tuyệt học của võ đang. Trước đó Diệp Sư Thúc đã lạy, nhưng muốn nói tuyệt học, nghe nói Diệp Sư Đệ thật đúng là đã học qua mấy chiêu. Lúc này Trương Thiên Lâm lên tiếng. Đúng vậy sao, học mấy chiêu công phu mèo cào cũng có thể xưng là tuyệt học. Tuyệt học của phái võ đang chúng ta chẳng phải là thành rau xanh cây cải sao. Tống Thành Sơn cười lạnh nói. Ha ha. Diệp Phàm tôi học mấy chiêu xiếc ảo thuật của võ đang. Mấy động tác này rất đẹp, nhưng chỉ mấy chiêu võ thuật đẹp mắt, như thế nào, ngồi ở vị trí kia muốn luận bàn một chút động tác võ thuật đẹp của núi võ đang Diệp Phàm tôi cũng có thể dùng mấy chiêu. Diệp Phàm cố ý kích Tống Thành Sơn. Được, Tống Thành Sơn muốn cùng Diệp tiên sinh luận bàn mấy chiêu thái cực của võ đang thì thế nào? Đương nhiên, nếu Diệp tiên sinh chưa từng học, chắc chắn đã thấy mấy bà trên TV tập thái cực. Thấy thế nào dùng thế đấy cũng được, dù sao đều là động tác võ thuật đẹp thôi. Tống Thành Sơn quả nhiên trúng kế, hơn nữa, người này muốn mượn cơ hội đòi lại thể diện. Được, nhưng nếu Diệp Phàm tôi may mắn dùng động tác thái cực đẹp học trên TV thắng, có phải là có thể tiến vào ảnh lâu không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói. Nếu Diệp tiên sinh có thể thắng đối với việc cậu vào ảnh lâu tôi không có ý kiến gì. Bởi vì cứ như vậy đã chứng minh cậu có tuyệt học của phái võ đang. Có thể có tư cách tiến vào. Nhưng nếu Diệp tiên sinh không thắng, có lẽ đến lúc đó nếu bị thương hoặc cái gì, cũng đừng tố cáo trước mặt Trương sư huynh là được.
chúng ta một là một, tôi không muốn cùng Trương sư huynh không thoải mái. Cho nên, đã nói trước, sư phụ sư đệ sư bá ngồi ở đây có thể làm chứng có phải không? Tống Thành Sơn nói nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu Diệp tiên sinh sợ, hiện giờ rời khỏi còn kịp. Nhưng xin mời cậu rời đi như vậy, sau này không cần đến nữa. Đối với một người như vậy, Trương sư huynh sẽ không đồng ý. Chương 3206, vài cao thủ đến. Diệp sư đệ, a không thể biết, thái cực quyền của Tống sư huynh là người tuyệt nhất trong số những người được phái đến. Các sư phụ thời trước đều khen ngợi Tống sư huynh đánh thái cực quyền rất tốt, lĩnh ngộ được sự huyền diệu thái cực quyền của núi Võ Đang. Cho nên, lấy Tống sư huynh có thập nhị đẳng cộng thêm thái cực quyền, một người ngoài đánh được anh ấy, về cơ bản là không có cao thủ nào có khả năng lại được anh ấy. Đây chẳng phải là chứng minh người ngoài học thái cực quyền cần phải tỉ mỉ hơn Tống sư huynh sao, tự nhiên, hoàn toàn có tư cách tiếp tục. Nữ trưởng lão Triệu Thanh Thanh này dường như tôn sùng Tống Thành Sơn, kỳ thực cũng là người đứng đầu Na Uy. Còn nữa, giống như có ý nhắc nhở Diệp Phàm vậy. Tiếp xúc với các đệ tử, trong lòng Tống Thành Sơn hừ lạnh một tiếng, miệng cười nói. Cảm ơn sư muội đã quá khen, sư huynh ta nào có lợi hại như vậy, chỉ là được các trưởng lão nâng đỡ thôi. Đương nhiên, tuyên dương những người học thái cực quyền của môn phái chúng tôi cũng là trách nhiệm của môn nhân võ đang tôi đây. Một môn phái, võ học càng ngày càng tinh thâm, tự nhiên môn phái có thể phát triển tiền đồ rồi. Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngược lại miệng rất bình tĩnh, nói. Hôm nay tôi rất vinh hạnh, lại có thể luận bàn với cao thủ về phương diện thái cực quyền của võ đang, rất may mắn. Diệp tiên sinh đồng ý rồi. Tống Thanh Sơn liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Kỳ thực trong lòng lão già này không phục. Cho rằng bản thân vừa nãy là đánh giá thấp đối phương, bằng không, sao lại có thể mất mặt trước mặt Diệp Phàm miệng còn hôi sữa chứ. Bây giờ, phải tìm lại sự hung hăng. Từ chối thì bất kính. Diệp Phàm cười nói. Trưởng môn, tôi thấy các đệ tử như này cũng khó nhìn thấy được. Tống Thành Sơn tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng rất khó có thể gặp được đối tượng luận bàn tỉ mỉ như vậy. Tống Thành Sơn làm ra vẻ ông cụ non. Mặc dù những lời nói của vị trưởng lão này nghe có chút không thoải mái gì cả, nhưng dù sao thì Tống Thanh Sơn cũng là người cao nhất trong số các đệ tử, trong lòng mọi người không thoải mái cũng phải nín nhịn. Ý của Tống Sư Thúc là sắp xếp các đệ tử cũng quan sát một chút. Kỳ thực trong lòng Trương Thiên Lâm cười lạnh, biết Diệp Phàm có thực lực cấp bán tiên thiên, lần này Tống Thanh Sơn tuyệt đối tự rước nhục vào thân rồi. Đúng vậy, khó có được cơ hội, tăng thêm kiến thức cho đệ tử cũng rất tốt. Đệ tử trong môn phái của chúng ta tuy nói cũng thường xuyên phái người đi ra bên ngoài, tham gia đại hội võ thuật. Nhưng, tất cả đều là động tác võ thuật đẹp mắt. Không giống như dùng để biểu diễn, luận bàn cao thủ chân chính thật bọn họ còn khó có thể nhìn thấy được. Lý Sơn Đạo cũng cười góp vui. Triệu Sư Thúc, Thúc cũng đi bàn một chút đi, triệu tập các đệ tử quan trọng lại quan sát luận bàn cao thủ. Trương Thiên Lâm tự nhiên vui vẻ với việc sắp xếp. Không lâu sau, ở quanh sân huấn luyện phái võ đang có mấy chục đệ tử xúm lại. Mọi người nghe nói Tống Sư Thúc và Diệp Phàm thảo luận, tất cả đều phấn chấn không thôi. Vị này chính là sư đệ Diệp Phàm của Đại sư Vô Trần của phái chúng ta, nghe nói Đại sư Vô Trần đã truyền lại thái cực quyền âm dương cho hắn. Cho nên, Tống Thành Sơn tôi muốn xem xét thái cực âm dương mà sư đệ Diệp Phàm nắm được bao nhiêu của phái võ đang này. Hắn có tư cách có thể làm sư đệ của chúng ta hay không? Tống Thành Sơn không quên lấy tư cách sư huynh của bản thân ra. Thế hệ trước Tống Thành Sơn được gọi là Lão Tứ, lại bị mọi người gọi là Tứ Sư Huynh, mà Đại Sư Huynh Trương ẩn sau núi nhiều năm không nhìn thấy bóng dáng đâu. Mà về cơ bản cũng không nhìn thấy Nhị Sư Huynh Vô Trần đâu cả. Cơ hội lộ diện trong môn phái là cực kỳ hiếm thấy, mà Tam Sư Huynh Dương Đinh Thiên là một người vô danh, mỗi ngày đều bảo vệ tang thư các của huynh ấy, rất ít khi lộ diện. Ăn uống hàng ngày đều có đệ tử mang đến. Nếu như trong môn phái có gặp chuyện lớn, Dương Đinh Thiên chắc chắn không đến rồi. Nói về bản lĩnh của Dương Đỉnh Thiên, Tống Thành Sơn cho rằng công lực của huynh này không cao. Cho nên, vô hình trung Tống Thành Sơn trở thành người có tư cách già nhất ở đây, là thế hệ trước có công lực cao nhất. Tự nhiên biến thành có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của đề đốc Hải quân Bắc Dương. Từ sau khi Trương Thiên Lâm bị trúng độc, kỳ thật người chính của phái võ đang mà nói chính là Tống Thành Sơn rồi. Cũng có lúc Trương Thiên Sơn nói chuyện không như vậy, không bằng Tống Thành Sơn nói, nghiễm nhiên sẽ có nguy hiểm bị Tống Thành Sơn cướp mất quyền lực. Trương Thiên Lâm đương nhiên cũng nhìn được điểm này, có chút lo lắng.
nhưng mà có lo lắng cũng không có tác dụng gì, bản lĩnh của bản thân không tốt, công lực của trưởng môn này không được, tất nhiên đệ tử không phục rồi. May mắn có uy danh của sư phụ Vô Trần, bằng không, mông của Trương Thiên Lâm sớm đã bị người ta đá bay đi rồi. Ha ha, xin sư huynh hãy suy nghĩ một chút thủ hạ lưu tình à. Sư đệ tôi dù sao cũng vừa mới học không lâu, đương nhiên còn khá mới lạ. Hơn nữa, kinh nghiệm học cũng không nhiều. Diệp Phàm ra vẻ khiêm tốn nắm tay lại. Diệp tiên sinh, anh không thông qua thì đừng có gọi tôi là sư huynh, bởi vì, nếu Diệp tiên sinh không suy nghĩ cẩn thận, thì các sư đệ sẽ không ai nhận đâu. Tôi tin, bao gồm cả Vô Trần sư huynh cũng biết là sẽ có cái nhìn như thế. Tống Thanh Sơn thật đúng là làm đến nông nỗi này, Lý Sơn Đạo nhíu mày nhìn anh ta, cảm thấy có chút quá đáng. Sư đệ Diệp Phàm người ta được người quyền uy Vô Trần của môn phái chúng ta thừa nhận, Tống Thành Sơn anh có tư cách gì mà đứng ở sau lưng thay đổi quyết định của sư huynh Trương Vô Trần? Đây không phải là muốn đối nghịch với sư huynh Trương Vô Trần sao? Điểm này, mặc dù Lý Đạo Sơn tuyệt đối không có ý như thế. Bởi vì, Trương Vô Trần ở trong mắt mọi người chính là thần. Nếu ai muốn phủ định quyết định của thần, cũng không có ai, không có. Ha ha! Để có thể khiến quyết định của sư huynh Vô Trần kiên định xem ra sư đệ ta đây, tôi cần phải có thêm sự thông qua của Tống Đại Sư mới được. Bằng không, việc này chẳng phải nói sư huynh Vô Trần không có mắt nhìn người sao. Nhận sai người. Những lời này của Diệp Phàm thật lợi hại, vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức, mặt của Tống Thành Sơn thiếu chút nữa đen đi hẳn. Đây chính là trắng trợn đối đầu với Trương Vô Trần. Diệp tiên sinh, chúng ta quay về luận bàn. Đừng có nhắc đến quan hệ với sư huynh Vô Trần nữa. Huynh ấy có việc của huynh ấy, chúng ta có việc của chúng ta. Tống Thành Sơn nhanh chóng giải thích. Khiến nhiều người tức giận, bởi vì, Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, đã có rất nhiều đệ tử phát ra tiếng hừ rồi. Tống Thành Sơn biết, mặc kệ bản thân ra sức thế nào, nhưng quyền uy Vô Trần trước mặt, khỉ thật. Ha ha, vừa rồi có nhắc đến mối quan hệ chính là Đại sư Tống. Huynh nói muốn thay mặt cho phái võ đang suy xét Diệp Phàm tôi. Nếu không biết trưởng môn của võ đang là Trương Thiên Lâm, tôi còn tưởng huynh mới chính là trưởng môn của võ đang cơ. Bởi vì, ngay cả Trương Sư Điệt cũng gọi Diệp Mỗ là sư thúc, chỉ có Tống Thành Sơn cần phải xem xét thôi. Diệp Phàm từng bước ép sát, Tống Thành Sơn thiếu chút nữa muốn điên lên. Tự nhiên trong lòng Trương Thiên Lâm hô tê không thật sảng khoái. Diệp sư thúc. Tống sư thúc chỉ là muốn yểm trợ cho bộ mặt của võ đang thôi, cho nên, thúc ấy rất tận tâm với võ đang. Mọi người đều biết, xã hội hiện đại, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Đó chính là thời kỳ của chiến đấu. Phái võ đang chúng ta không có nhiều trận chiến đấu như vậy. Cho nên, chúng ta phải chống lại những người như thế. Dưới tác động của làn sóng hiện đại, các môn phái chịu sự tấn công rất mãnh liệt. Thu nhận đệ tử cần có kinh phí. Bồi dưỡng nhân tài càng cần có vệ sĩ bảo vệ bên cạnh các cô gái. Cho nên, Tống Sư Thúc là người có tâm. Trương Thiên Lâm chính là có ý này, Thúc có tâm rồi muốn làm gì, có phải là muốn ngồi lên ngai vàng chức trưởng môn của tôi hay không? Sư Điệt, đây chỉ là Tống Thành Sơn tôi muốn làm chuyện của nội bộ thôi mà. Những trưởng lão chúng ta cũng nên tận tâm tận lực vì võ đang, cố gắng vì môn phái. Trong lòng Tống Thành Sơn phẫn nộ đến cực điểm nhưng, anh ta nhịn. Di chuyển bàn tay, nói. Diệp tiên sinh bắt đầu đi. Được, bắt đầu thì bắt đầu. Bộ dạng của Diệp Phàm hoàn toàn không để ý, lại khiến cho Tống Thành Sơn có cảm giác bị khinh bỉ. Lão già này giận đến nỗi không chịu được, tung ra quyền cước trêu ghẹo. Không lâu sau đó, hai tay đẩy về phía trước, Diệp Phàm tấn công hai trưởng, ngay sau đó, bốn trưởng chạm vào nhau. Bắt đầu tiến hành đi. Thái cực quyền đẩy tay cũng gọi là đấm tay, nhu tay. Là hai môn đồ của Thái cực quyền luyện tập, cũng có mối quan hệ với bộ sách Thái cực quyền, bổ sung cho nhau, hợp lại càng tăng sức mạnh, đến nay cũng có lịch sử hơn 1.000 năm rồi. Sau này các môn phái võ thuật khác cũng luyện tập theo phương thức này, sinh ra nhiều cách đẩy tay. Triều đại nhà Thanh còn lưu truyền bài hát bài bát đẩy tay viết như thế này, bằng loát tệ án tu nhận chân. Thượng hạ tương tùy nhân nan tiến, nhâm tha cự lực lai đả ngô, khiên động tứ lưỡng bát thiên cân. Dẫn tiến lạc không hợp tức xuất, chiêm liêm niêm tùy bất đầu dính, tĩnh động tương thủy. Quy tắc của Thái cực đẩy tay xem ra rất chậm, trên thực tế trong quá trình kết hợp thúc đẩy ngược lại cũng ẩn chứa trí tuệ và độ mạnh yếu. Nếu anh không cẩn thận một chút bị đẩy một cái có thể ngã chỏng võ ra. Bang! Một tiếng vang thật lớn của bốn trưởng kết hợp lại với nhau,
ngay lập tức dưới đất xuất hiện một vài cái hố nhỏ, cỏ xanh dưới đất đều bị đánh bay lên. Rất tốt! Nhóm các đệ tử hưng phấn, chưa từng nhìn thấy luận bàn về cao thủ nào cao như vậy. Tự nhiên bốn trưởng va vào nhau cũng có thể khiến cây cỏ dưới đất bay lên. Thần kỹ! Đệ tử nào cũng cảm thán nói. Sau khi cây cỏ vỡ vụn ra, hai bên đều lui lại 10 mét. Sắc mặt Tống Thành Sơn trầm xuống, bắt đầu làm một vòng tròn ngay tại chỗ. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, không nhìn thấy Tống Thành Sơn đâu cả, chỉ còn nhìn hình ảnh trong vòng tròn ấy thôi, có một chút hư ảo giống như có 5-6 Tống Thành Sơn vậy. Dần dần, các đệ tử nhìn cuộc chiến có cảm giác như có áp lực cực lớn vậy. Áp lực quá lớn, các đệ tử không thể nhìn thấy phía sau mấy chục mét. Tất cả mọi người đều hưng phấn thêm phần sợ hãi nhìn chằm chằm Tống Thành Sơn, liên tiếp trầm trồ khen ngợi. Trái lại Diệp Phàm, tự nhiên giống như choáng váng đứng tại chỗ bất động vậy, ra vẻ sững sờ. Có phải là sợ hay không? Người nào đó hỏi. Đoán là như thế, thấy ngốc nhỉ. Gặp Tống Thúc lợi hại như vậy, nhất thời chân tay luống cuống không biết nên đối phó như thế nào. Đợt một lúc nữa xem Tống Thúc còn gì lợi hại nữa, đoán chừng Diệp Phàm gặp xui xẻo rồi. Đệ tử nào đó nói. Anh nói xem, Đại sư Vô Trần nhìn lầm người rồi sao? Có một người hỏi. Chắc là, không phải đâu. Người nào đó đáp, cũng không chính xác. Chương 3207, đánh tàn phế một con chó. À, nhìn kìa, Tống Sư Thúc dừng lại rồi. Hình như cái bóng vòng tròn ở bên ngoài anh ta xuất hiện một cái khí cầu, thấy không? Có đệ tử khiếp sợ kêu lên. Ừ, chắc chắn là khí vòng. Giống như một cái kinh khí cầu mỏng manh, chẳng lẽ đó chính là thái cực quyền tinh túy, có thể đẩy rời khí vòng, quá lợi hại. Loại khí vòng này không đơn giản, phỏng chừng bên trong có ẩn chứa năng lượng làm nổ. Một khi xảy ra, uy lực của nó cũng không khác biệt so với bom là mấy. Mọi người cẩn thận, lui về phía sau 50 thước. Lúc này, vẻ mặt Lý Sơn Đạo nghiêm túc hô, tất cả đệ tử vừa nghe, nhanh chóng lui về phía sau mấy chục thước, mọi người đang chờ đợi khí quyển nổ. Làm sao cậu em Diệp Phàm không có động tĩnh gì, mọi người thật sự đang rất lo lắng. Chẳng lẽ là thật sự sợ đến mức choáng váng, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn. Anh Tống chính là đỉnh cao của 12 đẳng, cậu Diệp trẻ tuổi như vậy, thật là có chút. Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh Trương Thiên Lâm nói, một nữ đệ tử đang đứng bên cạnh đạp chân. Đừng có nóng vội, sư thúc Diệp còn không có phát lực. Anh xem người ta bình tĩnh như vậy, không có chuyện gì cả. Đó mới là khí chất của cao thủ chân chính, anh có học cũng không học được. Trương Thiên Lâm cười một cách thần bí. Khí chất, có mà khí chất ngu xuẩn thì có. Nữ đệ tử kia bất mãn nói một câu, khiến Trương Thiên Lâm tức giận trừng mắt lên liếc nhìn một cái. Tống Thành Sơn di chuyển. Khí cầu bị đẩy về phía trước, nhất thời, làm cho cây cỏ lá cây xung quanh bay loạn lên, giống như phía trước nổi lên một cơn gió lớn, gió này tạt vào mặt các đệ tử đều cảm thấy đau nhức. Nhìn thấy khí cầu mỏng sẽ tạp vào trên người Diệp Phàm. Ha ha ha! Diệp Phàm cười nhạt, hai tay nén về phía sau, làm một động tác co vào. Lập tức, nội khí cầu uy phong của Tống Thành Sơn bị song trưởng của Diệp Phàm ép vào trung tâm. Tống Thành Sơn cảm thấy chấn động, nhất thời, mặt đỏ bừng lên, liều mình đẩy về phía trước. Thế nhưng, khí vòng kia vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa, Diệp Phàm còn mỉm cười, lòng bàn tay co lại càng chặt hơn. Khí vòng kia bị ép cho tới thay đổi hình dạng, bắt đầu rơi xuống dưới. Sau đó Diệp Phàm vừa rút trường lại, rất nhiều nội khí vòng tròn được Diệp Phàm xả ra trong tay. Sau đó hắn giống như ném bom về phía Tống Thành Sơn. Ầm, một tiếng nổ vang, Tống Thành Sơn bị dính khí vòng nổ tung, tuy nhiên, lần nổ này giống như có chút khác thường, lại có thể chơi trò tự nổ. Anh, toàn bộ các trưởng lão sợ tới mức kêu lên. Mây mù bay lên. Cây cỏ bay tán loạn, trên bầu trời đất cát mù mịt, một người trần truồng chạy ra ngoài. Người này có vẻ rất hỗn loạn, toàn bộ tròm râu dưới hàm bị đốt trơ trọi, một nửa chiếc áo choàng vẫn còn ở trên hông, thậm chí nửa phía dưới còn có rất nhiều lỗ thủng, lộ ra cả quần lót ở bên trong. Đương nhiên, người này chính là Tống Thanh Sơn, áp lực của khí vòng được Diệp Phàm áp chế rất nhiều, bằng không. Thế nào cũng phải khiến cho Tống Thanh Sơn gần như chết. Một cao thủ 12 đẳng muốn làm tạo ra nội khí vòng để nổ mà nói, tuyệt đối có thể làm nổ tung một tòa nhà. Ha ha, ngại quá, Tống Đại Sư, uy lực nội khí vòng tròn của người này quá lớn, Diệp Phàm tôi không thể chịu nổi, đành phải trả lại cho ông. Diệp Phàm nhún vai,
vẻ mặt hắn dường như vừa cười vừa suy nghĩ, Tống Thành Sơn nhìn thấy, trong giây lát cảm thấy ghê tởm giống như vừa nuốt phải một con ruồi vào trong mồm. Lý Sơn Đạo lặng im, anh ta hiểu được, tên họ Diệp này đến đây có thể nhận được sự đồng ý Vô Trần Sư Huynh, đó là người ta có được sự đồng ý. Nhìn người thanh niên này, đương nhiên trong lúc nhấc tay giơ lên đầu sẽ khiến cho Tống Sư Huynh có trình độ 12 đẳng chán nản. Ra vẻ người ta xuống tay còn lưu tình, tên họ Diệp này, chẳng phải là lợi hại vô cùng sao, ít nhất cũng phải là bán tiên thiên. Trẻ tuổi như vậy đã là bán tiên thiên, nhất thời, tất cả các trưởng lão của phái võ đang đều khiếp sợ mà tâm phục. Thời buổi này, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nắm đấm chính là đạo lý cứng rắn. Đặc biệt trong võ thuật truyền thống của Trung Quốc càng thể hiện rõ phong cách này. Cậu Diệp có thân thủ rất tốt. Triệu Thanh Thanh tiến lên chúc mừng đầu tiên. Đúng vậy, có thể được Vô Trần Sư Huynh tán thành thì sư đệ có thể là bình thường sao? Diệp sư đệ đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà ngay cả Chu Thông là một trưởng lão rất hiền lành cũng tiến lên nói mấy câu êm tai. Tạm thời, nghĩ muốn lôi kéo Diệp Phàm làm quen với các đồng chí. Khuôn mặt như than, Tống Thành Sơn bối rối không chịu nổi bởi vì không ai để ý đến mình, tức giận đến mức vội vàng trở về rửa mặt thay quần áo. Buổi tối, trong phái võ đang thật sự im lặng, bởi vì, đã rất khuya rồi, tất cả mọi người đều ngủ. Tuy nhiên, có một bóng đen nhẹ nhàng di chuyển. Không lâu sau, bóng đen kia tới phía sau một khối đá rồi ngừng lại, sau đó hướng lên trên có mấy người ở trên vách đá. Bên trên vách đá còn có tòa nhà nhỏ, nhưng, lúc này trong tòa nhà nhà không có một chút ánh đèn, bí ẩn giống như là một ngôi mộ. Đại sư huynh, tôi là Thành Sơn. Bóng đen dừng lại, đứng bên trong tòa nhà nói. Thành Sơn, đêm hôm khuya khoác không ngủ còn đến đây làm gì? Bên trong có một giọng nói khàn khàn. Tôi có việc muốn nói với đại sư huynh. Tống Thành Sơn nói. Vào đi. Giọng nói từ bên trong truyền ra. Tống Thành Sơn cẩn thận đi vào, bên trong có một ngọn đèn chiếu sáng. Một người đàn ông ngồi trên một tấm ngọc bích màu xanh. Người này cũng mặc áo choàng màu xanh đi giày vải, tuy nhiên, toàn thân toàn bụi, giống như là đã ngồi ở đó không hề động đậy quá lâu rồi. Khuôn mặt dài như mặt ngựa cũng dính đầy cho bụi. Người này chính là trưởng lão già nhất của phái võ đang Trương Hữu Trần, là sư huynh của Trương Vô Trần. Gọi là đại sư huynh, cũng là kẻ phản đồ nắm giữ bí mật. Đây là sư huynh. Tống Thành Sơn liếc mắt nhìn Trương Hữu Trần một cái, có chút nghi hoặc. Sư đệ có nghe nói qua về phương pháp quy tức không? Trương Hữu Trần hỏi, chẳng lẽ là sư huynh đang luyện loại võ công này sao? Tống Thành Sơn cả kinh, há hốc miệng ra. Bởi vì, phương pháp quy tức này là luyện khó khăn nhất. Cái gọi là phương pháp quy tức chính là giống như con rùa phải ngủ đông. Đến lúc đó, không ăn không uống cũng có thể sống được mấy tháng. Võ công này rất khó luyện thành, hơn nữa, luyện không tốt e rằng sẽ mất mạng. Bởi vì, người ngủ say không tỉnh dậy sẽ báo tin lên thiên đường. Đương nhiên, nếu như có thể luyện thành công, cũng có điểm tốt. Một khi thành công, cậu có thể điều tiết mạng sống ngay cả khi yếu nhất, có thể điều hòa được lượng máu lưu thông, nội khí bên trong mạch lạc. Nghe nói Thiếu Lâm Tự có vị cao tăng luyện thành công, ông ta gọi người đem ông ta đi chôn sống dưới đất, 3 tháng sau lấy lên, ông ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, tôi cũng không kiên trì được bao lâu, cũng vừa mới tỉnh lại. Trương Hữu Trần nói, sư huynh kiên trì được bao lâu? Tống Thành Sơn thật sự bái phục, rất vui mừng khi được hỏi những điều này. Được 1 tháng, Trương Hữu Trần nói. Như vậy cũng là lâu rồi, 1 tháng không ăn không uống, thật là thần kỳ. Phỏng chừng sư huynh chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua của phái võ đang chúng ta có thể luyện thành công loại võ công này. Tống Thành Sơn tận dụng thời cơ để nịnh nọt nói. Hôm nay cậu đến đây không chỉ để khen tặng anh đấy chứ. Trương Hữu Trần thật sự là không tốt. Đương nhiên là không phải rồi, lúc trước tôi còn không hiểu được sư huynh đang luyện loại võ công gì. Hôm nay có cái tên gọi là Diệp Phàm. Tống Thành Sơn thêm mắm thêm muối nói xấu Diệp Phàm. Hắn đúng là kiêu ngao như vậy sao? Trương Hữu Trần mở mắt ra, giọng nói chứa đầy danh mãnh. Biết làm sao được, người ta là sư đệ mà nhị sư huynh tin tưởng, mà lại dùng âm dương thái cực thủ mà nhị sư huynh truyền lại để làm nhục tôi. Tài nghệ của tôi không bằng người, tuy nhiên, khẩu khí này đúng là nuốt không trôi được. Truyền nhân của võ đang chúng ta còn đánh không lại một người thanh niên học nửa vời võ đang. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sẽ làm mất thể diện của toàn bộ phái võ đang chúng ta. Tuy nhiên, sau khi nghe ngóng lại,
mới hiểu được người thanh niên này đạt đến bán tiên thiên, thảo nào tôi không bằng hắn. Ôi, cái trình độ này chỉ có là do nhận thức. Tống Thành Sơn xốc lại câu chuyện. Chưa đến 30 tuổi mà đã là bán tiên thiên, đúng thật là thiên tài. Tuy nhiên, trẻ tuổi như vậy, phỏng chừng đại đa số đều được đánh giá là giữa cửa hoặc là trong gia tộc có các trưởng bối dùng biện pháp cứng rắn để luyện tới bán tiên thiên. Người như vậy, không có căn bản, căn cơ yếu. Không chịu nổi kích thích, bởi vì công lực của bọn họ không phải là do mình luyện ra, không có thực tế, hơn nữa tư thế lớn, nhưng thật ra không trong sạch. Cho nên, sư đệ cũng không cần thiết phải để ý quá mức đúng không? Trương Hữu Trần nói. Thế nhưng mà em bị bại thật thê thảm, người này hạ quyết tâm làm nhục nhã các trưởng lão của chúng ta. Bàn bạc thì cứ bàn bạc thôi, tại sao lại làm cho áo choàng của tôi cũng bị nổ tung? Đây không phải là làm cho tôi mất mặt trước các đệ tử sao? Các đệ tử sẽ suy nghĩ như thế nào, họ sẽ cho rằng kiến thức của phái võ đang chúng ta cũng không có cái gì hơn cái này, do đó trong lòng sẽ lay động. Trạng thái trong lòng của họ sẽ không tốt, sẽ làm họ hoảng sợ, khiến cho môn phái bị thiệt hại nghiêm trọng. Tống Thành Sơn nói, không phải cậu nói chuyện muốn hắn vào ảnh lâu sao? Trương Hữu Trần hỏi, đúng vậy, đầu óc hắn có vấn đề, ảnh lâu như vậy mà không vào. Tống Thành Sơn nói, vậy thì làm cho hắn đi vào thôi. Trương Hữu Trần cười lạnh một tiếng, đại sư huynh, ảnh lâu này chúng ta cũng không khống chế được. Nếu không, nó dễ dàng hơn nhiều. Tống Thành Sơn nói, ha ha, có người đi vào không phải sẽ tàn phế sao? Vậy phải xem vận khí của hắn. Thật ra, trước kia tôi cũng đi vào ảnh lâu rồi. Hơn nữa, đã đi qua chắc sẽ biết được mọi thứ ở trong đó. Đối với bên trong, tôi sẽ am hiểu hơn so với hắn. Trương Hữu Trần cười nói, ý của đại sư huynh là anh cũng đi theo vào, có thể liên lạc với bên trong. Tống Thành Sơn chợt hiểu, đi vào ngao du cũng không có gì, dù sao tôi cũng đi vào. Không chừng lại có thể đánh tàn phế một con chó. Đột nhiên Trương Hữu Trần trở nên lạnh. Đúng đúng rồi, đánh cho tàn phế thành một con chó thôi. Tống Thành Sơn vui vẻ nói. Sư thúc, ngày mai người đi vào cần phải cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, ở bên trong có thể gặp rất nhiều mối nguy cũng có thể gặp được nhiều thời cơ tốt. Diệp Phàm cười nói, trong lòng còn có chút để bụng Trương Thiên Lâm, đã trễ như vậy rồi còn chạy tới nhắc nhở mình. Không phải, Diệp sư thúc đã sớm nghe nói qua ở bên trong có mối nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi lo lắng cái y khác cơ. Trương Thiên Lâm nói. Cái khác. Diệp Phàm nhìn Trương Thiên Lâm. Sư thúc Tống trợn mắt lên tất báo người, hôm nay sư thúc lại làm cho ông ta mất mặt hai lần. Với tính cách của ông ta, tôi lo lắng ông ta sẽ có một vài động tác nhỏ đó. Trương Thiên Lâm nói. Chương 3208, đi vào trong. Với thân thủ của ông ta, có muốn dở trò cũng không phải lo lắng cái gì. Diệp Phàm hừ nói. Mình cứ đề phòng không bị thương thì sẽ khó khăn, công lực của Tống sư thúc thấp hơn sư thúc, đương nhiên là sư thúc không lo gì rồi. Tuy nhiên, thời điểm ông ta đến sau núi là buổi tối. Trương Thiên Lâm nói, mời cao thủ ra mặt, cũng chính là vị sư huynh Trương Hữu Trần. Trên mặt Diệp Phàm đột nhiên lạnh. Cái này thật sự tôi cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên, từ sau khi xảy ra chuyện này, cuối cùng tôi mới chú ý. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì chỉ có thể ở ảnh lâu. Hơn nữa, Trương Sư Bá từng đi qua ảnh lâu, hơn nữa lại đi ra một cách an toàn, nghe nói còn có một bảo bối gì đó. Tuy nhiên, đó đều là chuyện của vài chục năm rồi. Trương Thiên Lâm nói, không sao, tôi cẩn thận đề phòng một chút là được. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, khiến cho trong lòng Trương Thiên Lâm cũng nói thầm. Trong lòng nói hắn mới chỉ là bán tiên thiên, nội công có thâm hậu thì cũng không bằng Trương Sư Bá được. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Thiên Lâm tự mình đưa trưởng lão Triệu, trưởng lão Lưu cùng Diệp Phàm đi ảnh lâu. Chờ một chút, tôi đợi ở đây để đưa Diệp sư đệ tới ảnh lâu. Lúc này, truyền đến giọng nói của Tống Thành Sơn, Diệp Phàm ngoảnh lại nhìn, thấy Tống Thành Sơn cùng với bọn người Lý Sơn Đao đã tới. Đến xem ông đây mất mặt à? Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, miệng cũng cười nói. Không cần vậy đâu, còn làm phiền mọi người lại đây đưa tiễn. Cần chứ, mỗi lần ảnh lâu mở ra đều khá là long trọng. Diệp sư đệ đi nên chú ý an toàn, từng có đệ tử đi vào đã bị đánh cho tàn phế. Nếu như kết cục không được tốt, đến lúc đó, chúng ta không có cách nào giao cho Trương sư huynh có phải không? Tống Thành Sơn ra vẻ khá quan tâm đến Diệp Phàm. Ha ha,
rất cảm ơn anh Tống quan tâm. Không sao, nếu như thật sự là có kết cục giống như trong lời nói vậy Vô Trần sư huynh cũng sẽ không trách mọi người. Bởi vì, đây là tôi tự chuốc lấy phiền nhiễu có phải không? Diệp Phàm cười nói. Cũng không thể có kết cục như vậy được. Tống Thành Sơn diễn rất thành công, vẻ mặt rất thỏa mãn. Thật ra Ảnh Lâu chính là một ngọn núi khác ngoài Lưỡng Sơn, đi dọc theo đường vách, chỉ một lúc là đến. Diệp Sư Thúc, đi qua cây cầu này có thể tới Ảnh Lâu. Trương Thiên Lâm chỉ vào cây cầu sắt duy nhất trên đỉnh núi cao, nói. Diệp Phàm gật gật đầu, theo mọi người đi tới, vừa đến gần, mới phát hiện núi này đúng thật là không nhỏ. Hơn nữa, càng đi càng thấy lòng núi lớn, phỏng chừng phải đến 7 hoặc 8 dặm. Nhìn tổng thể bên ngoài có điểm giống như là một hình nón cắm trên mặt đất. Mà cây cầu ở trung tâm của hình nón, nhất thời không nhìn thấy đáy của hình nón. Bởi vì, buổi sáng sương mù rất nhiều. Hơn nữa ở phía dưới cây cối xanh tốt, nên càng có chút mờ ảo. Mà ở trên núi có khắc hai chữ, thế chữ rắn giỏi mạnh mẽ. Giống như thiết câu ưng chảo Ảnh Lâu, chắc chắn là chỉ dùng lực trực tiếp để khắc. Bên cạnh Ảnh Lâu lập một pho tượng, hình như là bằng đồng tinh khiết. Tuy nói là trải qua năm tháng tang thương, nhưng có vẻ như pho tượng cũng rất có nghị lực. Chẳng qua đồng có chút bị oxy hóa cho nên trên bề mặt có màu đen. Vị này chính là một vị lão tổ tông trong phái của chúng tôi, ông ấy được gọi là Tam Hoa Đại Sư. Nghe nói công lực cao hơn gấp 3 tầng so với tiên thiên. Việc sử dụng nội khí đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chỉ cần dùng một ngón tay có thể làm cho một ngọn núi nhỏ nổ. Mà hai chữ Ảnh Lâu chính là do ông ấy đứng cách xa trên 100 mét trên không dùng sức mạnh để khắc. Mà Ảnh Lâu này cũng là do Tam Hoa Sư Tổ sáng lập ra. Trương Thiên Lâm nói. So với tiên thiên còn có trình độ cao hơn 3 lần, khi đi ra chỉ có niệm khí, hồn rời, thoát thần cảnh. Không thể tưởng tượng được Tam Hoa Đại Sư lại là nhân vật có cảnh giới ngang bằng với Đán Phi Tử Cửu Chỉ Thần Đạo. Quả là lợi hại. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, không thể không nhìn tượng đồng, trong lòng cảm thấy rất khâm phục. Bất giác hắn đi ra phía trước, quỳ xuống cung kính lạy 3 cái. Như Trương Vô Trần nói, Diệp Phàm để cho Tam Hoa Đại Sư gõ 3 cái vào đầu cũng bình thường. Như vậy Tam Hoa cũng chỉ là sư tổ của Diệp Phàm thôi. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm giác như cái trán rất đau. Giống như con rơi đang giằng co vùng lên, có chút bất an gây sức ép. Quái, cái này không phải là một pho tượng đồng, con rơi sợ cái gì? Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, ngộ ra, chẳng lẽ là bức tượng đồng tạm thời xa cách Lô Định Tông, đây không phải là một pho tượng đồng sao? Tuy nhiên, cũng không có thấy âm thanh truyền đến của Lô Định Tông. Cho dù Diệp Phàm có che chắn cho con rơi, Lô Định Tông vẫn không phản ứng. Nhưng mà thật ra con rơi run run như vậy lại lợi hại hơn. Diệp Phàm đứng cách xa tượng đồng hơn, con rơi mới yên tĩnh trở lại. Mẹ nó, thật ra tượng đồng này có quan hệ gì, chuyện quái dị gì đây? Trong lòng Diệp Phàm không hiểu được. Thắp hương cúng đại sư Tam Hoa xong sau đó Trương Thiên Lâm nói một lệnh. Ảnh Lâu, mở ra. Hai đệ tử tiến lên gần Trương Thiên Lâm lấy lệnh bài. Lại một trưởng lão đưa đến một lệnh bài nữa. Hai chiếc lệnh bài khác nhau cắm vào hai cái lỗ ở hai bên cửa của Ảnh Lâu. Sau đó, hai đệ tử phân công nhau kéo hai tảng đá đi ra bên ngoài cửa lớn. Chiếp chiếp chiếp. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong tối om, không nhìn thấy gì. Tôi đi vào. Diệp Phàm nắm chặt tay đi vào. Chờ một chút Diệp sư đệ, một thời gian dài rồi Ảnh Lâu không mở ra. Chỉ sợ bên trong còn tích trữ một chút các loại khí có hại đối với người. Cứ chờ một chút cho không khí lưu thông rồi đi vào. Lúc này, Tống Thành Sơn đứng ở trên nói. Đúng rồi, cứ từ từ rồi đi vào. Trương Thiên Lâm gật đầu nói, mấy đại trưởng lão tiến lên bắt đầu nói chuyện tào lao về Ảnh Lâu. Đúng 9 giờ Diệp Phàm mới đi vào, thực ra cánh cửa của Ảnh Lâu chưa đóng. Trương Thiên Lâm ngồi lên trên chiếc ghế dựa mà đệ tử mang đến, nói. Tôi ở đây coi chừng dùm, các vị sư thúc cứ đi về trước đi. Không cần, hôm nay chúng ta đều không có chuyện gì cả, cứ ngồi ở đây nói chuyện phiếm một chút cũng được. Thời gian chúng ta gặp nhau cũng không nhiều, mỗi người đều có việc của mình có phải không? Tống Thành Sơn cười nói, cũng leo lên ghế dựa ngồi. Các đệ tử đang đứng ở bên kia nhanh chóng chạy lại đưa chiếc ô để che nắng, bên dưới là bàn trà, còn mang cả nước trà hạt dưa lên. Ngồi ở trên giữa sườn núi. Vừa uống trà hạt dưa vừa nói chuyện phiếm thì thoải mái rồi. Trương Thiên Lâm hiểu được, Tống Sư Thúc không có thấm lòng tốt như vậy, ông ta là có mục đích mới đến đây.
Diệp Phàm đứng cách cổng tò vò không xa để thích ứng với môi trường, sau đó rút đèn pin lên chiếu. Phát hiện bên trong dùng rất nhiều sức người để đào ra những lỗ nhỏ như thạch đạo, trước mắt liền chật ních thạch đạo, lúc này Diệp Phàm gặp một chút sự cố, không dưới 7-8 cái thạch đạo dương ra. Cũng không hiểu được phải đi theo lối nào. Rốt cuộc lão già tam hoa ở chỗ này làm cái gì? Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, đi được vài bước, cho đến khi đến thạch đạo phía trước mới ngừng lại được. Mới phát hiện các thạch động khác nhau ở phía trước viết tam chữ âm dương thiên địa sinh tử giàu nghèo, vừa vặn với 8 lỗ thạch. Mấy chữ này có ý gì? Diệp Phàm sờ soạng lên đầu, có phần mơ hồ. Cánh cửa sinh tử không thể đi được, đây chính là vòng luân hồi. Cánh cửa âm dương dường như cũng có chút sinh tử, cũng không đi được. Cánh cửa giàu nghèo, lão tử không phải vì tiền mà đến, không đi. Cửa trời nghe có vẻ như thiên quốc, đây chẳng qua là một kiểu chết khác, nói như vậy để xuôi tai thôi, không đi. Cuối cùng, Diệp Phàm quyết định đi, cửa địa. Hắn cảm thấy được đi trên mặt đất còn có chút an toàn, bởi vì chúng ta đang sinh hoạt ở trên trái đất thôi. Diệp Phàm vừa mới bước một chân, đã có biến xảy ra. 8 cánh cửa đột nhiên xoay tròn lên, hơn nữa, hình thức vận động không theo quy tắc nào cả. Có chuyển có nhảy có trái có phải có cao thấp, Diệp Phàm vội vàng dùng khinh công đuổi theo, cửa địa. Chỉ có điều phi nô hạ xuống, cửa này thật sự chuyển động rất nhanh. Cho dù Diệp Phàm có dùng thân thủ bán tiên thiên triển khai khinh công tạm thời cũng không thể đuổi theo cửa địa. Tuy nhiên, Diệp Phàm không tin là có tà. Ngay cả bức công của bức vương cũng bỏ ra dùng, chẳng qua là địa bàn nhỏ, không thể nào phát huy hết được sức mạnh lớn nhất của nó. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại ở bước chân của mình. Ôi mẹ nó, bị lừa rồi. Diệp Phàm có chút thất vọng thở dài, bởi vì, sơn động làm sao có thể nhảy lên cao thấp. Cho dù là có bộ phận khống chế được cũng không có khả năng nhảy lên được như thế. Dường như tảng đá kia cũng có cái gì đó trở nên sinh động bằng da bằng thịt. Việc này, rõ ràng là mình nhảy lên cao thấp hoặc di chuyển sang hai bên trái phải hoặc xoay tròn, điều đó đối lập nhau, còn tưởng rằng sơn động di chuyển. Nhưng, việc này có thể chính là nguyên nhân Diệp Phàm chẳng biết làm sao mà có thể nhảy lên như thế. Hắn đứng bất động, dùng đôi mắt ưng quan sát 8 sơn động kia. 3. Sơn động thiên môn kia đột nhiên tấn công lại về phía Diệp Phàm. Ôi, mẹ nó, chắc chắn là ảo giác. Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì, làm sao sơn động có thể nhảy lên được, đây tuyệt đối là ảo giác. Tuy nhiên, lúc thiên môn, cách mình khoảng 3-4 thước. Diệp Phàm vẫn cảm giác được nguy hiểm. Vội vàng nghiêng người sang một bên, tuy nhiên, vẫn bị cửa tò vò đập vào một chút. Cảm thấy cơ thể đau nhức. Mà Diệp Phàm phát hiện, tấn công vào sườn cánh cửa sau đó xoay người vào tường để đi ra ngoài, trong khi động đạo của thiên môn vẫn đứng yên tại chỗ. Diệp Phàm hiểu được, động thiên môn này không phải là động thiên môn kia nữa. Vì thế, thân hắn dài ra dựng lên, một trường công kích về phía động thiên môn, một tiếng giòn vang qua đi, cảm giác có một năng lượng rất lớn truyền đến, Diệp Phàm lui từng bước về phía sau. Tuy nói là khá khiếp sợ, nhưng, Diệp Phàm hiểu được. Động thiên nôn giả này có thể là do thuần nội khí tạo thành. Chẳng qua, cao thủ có thể đem nội khí vô hình biến thành hữu hình, mà sẽ ngưng tụ lại thành bộ dạng một cái cổng thôi. Diệp Phàm hiểu được tất cả, vừa rồi 8 cổng đều ở trạng thái động, phỏng chừng đều là ứng dụng nguyên lý cơ bản này. Cũng chính là có 8 đạo bên trong có thể nhảy lên thôi. Việc này, có lẽ chính là cái mà các đệ tử phái võ đang nói quỷ ảnh tử. Bởi vì, cái này là dùng nội khí ngưng tụ thành hình như là vô hình. Nhưng lại có thể công kích người. Nhìn qua giống như là quỷ ảnh tử bình thường, Diệp Phàm dùng một quyền, nắm đấm xuyên qua nội khí cổng mà đi. Nhưng mà làm cho cổng tò vò ngưng tụ từ nội khí thoáng dung chuyển một cái, cũng không có thể làm cho nó tan rã được. Xem ra, sự ngưng tụ khí của thân thể là rất vững chắc, hơn nữa, cũng không hiểu được ai là người làm ra trò này. Những khí ngưng tụ này cũng không có tư tưởng, chẳng qua là cao thủ trước kia đặt ra với mục đích là để công kích thôi. Cho nên, sự linh hoạt trong đó có rất ít. Cái này, có điểm giống như là cao nhân dùng nội khí ngưng tụ thành con rối. Chẳng qua con rối chính là sơn động thôi. Nói thẳng ra là một cái như vậy cũng không có thần bí. Vừa nghĩ thông được mấy vấn đề, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy như giải được nút thắt. Chương 3209, lão già này không chết. Có một số việc, khi không hiểu được rõ ràng thì cảm thấy thần bí,
một khi đã cởi vỏ được nguyên nhân sẽ cảm thấy được cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Tuy nhiên, nội khí ngưng tụ của tám cửa cùng nhau công kích lại đây, nhất thời Diệp Phàm đúng là có chút luống cuống tay chân. Bởi vì, mấy thứ này không giống người cũng không giống cái gì, chỉ giống sơn động. Mà đó là điều trái với quy luật cách thức công kích của sơn động. Hoặc là xoay tròn mà đến, bởi vì không có quy tắc, cho nên, trong quá trình xoay xung quanh dường như có rất nhiều răng cưa, nếu như cho ai đó trên một chút cũng là quá sức. Mà có khi lấy thêm hình thức lạc hoàn lại đây, còn có thể mở rộng, thu hẹp lại. Tuy nhiên, chân tay nhất thời luống cuống, nhưng, cũng làm cho Diệp Phàm có thể hội tụ bức công tại đây để có thể thành thạo tiến triển tấn công. Đại bàn nhược chuyển tức pháp. Trong suy nghĩ của Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện công pháp của Bảo Trí Thiền Sư, có thể thông qua nó để cho xương và các thứ khác bên trong có thể hấp thụ được lại nội khí để sử dụng cho mình. Trong truyền thuyết thuật càn khôn đại na di có hiệu quả rất tốt. Cánh cửa này giống như là do nội khí ngưng tụ thành, hơn nữa, tất cả những thứ bên trong này đều là do nội khí ngưng tụ mà thành, cũng bảo tồn được hơn 1.000 năm vẹn toàn như vậy. Chứng tỏ chất lượng của nội khí này rất cao, vậy tại sao không dùng công pháp này để luyện nội khí này cho chính mình sử dụng? Đương nhiên, trong quá trình hấp thụ cũng có khá nhiều nguy hiểm. Chỉ sợ là chất lượng nội khí này quá cao sẽ có tác dụng ngược lại với Diệp Phàm. Chẳng qua là, bây giờ đâm lao thì phải theo lao, không hấp thụ thì bản thân cũng mệt mà chết đi. Diệp Phàm cắn răng một cái, thi triển ra, đại bàn nhược chuyển tức pháp, một lực hút đánh vào nội khí ngưng tụ ở thiên môn. Két! Tự nhiên cánh cửa kia rung lên, xem ra có hy vọng rồi, Diệp Phàm lại tăng thêm cường độ, lần thứ hai dùng 8 phần công lực đánh vào trên thiên môn. Sát! Vừa rồi, có một tiếng nổ, công lực của Diệp Phàm bị bắn ngược trở về khiến hắn bị ngã xuống đất. Đại sư Tam Hoa đúng thật là thông minh, phỏng chừng cũng nghĩ tới việc có người rút nội khí khiến cho nội khí rối lên. Cho nên, chắc chắn còn có biện pháp bảo vệ là tấn công lại, Diệp Phàm có chút ủ rũ. Tuy nhiên, vừa di chuyển, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đem nội khí con rơi bước ra thẳng hướng về phía thiên môn. Lần này đúng là thuận lợi, con rơi đi qua cửa thiên vào trong động một cách thuận lợi. Nhất thời, Diệp Phàm cảm giác giống như mình đang đưa thân vào trong một cái ao toàn nội khí được hóa lỏng. Dường như nội khí đặc hơn giống như dạng hồ tấm vào Diệp Phàm, con rơi tiếp tục đi vào. Con rơi duỗi hai cánh, lúc này thoải mái hút chất lỏng đao dao động lên xuống. Đại sư Tam Hoa nhất định không nghĩ tới, Diệp Phàm lại có vật cổ quái như con rơi. Mà loại nội khí rối chính mình thiết kế lại không loại trừ con rơi này. Bởi vì, chúng đều được tạo thành từ nội khí. Cuối cùng, nội khí rối của cánh cửa kia đi hút đi chỉ còn lại một chất lỏng như hạt đậu tương to trong không gian tiến vào đan điền của Diệp Phàm. Theo bức phương mà nói, nội khí của tiên thiên còn không có thể hóa lỏng hoàn toàn. Chỉ có thể nói là ở trạng thái bán hóa lỏng. Còn nội khí của tiên thiên đạt đến trình độ niệm khí hóa lỏng hoàn toàn. Đây chỉ là thu hẹp nội khí để tác động vào kết quả thôi. Lúc thiên môn bị Diệp Phàm hút chuyển động là lúc con rơi chui vào địa môn. Lại làm như vậy một lần nữa. Địa môn lại biến mất, nội khí bị Diệp Phàm biến thành một chất lỏng. Cứ làm như vậy, Diệp Phàm lại giải quyết được cửa sinh và cửa tử. Tuy nhiên, lúc này cảm giác trong khu vực này tràn ngập năng lượng có tính nổ mạnh, nếu vẫn cứ tiếp tục làm mà nói còn có thể nổ tan xác rất là nguy hiểm. Trong lòng hắn hít một tiếng đang muốn chui vào cửa thiên là lúc. Một chiếc tiêu dài không hiểu từ đâu bay đến, Diệp Phàm xoay người một cái dùng nội khí làm gãy mất mấy chiếc tiêu. Tuy nhiên, sau đó chiếc tiêu lại quay lại đây. Diệp Phàm hiểu được, chiếc tiêu này không phải là do nội khí ngưng tụ thành, mà là được chế thành từ hợp kim hiện đại. Đại sư Tam Hoa là người của hơn 1.000 năm trước. Làm sao có thể có loại hợp kim này? Trong lòng Diệp Phàm cười lanh một tiếng, biết lời nói của Trương Thiên Lâm đêm hôm qua đã ứng nghiệm. Vì thế, mở đôi mắt ưng ra, cuối cùng phát hiện được một chút manh mối. Sau đó bật mạnh nhảy lên hung hăng tấn công hai cửa dầu nghèo một chút, nội khí được xúc hóa. Hai cửa dầu nghèo cũng hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm xoay người một cái. Đột nhiên dùng tốc độ cao nhất lập tức đảo hướng bay tới chỗ phi tiêu bay qua để đánh. Ba ba ba. Tiếng quyền cước không ngừng vang lên, Diệp Phàm đã sớm vọt đến vách tường bên cạnh nhìn. Bởi vì, nội khí của cánh cửa nghèo và cánh cửa giàu đang cùng nhau chiến đấu với một cái bóng đen. Diệp Phàm giật mình, đem hai cánh cửa âm dương thu hút bóng đen bên cạnh. Cứ như vậy, bốn nội khí đó đánh nhau với người mặc áo đen. Cuộc chiến rất là quyết liệt. Cho dù công lực của người mặc áo đen cao,
Diệp Phàm quan sát một chút cho rằng công lực của người này đạt đến trình độ bán tiên thiên. Thế nhưng, bốn nội khí con rối đó cũng không phải thể chắc chắn. Đối với những người có công lực bán tiên thiên, tuy nói một đối một thì không thể đánh lại được người mặc áo đen, nhưng bốn đánh một thì vẫn có thể được. Cùng nhau tấn công. Không lâu sau, bốn con rối công kích, người mặc áo đen liên tục tháo chạy. Sau đó, người mặc áo đen bị cảnh cửa tử làm ngã xuống dưới đất. Còn ba cánh cửa kia lập tức đóng lại, giống như trên đầu khỉ giữ chặt lấy đầu của người mặc áo đen, hơn nữa, càng lui càng chặt. Còn ba cánh cửa còn lại công kích tới, người mặc áo đen bị hạn chế nhiều mặt. Bị đánh cho ngã nhào xuống mặt đất kêu thảm thiết. Không lâu sau, máu tươi chảy ra, toàn thân thể của người mặc áo đen bị thương, mắt không nhìn thấy được, anh ta cứ kêu lên. Diệp sư đệ, tôi là người của phái võ đăng, cậu giúp đỡ tôi một chút. Anh là người của phái võ đăng, quái, anh là ai? Diệp Phàm cố ý hỏi. Tôi là Trương Hữu Trần, đã sớm lên núi ẩn giật. Cho nên, cậu không biết tôi. Trương Hữu Trần quay cuồng trên mặt đất hét lớn. Trương Hữu Trần, tôi chưa nghe nói qua. Tôi chỉ nghe nói qua về Trương Vô Trần thôi, anh ta là sư huynh của tôi. Tên đạo tặc này, lén lút vào ảnh lâu làm gì, lại còn muốn giả mạo là trưởng lão của phái võ đăng, có phải là không muốn sống nữa phải không? Diệp Phàm hừ lạnh nói, Trương Hữu Trần bị một cước đá kêu lên. Tôi thật sự là sư huynh của Vô Trần mà, lão hành là người cao tuổi nhất trong mấy anh em chúng tôi. Tôi cũng là bậc trưởng lão già nhất trong phái võ đăng rồi. Nếu không tin tôi nói cậu có thể giúp tôi đi ra ngoài rồi hỏi Trương Thiên Lâm, cậu ta biết rõ nhất. Trương Hữu Trần hét lớn. Tôi không cần phải hỏi ai hết, tôi phải đi vào bên trong để tìm bảo bối. Diệp Phàm nói. Tìm bảo bối, đúng rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết, chỗ cất giấu bảo bối. Trương Hữu Trần kêu lên. Được, ở đâu, anh cần phải suy nghĩ rõ ràng. Để cứu anh tôi sẽ dẫn anh cùng đi. Nếu như có cạm bẫy anh sẽ xong đời trước. Diệp Phàm âm trầm cười nói. Không phải cạm bẫy, cậu chỉ cần đi qua cánh cửa này có thể nhìn thấy bên trong có một cái ao. Bên trong có một nàng tiên cá. Nghìn vạn lần cậu đừng để bị nàng mê hoặc. Một khi cậu mà bị nàng ấy mê hoặc thì chỉ có con đường chết thôi. Nếu như có thể kiên trì có thể đạt được nhiều thứ. Trước kia tôi phải sử dụng một trái cây đỏ, sau khi ăn được vài năm tôi đột phá được tới công lực bán tiên thiên. Trương Hữu Trần nói. Không phải nói người từ trong ra trước giờ không nói bí mật bên trong sao? Sao anh dám nói, không phải là nói dối chứ? Diệp Phàm hỏi. Đúng thật là như vậy, tôi không có biện pháp, bên trong đã có cảnh cáo chúng ta. Nếu nói ra bí mật bên trong này sẽ gặp điều không may mắn, hiện tại tôi cũng không bị kịp. Hơn nữa, tôi nghĩ, sư tổ Tam Hoa và dị giới Lưu Manh Kiếm Sư đều chết mấy ngàn năm rồi còn sợ gì nữa. Trên đời này, chẳng lẽ có ma thật hay sao? Trương Hữu Trần nói. Cứ coi như là anh nói thật đi. Tuy nhiên, tôi sẽ hỏi bọn họ sau. Diệp Phàm nhịn cười, giải cứu Trương Hữu Trần. Sau đó con rơi mang theo anh ta giống như bắt con gà qua cánh cửa. Hơn nữa cố ý đá một cước khiến Trương Hữu Trần đi ra ngoài. Ừ, Diệp sư thúc, làm sao người lại đi ra, làm sao lại nhanh như vậy? Trương Thiên Lâm vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã hỏi. Vừa mới tiến vào không lâu đã có người lọt vào công kích, là một người mặc áo đen. Thiếu chút nữa bị hắn phi tiêu đâm chết. Tuy nhiên, may là tránh được. Tuy nhiên, người nọ vẫn nói là mình là trưởng lão Trương Hữu Trần của các ngươi. Tôi không thể tin được. Trương đại sư ở phía sau núi tu luyện, làm sao tự dưng lại có thể chạy đến chỗ này chứ? Hơn nữa, làm sao ông ta lại đến đây? Diệp Phàm hừ nói. Sao lại có thể như vậy, ảnh lâu này chỉ có một cửa vào. Hơn nữa, lúc nào cũng có hai đệ tử canh giữ. Huống chi, muốn mở ra phải có hai thanh chìa khóa của trưởng môn cùng các trưởng lão mới có thể mở ra được, vừa rồi chúng ta mới mở ra. Hơn nữa, mọi người đều ngồi ở đây. Có thấy người nào đi vào không? Triệu Thanh Thanh vẻ mặt không tin, chạy nhanh tới hỏi. Hơn nữa, bay lên đá một cước về phía người mặc áo đen mắng. Ai cho ngươi vào đây, còn dám giả mạo sư huynh của ta? Đá chết cái kẻ lừa đảo này. Sư muội, tôi đúng là Hữu Trần mà. Lúc này, Trương Hữu Trần kêu lên. Ừ, từ từ đã, hình như là giọng nói của sư huynh Hữu Trần. Lúc này, Chu Thông chạy nhanh tới kêu lên. Còn Tống Thanh Sơn sớm đã có chút mất tự nhiên. Chu Thông bế người mặc áo đen đi ra, mọi người vừa thấy, thiếu chút nữa tất cả mọi người đều kinh sợ kêu lên.
Đại sư huynh, làm sao anh lại đi vào đây, chạy vào đây làm gì? Chu Thông có chút phẫn nộ, hỏi. Tôi, cho tới nay tôi đều muốn cởi bỏ bí mật của Ảnh Lâu. Tôi nghĩ đem Ảnh Lâu biến thành nơi huấn luyện các đệ tử thật là tốt. Cho nên liền trộm đi vào. Không thể tưởng tượng được lại có sự hiểu lầm với sư đệ Diệp Phàm. Bên trong thật là đáng sợ, vạn ngàn lần mọi người đừng đi vào. Mặt Trương Hữu Trần đỏ bừng còn muốn nói dối để gạt người. Những lời nói này, phỏng chừng chẳng có mấy người tin cả. Diệp sư đệ nói là anh trốn ở một nơi bí mật tấn công hắn. Triệu Thanh Thanh nói ngay theo sau. Không có, hiểu lầm thôi, tôi cho rằng sư đệ Diệp là quỷ ảnh, cho nên mới công kích. Trương Hữu Trần nói xạo, tuy nhiên, người này đúng là hỗn loạn. Quái, đại sư huynh, anh đi như thế nào để vào đây? Lưu Quang Thủy hỏi. Việc này. Đột nhiên lúc này Trương Hữu Trần giống như nuốt phải con ruồi chết, nhất thời nghẹn lại. Được rồi, muốn hỏi gì sau khi về sẽ hỏi. Tôi nghĩ, điểm xuất phát của đại sư huynh là tốt, chẳng qua là cách làm có phần thiếu thỏa đáng. Trên người đại sư huynh toàn máu, cần nhanh chóng băng bó đã, không sẽ làm hỏng xương cốt và cơ thể. Trước mắt trong chúng ta đại sư huynh có công lực cao nhất, bởi vì Trương sư huynh không có ở nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ phiền toái. Tống Thành Sơn chạy nhanh đến nói sang chuyện khác. Chương 3210, chân nhân không lộ tướng. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, nếu mọi người đều có thể đi vào trong, vậy Ảnh Lâu của chúng ta còn có thể là bí mật sao? Nếu như một ngày nào đó người bên ngoài đi vào, Ảnh Lâu của chúng ta có thể bị hủy. Tuy nói Ảnh Lâu rất thần bí, thậm chí còn có chút đáng sợ. Nhưng mà, Ảnh Lâu là biểu tượng của phái võ đang chúng ta, bởi vì nó thần bí, cho nên phái võ mới có thể đứng sừng sững không ngã mấy ngàn năm nay. Môn phái chúng ta phải đặt vấn đề bảo vệ Ảnh Lâu là trọng yếu. Có lẽ, bên trong còn có tuyệt thế của các lão tổ tông để lại. Triệu Thanh Thanh hùng hồn nói. Hữu Trần trưởng lão, đây là vấn đề có liên quan đến sinh tử của môn phái, ông hãy giải thích rõ sự tình. Bằng không, Trương Thiên Lâm tôi phải mang ra pháp đến đây. Trương Thiên Lâm nghiêm mặt, thật là có chút dọa người. Trưởng môn thật là có quyền lực. Vừa nghe nói tới muốn đem ra pháp đến đây, ai lấy đều sợ. Cho dù ông là trưởng lão trong phái cũng phải phục tùng ra pháp của môn phái. Tống Thành Sơn vừa nghe, mặt đã trở nên xám lại. Tôi vui lòng chịu phạt. Trương Hữu Trần còn đem thân thể cường tráng của mình ra thách đố. Phỏng chừng cho rằng Trương Thiên Lâm cũng phải giữ cho mình chút thể diện. Sẽ không hạ nặng tay. Hữu Trần trưởng lão, ông thật sự không muốn nói có phải không? Sắc mặt Trương Thiên Lâm tối đen lại thật đáng sợ. Tôi nói rồi, tôi vui lòng chịu phạt. Trương Hữu Trần nói. Đây là chuyện có liên quan đến sinh tử của môn phái, với thân phận của trưởng môn phái Trương Thiên Lâm tôi tuyên bố, áp giải Trương Hữu Trần trưởng lão vào nhà giam. Trương Thiên Lâm vừa nói những lời này ra, tất cả mọi người trừ Diệp Phàm đều thay đổi sắc mặt. Trưởng môn, việc này, rất nghiêm trọng sao? Chu Thông vội vàng nói. Trưởng môn, có cách nào để tha không? Hiện tại trong phái chúng ta chỉ có duy nhất trưởng lão Hữu Trần là cao thủ bán tiên thiên. Nếu như cho ngâm nước trong nhà giam tăm tối cơ thể sẽ bị hủy, môn phái chúng ta còn có người nào có thế lực chứ? Lý Sơn nói. Bởi vì ông ấy không nói thật cho nên môn phái cũng sắp bước vào giai đoạn tồn vong rồi, mọi người còn van xin hộ sao? Mọi người đúng là không để ý tới sự sống chết của phái võ đang sao? Nếu phái võ đang bị người bên trong hủy hoại, không bằng cứ để cho người ngoài diệt. Bộ dạng Trương Thiên Lâm oai phong lẫm liệt. Trưởng môn, căn bản là anh muốn trả thù. Tôi biết, đồ đệ Ninh Thiên Cơ của trưởng lão Hữu Trần và cậu không đội trời chung. Nhưng mà Ninh Thiên Cơ đã chết. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn giữ trong lòng muốn nhân cơ hội này đưa Trương trưởng lão vào chỗ chết. Mọi người ai cũng hiểu được, đã vào nhà giam tăm tối đó cơ bản là không có ai có thể bình thường đi ra được. Cho dù là may mắn còn sống cũng sẽ bị tàn phế cả đời. Trưởng môn, để làm người quang minh chính đại trong công việc phải xử lý sự việc công bằng. Hơn nữa, trưởng môn phải có trí tuệ của trưởng môn. Chu Thông vốn là người nhân hậu cũng xúc động lên tiếng. Trưởng lão Chu, tôi tôn trọng ông. Vậy một ngựa đổi lấy một ngựa, vừa rồi ông nói những lời sỉ nhục tôi không quan tâm, ông lui sang một bên đi. Đây không phải là sỉ nhục, đây là những lời nói thẳng. Quả thực trong phái như vậy, trưởng môn muốn đem một bán tiên thiên duy nhất đi giết. Còn có thể không cho chúng tôi nói chuyện sao? Trưởng lão chúng tôi hội ý rồi, phản đối cách xử lý của trưởng môn đối với trưởng lão Trương.
Tuy nhiên, việc xử lý vẫn phải xử lý, nhưng không thể bắt giam vào nhà giam tăm tối được. Chu Thông rất kiên cường nói. Chu Thông, ông là trưởng môn hay tôi là trưởng môn? Trương Thiên Lâm cực kỳ tức giận, chỉ vào Chu Thông quát. Chu Thông, đây cũng chỉ là góp ý thôi, cũng không có thể tự dưng lại phỏng đoan trưởng môn muốn làm thế nào đúng không, trưởng môn cũng có lý của trưởng môn. Ảnh lâu có liên quan đến sự sống chết của phái võ đang chúng ta. Trưởng lão Trần đi vào, hơn nữa là không biết đi vào bằng cách nào, trưởng môn hiểu rõ tình huống. Vì cái gì mà Trần trưởng lão không muốn nói? Có phải là không thể không nói ra mục đích, có phải là còn có đồng lõa nữa không? Đúng rồi, khẳng định là có đồng lõa, không có đồng lõa làm sao có thể đi vào được chứ? Tôi hoài nghi, đồng lõa là người trong số chúng ta ở đây. Trưởng lão Lưu nói. Họ Lưu kia, ông cứ nói thẳng ra là Chu Thông tôi là đồng lõa của trưởng lão Trương là được, là tôi cùng người khác để ông ấy đi vào là được. Vẻ mặt Chu Thông đỏ bừng, thiếu chút nữa là nhảy lên. Tôi không nói như vậy. Trong số mười mấy người chúng ta ở đây ai cũng có thể là đồng lõa. Vẻ mặt Lưu Quang Thủy bình tĩnh, nói. Nếu không giơ tay biểu quyết, đối với chuyện đại sự của môn phái, theo lời của tổ tiên, hội trưởng lão có quyền phủ định quyết định của trưởng môn nếu thấy không hợp lý. Đây là lời dặn của tổ tiên, tôi cảm thấy trưởng môn xử lý việc của Trần trưởng lão quả thật là quá nặng. Chỉ cần phê bình và ở trong phòng kín suy nghĩ 4 tháng là được. Cần gì phải giam vào nhà giam tăm tối? Đây chẳng phải là muốn hủy hoại Trương trưởng lão của mọi người. Tôi không bình xét gì về tâm cơ của trưởng môn. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng hành động của trưởng môn đã vượt quá tình cảm đồng môn. Tống Thành Sơn bừng bừng khí thế. Ông không nói những lời mình nghĩ mà chỉ nói theo lý trí, chuyện hài. Triệu Thanh Thanh cười lạnh nói. Trưởng lão Triệu, chắc là ông có nỗi khổ riêng, có lẽ là có ai nhờ ông ấy làm, không nói đúng tình hình thực tế cho ông ấy. Tống trưởng lão Ngụy Biện nói. Nói bậy. Triệu Thanh Thanh hừ nói. Giơ tay biểu quyết đi, tôi phản đối quyết định đưa trưởng lão Trương Hữu Trần vào nhà giam tăm tối của trưởng môn. Bởi vì, phái võ đang chúng ta không thể thiếu ông ấy. Lúc gặp đột kích của đối thủ mạnh, chúng ta lấy cao thủ ở đâu để chống cự lại. Tuy nói uy danh của sư huynh Vô Trần vẫn còn, nhưng mà, hiện tại ông ấy không ở trong phái. Trên đời này, không có gì không thể cả. Trước kia có ông ấy đương nhiên là không cần phải lo lắng cái gì, hiện tại thì không thể. Có kẻ đi vào từ trong bóng tối thì thế nào? Cho nên, nhất định phải bảo vệ Trần trưởng lão mới được, ông ấy là trụ cột của môn phái chúng ta. Tống Thành Sơn có thể nói đen thành trắng, trong lòng Diệp Phàm thật khâm phục bản lĩnh mồm mép của người này. Tôi đồng ý đề nghị của sư huynh Tống. Lý Sơn nói. Tôi giơ hai tay tán thành quyết định của sư huynh Tống. Chu Thông giơ hai tay lên. Tôi đồng ý. Một trưởng lão râu bạc cũng nói. Tôi phản đối, tôi ủng hộ quyết định của trưởng môn. Lưu Quang Thủy và Triệu Thanh Thanh đồng loạt nói. Tuy nhiên, tính cả Trương Thiên Lâm cũng chỉ có 3 phiếu phản đối. Còn tính cả Trương Hữu Trần có tới 5 phiếu đồng ý, còn lại 3 vị trưởng lão vẫn im lặng không lên tiếng. Phỏng chừng mấy vị này bỏ phiếu trắng, trong lòng Diệp Phàm nói thầm. Mọi người muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi, chúng tôi không có ý kiến gì. Quả nhiên, 3 người này đều mở miệng. 5 phiếu tán thành 3 phiếu phản đối, như vậy giữa quyết định đưa Trương Hữu Trần vào nhà giam tăm tối và buông tha chỉ có một quyết định có tác dụng. Quyết định vừa rồi của trưởng môn không có hiệu quả. Giọng nói của Tống Thành Sơn kéo dài, có vẻ hơi đắc thắng. Ha ha, tôi đã bỏ phiếu đâu, mọi người chờ một chút. Diệp Phàm đứng bên cạnh đột nhiên cười nói. Anh bỏ phiếu, anh có tư cách gì để bỏ phiếu? Chỉ có các trưởng lão trong phái mới có quyền bỏ phiếu. Tống Thành Sơn nhìn Diệp Phàm châm chọc nói. Điều này còn chưa đủ sao? Tôi đại diện cho sư huynh Trương Vô Trần của tôi thôi. Diệp Phàm đưa kim lệnh thái thượng của Trương Vô Trần lên cao. Không khí nhất thời trầm lặng. Coi như anh là một phiếu, như vậy cũng mới có 4 phiếu. Thiếu chút nữa Tống Thành Sơn muốn cắn răng. Không tính một phiếu của tôi sao? Đúng lúc này, có tiếng một giọng nói khàn khàn. Theo thanh âm, đi tới một lão đạo sĩ mặc quần áo theo phong cách của đạo sĩ ngày xưa. Nhìn qua người này rất gầy yếu. Dương Sư Huynh, ông cũng tới sao? Triệu Thanh Thanh ân cần thăm hỏi. Người này chính là Dương Đinh Thiên chuyên trông coi các hồ sơ lưu trữ của phái võ đam, nghe nói là rất ít khi nhìn thấy ông ấy. Tuy nhiên, vị trí của người này cũng không phải thấp, đứng đầu là Trương Vô Trần sau đó là đến ông ấy là Tam Sư Huynh.
Tôi có được tính không? Dương Đình Thiên gật gật đầu. Có chứ. Trưởng lão đầu bạc gật gật đầu. Số phiếu giống nhau cần phải tôn trọng ý kiến của trưởng môn. Triệu Thanh Thanh nói. Trần sư huynh của chúng ta chính là đại sư huynh, không có đại sư huynh làm sao có thể có trưởng môn chương. Cho tới bây giờ vẫn là lấy, đại, làm đại. Tống Thanh Sơn châm chọc nói. Chỉ bằng thì đấu một trận, xem bên nào thắng sẽ quyết định xử lý theo cách của bên đó. Lý Sơn Đạo liếc mắt nhìn Tống Thanh Sơn một cái. Không được, mọi người không được làm như vậy. Triệu Thanh Thanh phản đối. Tại sao lại không được, trong môn phái võ lâm công lực cao thấp chính là điều mấu chốt. Bởi vì trong môn phái võ lâm lấy công lực cao thấp để bài danh. Tống Thanh Sơn châm chọc. Đại sư huynh có công lực của bán tiên thiên, tứ sư huynh ông là 11 đẳng, bên này chúng tôi ngay cả 12 đẳng cũng không tìm ra, làm sao có thể so được. Triệu Thanh Thanh lắc đầu nói. Tôi thay mặt sư huynh vô trần xuất chiến là được. Diệp Phàm nói. Được. Tống Thanh Sơn gật đầu nói. Hừ, 5 người các ông cùng lên đi, tôi không có thời gian đùa với mọi người. Diệp Phàm đột nhiên cười lạnh một tiếng, khí phách bắn ra bốn phía, một trưởng hướng không chung vào cả 5 người. Quá cuồng vọng, giết anh ta đi. Tống Thanh Sơn kêu to, đánh thẳng một quyền tới, tiếng gió cùng vang lên. Diệp Phàm chặn lại liền bắt được Tống Thành Sơn. Sau đó xoay tròn ra phía bên ngoài, Tống Thành Sơn hét thảm một tiếng, người giống như một gói thịt bị ném xuống dưới đất khoảng 100 mét. Hơn nữa, còn bị đập vào vách núi đá 4-5 lần rồi mới rơi xuống mặt đất. Bốn người còn lại tỉnh lại hết sức kinh hãi, Diệp Phàm dùng bàn tay trưởng lực đến. Nắm tay lại, tiếp tục làm như trước, ngay cả Trương Hữu Trần có trình độ bán tiên thiên cũng như vậy, toàn bộ 5 người đều bị ngã xuống đất. Bốn tên cùng kêu thảm thiết một cách ngại ngùng, bởi vì, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Chúng tôi nhận thua, đừng đánh nữa. Cảm giác giọng nói của Trương Hữu Trần rất chán chường. Diệp Phàm dừng tay lại. Đám người Trương Thiên Lâm đã sớm ngây ra như phỗng, còn một số đệ tử trẻ đồng lứa với nhau trong phái võ đang, nếu không vì các thế hệ tiền bối đều ở đây, đã không ngừng khen ngợi rồi. Nói đi, làm sao ông có thể đi vào được, người đồng lõa là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Thành Sơn, thực sự xin lỗi. Trương Hữu Trần thở dài, cúi đầu xuống, mặt xám như cho tàn. Không thể tưởng được, hai người các ông, tại sao có thể làm như vậy chứ, tại sao chứ? Chu Thông dường như đã tỉnh táo ra, nhảy dựng lên hét lớn, thật sự phẫn nộ. Đem hai vị trưởng lão Trương Hữu Trần cùng với Tống Thành Sơn áp giải vào nhà giam tăm tối. Nếu dám phá lao, giết ngay tại chỗ. Vẻ mặt Trương Thiên Lâm nghiêm túc, hạ lệnh xuống, vài đệ tử tiến lên thì hai vị này đã đi rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt nham hiểm muốn ăn thịt người của Tống Thành Sơn. Cảm ơn cậu Diệp sư đệ, cậu đã cứu phái võ đang. Không thể tưởng được Dương Đinh Thiên đột nhiên nắm tay cười nói. Diệp Phàm cũng đưa tay ra cười. Nhất thời, Diệp Phàm giật mình, giống như đang nắm một cây bông, hơn nữa. Cây bông càng ngày càng buộc chặt lại khiến cho tay có cảm giác đau đớn. Chương 3211, Mỹ Nhân Ngư. Lão già này, không phục nên muốn thử tôi. Trong lòng Diệp Phàm coi thường nghĩ cứ từ từ tăng công lực lên. Ngũ thành, thất thành, cửu thành, toàn bộ. Điều khiến Diệp Phàm càng ngày càng sợ chính là, toàn bộ công lực của mình thi triển ra, mà ngay cả nội khí thể lỏng vừa mới kiếm được cũng phải dùng tới, đương nhiên vẫn như là đá chìm đáy biển. Hơn nữa, vẫn còn mềm nhũn nắm ở trên cây bông, không có dùng sức một chút nào, cảm giác đau đớn trên đùi càng ngày càng tăng mạnh. Biết là Dương Đinh Thiên dùng lực ở bàn tay, cho dù thế nào mình cũng không thể rút tay ra bên ngoài được, lúc này Diệp Phàm nghĩ đến chuyện phải mất thể diện thì. Ha ha, vào đi thôi, bên trong có thứ tốt lắm. Đột nhiên Dương Đinh Thiên buông tay, cười nói, xoay người, chậm rãi đi. Thật là đáng sợ, vị này mới là cao thủ đáng sợ nhất của võ đang. So với Trương Vô Trần sợ còn lợi hại hơn, mẹ của tôi. Đó không phải là người có thể tùy tiện làm càn được. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn bóng của Dương Đinh Thiên biến mất. Ha ha, sư thúc của tôi là người rất lầm lì, ít khi nói chuyện, hơn nữa cực hiếm thấy cười, hôm nay lại cười với anh, thật đúng là kỳ lạ. Trương Thiên Lâm cười nói, vừa rồi Diệp Phàm cùng Dương Đinh Thiên thầm đấu tay nhau nhưng anh ta không biết. Nội công của sư bá anh như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ôi, cả ngày canh giữ ở tàng thư các, lúc nhàn rỗi thì quét rác sửa sang lại sách, về cơ bản là chưa thấy ông ấy ra ngoài, có thể có bao nhiêu nội công chứ?
Cho tới bây giờ bản lĩnh của trưởng lão trông coi tàng thư các là thấp nhất, có lẽ chỉ là 10 đẳng. Bởi vì, mỗi khi phân công nhiệm vụ đều đem tàng thư các giao cho trưởng lão có công lực thấp nhất. Bởi vì, sống ở tàng thư các rất kham khổ, cả ngày chỉ coi chừng mấy quyển sách, người nào có công lực cũng không muốn đi làm việc đó, rất là vô vị. Ví dụ như, phân công quản lý việc bên ngoài còn có thể chạy đi chạy lại. Người làm ở phân viện còn có thể thường xuyên giao tiếp với các đệ tử, cùng giao đấu với các đệ tử ở trong gia tộc. Phân công quản lý hậu cần cũng có thể chạy ra ngoài xử lý công việc. Trương Thiên Lâm thở dài. Ha ha ha. Diệp Phàm cười to 3 tiếng, trong lòng hắn hôm nay có chút cảm xúc. Xoay người lại nhìn ảnh lâu suy nghĩ. Có chuyện gì phải không, sao tự nhiên lại cười. Triệu Thanh Thanh bất mãn nói thầm. Diệp Sư Thúc chính là một người hào phóng, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Vẻ mặt Trương Thiên Lâm có vẻ kính trọng. Rốt cuộc Diệp Sư Đệ có bao nhiêu lợi hại? Lưu trưởng lão tới gần hỏi. Việc này tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên, năm trưởng lão cùng giao đấu với hắn, đều bị hắn đùa giỡn giống như con khỉ. Triệu Thanh Thanh nói. Xem ra, chắc là sư huynh Vô Trần đã sớm nhìn ra giá trị của sư đệ Diệp, hắn là một kỳ tài. Hẳn là phải đến tiên thiên. Lưu trưởng lão cả kinh, hai mắt đều mở to. Việc này, không thể nào, chưa đến 30 tuổi mà là tiên thiên. Làm sao có thể chứ? Triệu Thanh Thanh nột nột nói. Chắc không phải là tiên thiên, tôi nghe sư phụ nói là bán tiên thiên, tuy hắn là bán tiên thiên nhưng trữ lượng nội khí đạt tới thần tiên, cho nên, mới có thể dễ dàng đả bại đám người trưởng lão Trần như vậy. Trương Thiên Lâm nói, hèn chi, Triệu Thanh Thanh cùng trưởng lão Lưu có điều ngộ ra. Bán tiên thiên, đây là trưởng lão của phái Võ Đang. Một đám thấp hèn, Võ Đang, chẳng lẽ thật sự suy vong, các trưởng lão trong phái, lại có thể hiểu biết, ôi. Dương Đình Thiên thở dài, lắc lắc đầu, đi đến các tàng thư. Diệp Phàm lại đi vào trong, tiến thẳng vào cửa thiên đi vòng sang bên trái phát hiện có một đường đi. Lão già Trương Hữu Trần thật sự không lừa mình. Vì thế cẩn thận đi qua, có tiếng nước chảy leng keng truyền đến, trong lòng hắn nghĩ hay là có cái ao thật. Bên trong thật sự có nàng tiên cá, có thể là giống hồng phấn thiên yêu của phái Lao Sơn hay không. Phía trước có rất nhiều nước, cũng tương đối trong suốt. Có thể nhìn thấy mặt ao ở trong một vách tường. Chu vi của cái ao phải hơn 40 thước, sâu như thế nào chỉ cần nhìn là sẽ biết ngay, độ sâu tối đã cũng phải được 5 thước. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm hoàn toàn có thể nhìn rõ được. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm tương đối nghi hoặc hoặc cảnh giác chính là không có gì ở trong ao, dường như chỉ có mỗi nước, các thứ khác đều không có, lại càng không phải nói đến nàng tiên cá hết sức huyền bí. Chẳng lẽ là Trương Hữu Trần này lừa mình? Trong lòng Diệp Phàm đánh một dấu chấm hỏi. Hướng mắt nhìn bốn phía, phát hiện thạch bích ở ngoài chính là thạch bích, cũng không có gì khác thường, cũng không cảm thấy được có cái gì nguy hiểm đang ẩn núp. Muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn chăm chú rất lâu, ánh mắt đều chăm chú tìm kiếm, vẫn không thể nào thấy cái gì, tức giận đến mức hắn đánh một chưởng xuống ao. Tiếng bọt nước vang lên, nước ở trong ao bị kích thích nên bắn tung tóe ra ngoài, lúc Diệp Phàm đang nhìn bọt nước bỗng nhiên ngẩn người ra. Con người vừa thu lại, lại đánh một chưởng. Diệp Phàm phản xạ có điều kiện liền lui lại hơn 10 thước. Cái ao lại trở lên yên ả. Chẳng lẽ bố mày nhìn hoa mắt, rõ ràng vừa rồi thấy có mặt của người đẹp lúc ẩn lúc hiện ở dưới nước, bây giờ tự nhiên lại không thấy. Diệp Phàm không tin đó tà ma, hắn bước con rơi nhìn vào trong nước. Bắt đầu nhìn xuống nước, tuy nhiên, con rơi chạy qua một vòng, con rơi ngửi thấy được mùi nội khí quen thuộc. Vì thế, con rơi trở về trong trán của Diệp Phàm. Sau đó, hai mắt người này nhìn chằm chằm vào chỗ hoài nghi. Dần dần, càng ngày Diệp Phàm càng kinh hãi. Cuối cùng, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa rớt cằm. Bởi vì, lúc trước có hoài nghi nước ở đây giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt người nổi trên mặt nước, nhưng nếu như không cẩn thận lại di chuyển sẽ không thấy tăm hơi mặt người nọ đâu. Tập trung tư tưởng, mặt người dần dần hiện rõ lên. Đúng lúc này, mặt người còn nhìn Diệp Phàm cười, trong lòng hắn thở dài nói đúng là rất đẹp. Khuôn mặt này có thể nói đúng thật là không có một tì vết, nàng chính là tạo hóa thần kỳ của trời đất. Toàn bộ khuôn mặt là nước tạo thành. Đôi môi đầy đặn khiến cho người đàn ông muốn đặt một nụ hôn đầy cảm xúc, nhưng lại khiến cho người đàn ông có cảm giác mình rất tầm thường, không dám tiến lại gần. Từ cái mũi, ánh mắt đến cái miệng đều hoàn mỹ như khiến cho bất kỳ đấng mày râu nào cũng cảm thấy muốn phun huyết. Đó chỉ có thể là sản phẩm của tạo hóa,
Con người không thể sinh ra một sản phẩm tuyệt vời như vậy được. Đúng lúc này, đôi mắt trong nước còn chớp một cái. Đầu óc Diệp Phàm hoàn toàn không kiểm soát được, hoàn toàn muốn lao vào, hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng là hoàn toàn xong đời rồi. Trong đầu hiện lên câu thơ, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. À, Diệp Phàm đi tới chỗ nước có hiện vẻ mặt của mỹ nhân. Hơn nữa, hắn không cảm thấy có chút tự tin nào, ngược lại miệng lại còn đặt lên môi được ngưng tụ từ nước. Cảm thấy rất trắng, đặc biệt rất ngọt, rất hạnh phúc. Dù sao Diệp Phàm cũng không hình dung được mùi vị của cái hôn với người nước, hơn nữa là một cô gái làm từ nước. Cho nên, cả người lâng lâng giống như đang ở trên mây, toàn bộ cơ thể và tâm trí đều chìm đắm trong một cảm xúc hạnh phúc kỳ lạ khi đang ở bên cạnh người tình. Đúng lúc này, có tiếng động nhẹ vang lên, đột nhiên trong nước hiện ra một thứ gần giống như đuôi cá, sau đó cái đuôi nhẹ nhàng đến bên cạnh Diệp Phàm. Đúng là đuôi cá thực sự mở ra, trở thành một cái kéo sắc bén khủng khiếp, nhẹ nhàng, kéo về phía Diệp Phàm. Còn mặt nước di chuyển, nước làm gợi cho Diệp Phàm cảm xúc ham muốn mãnh liệt. Nước làm giống tư thế của rắn quấn lấy Diệp Phàm, còn bộ ngực làm từ nước đó có thể to nhỏ lại theo tâm ý của ngươi, nó có thể làm cho bạn đạt đến cảm xúc hài lòng nhất. Tất cả mọi thứ này cuối cùng cũng chỉ dùng để chờ cơ hội ra tay. Hừ, đi tìm cái chết đi cá yêu. Đột nhiên Diệp Phàm ra một quyền này của Diệp Phàm chứa toàn bộ nội khí và kinh khí, ba tiếng nổ lớn truyền đến. Một tiếng ầm vang, trong ao dường như mở ra. Trong nháy mắt nàng tiên cá bị Diệp Phàm đánh cho nổ tung, toàn bộ cơ thể nổ tung bốn phía giống như bị năm ngựa phân thây, còn nước trong ao cũng giống như nước suối phun về bốn phía. Tuy nhiên, nàng tiên cá bị nổ tung trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một đoàn. Lần này Diệp Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng hơn hình dạng cơ thể người đang hiện ra trước mặt. Nàng là một nàng tiên cá trần trụi, ngoại trừ cái đuôi giống cá, bên trên giống y đúc như người người hầu, mà tay cũng không phải là hình dạng vây cá. Có năm ngón tay giống như người. Nàng chỉ vừa động cái đuôi, nước trong ao lập tức hình thành lá chắn nước đè trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề sợ, bắt đầu dùng thủy công bức phương, công kích vào trong ao, ngay lập tức hình thành băng lạnh, muốn làm cho lá chắn nước này đông lạnh lại. Tuy nhiên, sau khi tiếng nổ qua đi, lá chắn nước và thủy băng đều bị phá vỡ. Hai bên dùng nước để tấn công, nước bị ngưng tụ thành các loại hình dạng dùng để tấn công. Không thể tưởng tượng được nàng tiên cá và Diệp Phàm lại có thể ngang sức ngang tài, khiến cho Diệp Phàm giật mình. Dùng đất để ngăn nước. Trong đầu Diệp Phàm đột nhiên nghĩ ra một câu nói như vậy. Ngay lập tức có biện pháp, vừa khéo trên người có mang theo một nắm đất ở một nơi thần bí trên sườn núi Thanh Vương luyện qua luyện lại thành đất ba đan. Lúc đầu hắn vốn định khi nào rảnh sẽ nghiên cứu một chút về giá trị của nó. Hiện tại đúng là có công dụng khác. Nước đồng loạt đi ra. Bởi vì tầng ngưng tụ bị Diệp Phàm phá hủy. Đất ba đan đã muốn tản ra thành từng khối. Nội khí của Diệp Phàm tản ra giống như thiên nữ tán hoa về phía nàng tiên cá. Ô ô, nàng tiên cá bị đánh trúng, trông bộ dạng của ấy giống như rất đau đớn. Trên người có tiếng động vang lên, trên thân thể trong suốt làm từ nước toát ra rất nhiều khói nhẹ. Có cảm giác như cô gái bị giấm chua và axit sulfuric đổ vào. Nàng tiên cá lặn vào trong ao. Cơ thể bị đất ba đan ăn mòn từ từ. Một lỗ nhỏ của cơ thể dần dần xuất hiện. Cùng với khói nhẹ bốc lên, toàn cơ thể nàng tiên cá đều là lỗ. Hơn nữa, những lỗ nhỏ này đi thẳng vào trong cơ thể của nàng tiên cá. Thật ra lỗ nhỉ kia chính là hạt cát bị đất ba đan ăn mòn. Chương 3212, trò bịp của cao nhân. Cơ thể nàng tiên cá càng ngày càng nhỏ lại. Khi nhỏ được một nửa là lúc, nước mắt nàng tiên cá ứa ra, nàng giãy giụa trước mặt Diệp Phàm. Tự nhiên thực hiện một tư thế ban phước lành. Biết tôi là ai không? Diệp Phàm chỉ vào mình. Nàng tiên cá đột nhiên xoay người đi đến chỗ thạch bích, sau đó phun từ trong miệng ra một khí có màu lục nhạt là nước ở nham trên vách đá. Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện, nham trên vách đá lộ ra một đoạn văn tự kỳ lạ. Tuy nói Diệp Phàm không biết văn tự đó, nhưng hình như, đã từng nhìn thấy ở đâu, tuy nhiên, giờ không nhận ra, Diệp Phàm nghĩ liền gọi Lô Định Tông lại. Lô Định Tông nhìn một chút rồi dịch nói. Lão Tam Hoa thu thập nguyệt âm chi lộ ngàn năm trên đảo Thủy Tinh, sau 50 năm mới ngưng tụ thành nàng tiên cá. Đương nhiên tôi nghĩ ra ý tưởng sử dụng xương sớm của trời đất sau đó dùng nội khí thi triển ra nàng tiên cá này. Nước ở trong ao này là lão phu lấy mật từ hơn vạn bông hoa mà thành. Mỗi một giọt cũng khó để đi qua.
mà nàng tiên cá sống trong đó thân thể sẽ không bị tiêu tan đi. Lão Phu cũng biết, con người không có khả năng sống được mấy trăm năm hoặc hơn 1000 năm. Nhưng theo thời gian, tiếp theo thời kỳ chúng ta đang sống, con người chưa chắc đã lý giải được ý tưởng của nàng tiên cá. Nhưng, cô ấy có một khả năng, cậu có thể trực tiếp học cách sử dụng ngôn ngữ từ cô ấy. Bởi vì, trong cơ thể của cô ấy có tiếp thu Phật môn. Lão Phu không có đứa con nào, chỉ có mỗi nàng là con gái, cho nên Lão Phu rất yêu thương nó. Những năm cuối đời, Lão Phu luôn tìm cách làm cho nó thực sự trở thành một con người. Tuy nhiên, thoạt nghĩ thì dễ, lúc làm mới thấy khó như lên trời. Con người và búp bê, hóa thân đều khác nhau. Nếu như dùng tư tưởng tinh thần của một người phụ nữ tái cấy ghép vào trong cơ thể của nàng tiên cá, thì Lão Phu cũng chỉ cảm nhận đó là một người phụ nữ chứ không phải là đứa con người cá của chính mình. Tôi muốn con cái của nhà khác làm gì? Nó phải chính là con của tôi. Đáng tiếc, cho đến khi Lão Phu chết đi cũng chưa thể hoàn thành được tâm nguyện này. Hy vọng sau này có một người đối xử tử tế với nó. Nhưng phải được sự đồng ý của nàng tiên cá, bằng không, cho dù có tan xương nát thịt, nó cũng không đi theo cậu đâu. Đứa nhỏ này, tôi đã tạo ra cho nó một tinh thần không sợ chết, không khuất phục. Cậu có thể nhìn lên đoạn văn tự, chứng tỏ cậu đã được nó đồng ý. Nó có thực lực của tiên thiên, sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều. Hơn nữa, thủ pháp công kích tốt nhất của nó chính là ẩn trốn. Cậu có thấy không, nó có thể nấp dưới nước mà không để cho người khác phát hiện được. Đồng thời, bởi vì nó được ngưng tụ từ nguyệt âm chi lộ ngàn năm ở trên đảo Thủy Tinh. Cho nên, toàn thân trong suốt, nhưng nếu như nó không muốn cho cậu nhìn thấy thân thể trần truồng, nó sẽ bỏ ra y phục mà Lão Phu đã làm cho nó. Quần áo này cũng được chế thành từ tinh khí ngàn năm. Tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến lực tấn công của nó. Nó còn có thể ẩn hoàn toàn vào bên trong không khí, cho dù là bán tiên thiên cũng rất khó có thể phát hiện ra bộ dạng của nó trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như nó nấp trong không khí rồi đột nhiên tấn công, khẳng định sẽ có 10 phần hiệu quả. Sau này thành người, cậu có thể có được nó, Lão Phu cảm ơn cậu. Đối xử tử tế với nó 5 tháng sau này, nó sẽ mang đến cho cậu rất nhiều những ngạc nhiên bất ngờ. Ví dụ, một trong những bất ngờ đó là tôi đã tập hợp trên người nó tất cả những tư thế và sự dịu dàng của người con gái đẹp. Bất luận cái gì xảy ra thì nàng vẫn có thể dịu dàng. Hay nói cách khác, cậu muốn nó dịu dàng đến mức độ nào nó cũng có thể làm được. Đương nhiên, đây là trên cơ sở tự nguyện của nó. Nếu nó không muốn một chút dịu dàng cậu cũng không thấy được. Bởi vì, nó là con gái của Đại sư Tam Hoa tôi. Bất ngờ thứ hai là nó có thể từ từ cảm nhận được tâm ý của cậu, một ánh mắt có thể làm cho nó biết được suy nghĩ của cậu. Hơn nữa, nó không có tính tình, bởi vì, Lão Phu không dung hợp cho nó tính tình tức giận của người con gái. Bất ngờ lớn nhất chính là, bởi vì nó đến từ đảo Thủy Tinh là địa bàn của Vũ Vương. Vũ Vương rất thần bí, mấy ngàn năm nay chưa từng có cao thủ nào thăm dò ra Vũ Vương thần bí, chính bản thân Tam Hoa cũng như vậy. Nếu như cậu có thể được nó hoàn toàn đồng ý, cũng chính là lúc nó tự nguyện gọi cậu là chồng, nó sẽ cho cậu biết bí mật trên đảo Thủy Tinh mà Lão Phu Tam Hoa tìm được. Đương nhiên, nếu cậu nóng lòng muốn tìm ra bí mật này, dùng sức mạnh và thủ đoạn là vô ích, chỉ có Lão Phu mới có thể dung hợp được tính tự nguyện ở trên người nàng. Chữ chồng chính là chìa khóa mở cánh cửa. Nếu không, cậu có hủy hoại nó cũng vô dụng. Hơn nữa, nếu cậu nghĩ muốn hủy hoại nó, cậu cứ nghĩ lại là biết được hậu quả. Cho nên, cậu nỗ lực lên. Làm thế nào đây hả tiền bối? Diệp Phàm ngẩn người ra một chút rồi hỏi. Hoàn toàn có thể, bây giờ mọi người cho rằng không có cao thủ nào có khả năng làm việc này ở thời cổ đại. Hơn nữa, nghe nói Đại sư Tam Hoa đã đạt đến giai cảnh. Cho dù là thời cổ đại, thần cảnh cùng là thành quả rất cao rồi. Cao thủ thần cảnh có thể dùng kỹ thuật để đầu thai sang kiếp khác. Cũng có thể dùng nội khí để tự kiềm chế cái chết. Có thể dùng nội khí để tái tạo chính mình. Thực ra cũng không thể chuyển người từ kiếp này sang kiếp khác, thật ra nó chỉ là một tư tưởng của con rối thôi. Còn muốn tiếp tục sinh tồn, còn phải chấp hành mọi kỹ thuật của việc chuyển kiếp. Lô Định Tông nói, đảo Thủy Tinh này là ở địa phương nào, tiền bối có nghe nói qua không? Diệp Phàm thử nói, đối với Lô Định Tông, cho đến bây giờ, Diệp Phàm cũng không dám tin tưởng anh ta hoàn toàn. Hơn nữa, hiện tại người này hòa vào nội khí con rơi của mình, trời mới có thể biết được anh ta có đoạt lấy thân thể của mình để chuyển sang kiếp khác hay không, bây giờ chỉ có cách đuổi người này đi ra khỏi mới nói được.
bằng không, rất là không an toàn. Đương nhiên là nghe nói qua, trong truyền thuyết đó là nơi ở mấy ngàn năm của Vũ Vương. Ở trên một cái đảo, tuy nhiên, rất là thần bí, trên cơ bản là không ai có thể tiếp cận đảo được. Đại sư Tam Hoa có thể đến đây, thật là lợi hại. Nghe nói con cháu của Vũ Vương cứ 100 năm mới sinh ra một lần, mỗi con cháu đều là người xinh đẹp có tài. Nổi danh thiên hạ, là sự kinh hãi của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hơn nữa, nhiều năm qua, 10 người con cháu của Vũ Vương đều đoạt được vị trí minh chủ võ lâm, có thể thấy được sự lợi hại của Vũ Vương. Tuy nhiên, hơn 1.000 năm nay không thấy xuất hiện con cháu Vũ Vương nữa. Không lâu sau, đã có người tung tin vịt toàn bộ người của Vũ Vương luyện công bị tẩu hỏa nhập ma chết hết. Mà đảo Thủy Tinh cũng trở thành một cái đảo hoang. Từ đó về sau, trong chốn võ lâm bắt đầu xôn xao lên. Tất cả mọi người đều dự đoán được bí mật của Vũ Vương, cho nên, nghe nói một đám người đang định cướp đoạt bản đồ đảo Thủy Tinh gì đó. Bản đồ này còn được chia làm rất nhiều phần, chỉ có tập hợp đủ lại mới có thể tìm thấy. Cứ như vậy, một đời các cao thủ võ lâm đều chi chém giết, mấy ngàn năm qua, cũng không hiểu được đã có bao nhiêu người chết vì việc đảo Thủy Tinh rồi. Bởi vì, bí mật lớn nhất của Vũ Vương là võ công của ông ta. Nghe nói ông ta đã đột phá thần cảnh lại còn tiến nhập thêm một tầng cao hơn nữa. Lô Định Tông nói, bên trên cả thần cảnh là trình độ gì? Diệp Phàm cảm thấy nhịp thở của mình nhanh hơn, hắn có chút xúc động sống lại cực mạnh. Không rõ ràng lắm. Nghe nói loại võ công này mỗi lần đột phá có thể làm cho người có thể sống lâu thêm một chút. Ví dụ như nếu là tiên thiên có thể sống tới 120 tuổi nếu không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Còn đạt đến trình độ niệm khí có thể sống đến 140 tuổi không thành vấn đề. Còn đạt đến hồn lưu cảnh có thể sống được tới 180 năm. Còn trên cả thần cảnh, có thể sống được 200 năm không thành vấn đề. Còn một tầng rất cao chính là tầng trên cả thần cảnh. Mọi người đều không hiểu được đó là tầng gì, nghe nói Vũ Vương sống được tới 300 tuổi. Mọi người đoán là ông ta đã đột phá tới một tầng cao hơn nữa mới có thể sống lâu như vậy. Nhìn mấy ngàn qua, còn chưa có ai vượt quá được trên thần cảnh. Đây là một bí mật rất lớn, nghe nói có liên quan đến cánh thiên môn, nếu như có thể cởi bỏ được thiên môn trong lời nói liền có thể đột phá ra ngoài cả thần cảnh. Nghe nói trên thần cảnh còn có rất nhiều năng lực mà ta không thể tưởng tượng được. Ví dụ như truyền thuyết cao thủ có thể dùng nội khí tạo ra một cảnh tượng huyền ảo, cho người đi vào đó có cảm giác cảnh tượng huyền ảo giống như là trong hiện thực. Cho dù có đánh chết cậu cậu cũng không tin đó là cảnh ảo. Việc này chỉ cần cao thủ đạt được trên thần cảnh trên cơ bản là đã làm được. Tuy nhiên việc dùng nội khí của anh ta để tạo ra cảnh tượng huyền ảo còn nhiều sơ hở có thể tìm ra. Cũng dễ dàng bị người khác thấy rõ. Đương nhiên không thể so sánh sức mạnh. Người có trình độ này chỉ chi rằng nó là một loại vũ khí thôi. Lô Định Tông nói. Việc này quá thần kỳ, nếu đột nhiên vùng tay lên tạo ra nội khí dung hợp thành cảnh tượng huyền ảo, ai mà lâm vào trong đó, còn gì có đường sống, thật là đáng sợ. Diệp Phàm nhún vai. Đúng thật là đáng sợ, việc này, tôi cảm giác. Thật ra không phải là yêu thuật, mà là dùng nội khí huyễn hóa ra tới kết quả như vậy. Nội khí là một bí mật rất lớn, chúng ta nắm giữ một trong hai vạn. Lúc cậu có thể sử dụng nội khí đến một điểm như vậy là lúc cậu đã thành công lớn. Kỳ thật, đối với cao thủ đã đạt đến trình độ trên thần cảnh muốn đưa người vào chỗ chết chỉ cần nói một câu là có thể làm được. Cần gì phải tạo ta cảnh tượng huyền ảo? Tôi nghĩ, trừ khi là hai vị cao thủ đối mặt với nhau có trình độ như nhau. Lô Định Tông thở dài. Trên thực tế tôi nghĩ rằng đó là điều bình thường đối với một người bình thường trong điều kiện xã hội hiện nay. Chúng ta dùng nội khí ngưng tụ thành một khối băng. Khẳng định bọn họ bị dọa chết khiếp, tưởng là yêu thuật. Diệp Phàm nói. Tôi. Lúc này, nàng tiên cả chỉ vài mình rồi lại chỉ vào Diệp Phàm. Muốn theo tôi đi ra ngoài có phải hay không? Diệp Phàm chỉ ra bên ngoài. Nàng tiên các gật đầu. Dù sao cô cũng có thể nấp vào bên trong không khí, cũng tiện để mang theo. Tuy nhiên, Đại sư Tam Hoa cũng nói, không thể đế lộ trong không khí quá lâu, sẽ làm tổn thương đến cơ thể của cô ấy. Dù sao, cô ấy cũng được ngưng tụ thành từ nguyệt âm chi lộ. Lô Định Tông nói. Sau đó Diệp Phàm gật gật đầu, tuy nhiên, lúc này thân thể nàng tiên cá lôi kéo Diệp Phàm, đuôi cá nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, Diệp Phàm không tự chủ được đi theo nàng đi vào. Quay một cái, đã xuất hiện một cái dương. Chương 3213, Tam Hóa. Mỹ Nhân Ngư đã mở ra,
Diệp Phàm phát hiện bên trong hộp có rất nhiều thứ trong suốt giống như những viên bi thủy tinh màu xanh, nhưng không biết nó là cái gì. May là có Lô Định Tông, có hướng dẫn, cứ xem rồi nói. Đây gọi là dung dưỡng châu, được luyện từ dưỡng khí trong không khí dung hợp lại với nhau. Hơn nữa, những vật liệu kết hợp chính là loại lục thủy tinh có giá trị dinh dưỡng cao. Rồi dùng nó đem dung luyện với dưỡng khí trong không khí mà ra. Nếu uống một viên thì thời gian ở trong nước không cần thở có thể kéo dài đến 10 ngày. Có thứ tốt như thế thì bình dưỡng khí dùng để lặn còn tác dụng quái gì nữa. Diệp Phàm chợt vui mừng nói. Thế này có thể khiến con người giống như loài cá có thể ngao du trong đại dương rồi, thật kỳ diệu. Tuy nhiên, chỉ người có công lực đạt đến thập đẳng thì mới có thể dùng. Dùng nội công hóa thì mới được. Hơn nữa, lục thủy tinh này chứa chất dinh dưỡng cao, có thể là thứ dùng để trợ sinh. Loại lục thủy tinh này không giống với loại mà Hồng Tà bọn họ dùng, nó được luyện ra rất cô đặc. Một viên có thể hòa với cả một đầm nước. Lô Định Tông nói, đây là tam hóa tặng cậu. Cậu nhận lấy đi. Đáng tiếc quá ít, mới có 20 viên, có cả một sọt tôi cũng thấy là ít. Tuy nhiên, có thứ này tạm thời có thể giải quyết được vấn đề cho Hồng Tà bọn họ dùng. Diệp Phàm tham lam. Có cần phải tìm kiếm nữa không? Lô Định Tông hỏi. Không cần, thu hoạch được những thứ này là đủ rồi, ở đây quá nguy hiểm, không cẩn thận thì mất mạng. Diệp Phàm lắc đầu, đưa Mỹ Nhân Ngư ra ngoài. Vì Mỹ Nhân Ngư dùng pháp môn ẩn náu nên không lo bị người khác nhìn thấy. Sau khi ra ngoài, Trương Thiên Lâm liền chỉ huy đệ tử đóng ảnh lâu lại. Diệp Phàm đứng trước tượng của Tam Hoa Đại Sư ngoài cổng, cúi lạy ba cái rất cung kính. Lúc này, cảm thấy con rơi ở Thái Dương cứ động đậy không yên ở bên trong. Thật kỳ lạ, sao con rơi khi vừa nhìn thấy tượng Tam Hoa này liền bất an như thế? Vấn đề là ở chỗ nào? Diệp Phàm suy nghĩ. Diệp Phàm đi nhanh một chút đi. Lúc này, giọng nói có vẻ run sợ của Lô Đinh Tông truyền đến, Diệp Phàm vừa nghe cũng vội vàng rời xa bức tượng. Chuyện gì thế Lô Tiền Bối? Diệp Phàm hỏi. Uy lực ẩn chứa trong bức tượng của Tam Hoa rất sợ, tuy chỉ là một pho tượng đối với người bình thường mà nói thì chẳng có gì. Nhưng lại rất đáng sợ đối với chúng tôi. Bởi vì, dù sao công lực của tôi cũng quá thấp, tuy nhiên giai đoạn niệm khí, nếu tôi là thoát thần giới thì chẳng phải sợ kiểu uy lực vô hình này. Lô Định Tông nói, ồ, hóa ra là thế. Diệp Phàm nói, tuy nhiên, hắn không dễ tin người như thế, trong lòng sớm đã đặt một dấu hỏi rất lớn. Chàng thanh niên, Mỹ Nhân Ngư con gái của ta giao cho cậu đấy. Lúc này, một giọng như từ trên trời vang vọng xuống. Người là... Diệp Phàm sợ hãi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng nói với Trương Thiên Lâm. Tôi lên ghế ngồi trước, mệt quá rồi, vừa rồi hơi tốn sức. Trương Thiên Lâm vừa nhìn, lập tức đi bê một chiếc ghế đến cho Diệp Phàm ngồi. Ha ha, người đem con gái của ta đi, còn không biết ta là ai sao? Giọng nói đó lại vang lên, giống như nói thẳng vào tai của Diệp Phàm. Trương Thiên Lâm ở bên cạnh chẳng có phản ứng gì, có lẽ cả Lô Định Tông cũng vậy. Tam Đại Sư, là tiền bối, chào, chào ông. Diệp Phàm nói, Tam Hoa Đại Sư biết tiếng hiện đại cũng là bình thường, người ta đã có thể nằm ở trong bức tượng này. Hơn nữa có thể sáng chế ra pháp môn thu nạp nội công, có lẽ trong giao tiếp hàng ngày với những người ở Trương Thiên Lâm này đã kết hợp cả tiếng hiện đại và tiếng cổ với nhau. Không phải lo lắng, trong bức tượng này chỉ là một chút tinh thần nội công ta truyền tích trữ lại mà thôi. Tuy nhiên, dù là chỉ có một phần nội công tích trữ lại, nhưng muốn tiêu diệt hơn chục tiên thiên giả như các người đây cũng chẳng phải dùng quá nhiều sức lực. Tam Hoa nói, đương nhiên, ta không thể thoát ra hoàn toàn khỏi bức tượng này. Nó là ta, nói như ngươi thì chính vật dẫn. Rời khỏi nó thì ta cũng biến mất, tuy nhiên, ta đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi đối xử tốt với con gái ta. Khi thời cơ chín muồi, ngươi lại đến đây, ta sẽ nói cho ngươi tất cả những bí mật ta biết về Thủy Tinh Đảo. Có người nói phái võ đang đã sáng tạo ra hơn 1000 năm trước. Thực tế thì không đến, đó chỉ là thời gian mà mọi người được biết mà thôi. Kỳ thật. Ngược dòng lịch sử môn phái chúng tôi có thể từ thời kỳ Tây Chu 3000 năm trước, mà Lão Phu chính là người của thời kỳ Tây Chu. Trương Tam Phong, hắn chỉ là hậu bối thứ N của bọn ta mà thôi. Người ngoài đều nói Trương Tam Phong là người sáng lập ra phái võ đang. Thực tế, bề ngoài thì đúng là như thế. Những thứ trên danh nghĩa thế này thế hệ bọn ta chẳng thèm để ý. Tiền bối, nghe nói võ vương Mễ Sách Bỉ Khâu chính là người thời Chu có phải không? Diệp Phàm vội hỏi.
ha ha, chàng thanh niên, đừng có moi tin của ta. Lúc này ta không thể nói cho ngươi được. Tam Hoa Đại Sư cười nói. Tiền bối, Võ Vương đột phá lên một tầng cao hơn thoát thần cảnh, vậy rốt cuộc là cảnh giới gì? Về việc này tiền bối chắc có thể nói chứ? Diệp Phàm hỏi. Vẫn là một câu, chỉ có ngươi có thể được sự chấp nhận của Mỹ Nhân Ngư, tất cả ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không, chúng ta chẳng có duyên phận. Tam Hoa hừ nói. Vậy thì vãn bối xin cáo từ. Diệp Phàm có chút buồn bực, đứng dậy muốn bỏ đi. Khoan đã, ta có thể dạy ngươi một môn pháp. Lúc này Tam Hoa nói. Không có hứng thú. Diệp Phàm hừ nói. Ngươi sẽ có hứng thú, pháp môn này đối với ngươi rất quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức liên quan tới cả sự sống chết của ngươi. Nếu ngươi thực sự không có hứng thú thì thôi vậy, coi như ta chưa nói gì. Tam Hoa nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống, chẳng dám cử động gì nữa. Thái cực phong giới pháp. Tam Hoa nói. Pháp môn này là do Thái cực thất đạo chúng ta hợp sức lại nghiên cứu ra từ hơn 3.000 năm trước. Sau khi nội công của ngươi đạt đến cảnh niệm khí thì có thể thi triển phương pháp này. Thuật này cũng là lấy nội công làm nền tảng. Vì thế, không có thực lực niệm khí giới thì chẳng có cách nào để thi triển. Dùng cách đặc biệt để phát tán nội công ra, tuy nhiên, phải giới định một phạm vi trước. Sau đó giống như một cái khuôn ép nội công lại, sau khi nắp chiếc khuôn này lại thì sẽ hình thành một khoảng chân không, chính là bên trong chiếc khuôn đó. Còn nơi ngươi mật phong nội công thì kể cả bên ngoài trời sập cũng chẳng nghe thấy gì. Hơi giống với kỹ thuật chặn tín hiệu điện thoại bây giờ. Hay quá, ví dụ như tôi muốn giết một người, dùng cách này là trước hết sẽ mật phong người đó lại đã, có phải là người ngoài sẽ chẳng nhìn thấy hay phát sinh rõ ràng cái gì cả. Dù ở ngay trước mặt cũng không nhìn thấy có phải không. Diệp Phàm rất hưng phấn hỏi. Đương nhiên, đó chính là điểm lợi hại của Thái cực phong giới pháp. Năm xưa Thái cực thất đạo chúng ta đều là những võ giả đạt cảnh giới thoát thần viên mãn. Sau khi cùng nhau thi triển nội công thì có thể bế phong một vùng đất xung quanh rộng đến mấy cây em. Theo bọn ta phỏng đoán, nếu pháp môn này được luyện đến chí cực, ví dụ nếu để cho võ vương thi triển thì có lẽ sức của một người có thể dùng pháp môn này che chắn làm thay đổi được mấy chục dặm đất ở xung quanh. Tựa như mảnh đất đó sẽ biến mất kể từ đó, ngay cả vệ tinh khoa học kỹ thuật cao của các ngươi cũng khó mà tìm thấy được mảnh đất đó. Đương nhiên, khu vực lớn mấy chục dặm như thế thì bọn ta vẫn chưa từng làm được. Tam Hoa nói, người đó nếu đã đi qua khu vực này thì qua như thế nào? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Ha ha, bọn họ sẽ tự xoay quanh mà qua, hơn nữa chẳng có cảm giác gì, chính là xuyên qua. Tam Hoa cười nói, cách hay, tiền bối, tôi muốn học, nếu là dùng cách này để che giấu cả thân mình thì Diệp Phàm tôi sẽ không vô căn cứ mà biến mất nữa. Cái này có khác gì so với người tàng hình, thuận tiện rất nhiều, nếu gặp đối thủ, hắn sẽ bị giết lúc cũng không hề biết, pháp môn loại hại thật. Diệp Phàm nói, ngươi cũng đừng nghĩ pháp môn này quá hoàn hảo, dựa vào công lực của ngươi bây giờ chắc là không được. Đương nhiên, ta phát hiện đan điền của ngươi rất đặc biệt, dường như có 6, 7 đan điền. Nếu đều có thể tích trữ đầy nội công thì số lượng nội công cũng sẽ đủ, nếu ngươi có thể đạt đến giai đoạn bán niệm khí thì có thể thi triển được. Tuy nhiên, phạm vi ngươi có thể bao trùm nhiều lắm cũng chỉ trong vòng 4 sải tay. Hơn nữa, sau khi che giấu, phạm vi chuyển động nhiều nhất chỉ là mấy mét. Muốn dùng nó để tùy tiện giết người, về cơ bản là không thể. Bởi vì, ngay cả cơ thể của ngươi cũng chưa thể che được hết. Tam Hoa tức giận thỉnh thoảng đả kích hắn. Thế còn có tác dụng quái gì nữa, nếu đạt thoát thần cảnh cũng mới chỉ mấy dặm cũng bằng kết quả thi triển của 7 cao thủ cùng một lúc. Nếu là một người, có lẽ chỉ trong vòng một dặm. Việc này, cũng coi như là kém. Đến lúc đó tôi cũng có thể đạt được hay không cũng khó nói. Diệp Phàm hơi chút ủ rũ. Ha ha, tuy là yếu, nhưng đối với ngươi lại rất quan trọng. Tam Hoa cười nói. Nếu là yếu thì dựa vào cái gì mà lại quan trọng đối với tôi như thế? Diệp Phàm không phục. Rất đơn giản, ngươi cho rằng Lô Định Tông nhập vào trong con rơi của ngươi là người đáng tin sao? Tam Hoa hỏi. Ông có thể nhìn thấy được việc đó. Diệp Phàm kinh ngạc. Việc này chỉ là chuyện nhỏ đối với những cao thủ đạt thoát thần giới bọn ta sớm đã có năng lực nhìn xuyên thấu rồi. Cái gì gọi là thoát thần, chính là nói tinh thần, tư tưởng của con người có thể thông qua dùng phương thức thoát khỏi cơ thể của nội công thoát. Cự ly nội công có thể đạt được, chính là cự ly mà bọn ta có thể nhìn xuyên thấu.
Sự lợi hại của cao thủ thoát thần cảnh không phải như các ngươi có thể tưởng tượng được, nói ra thì ngươi cũng khó mà nghĩ tới. Tam Hoa nói, tôi có chút lo lắng về việc này, dù sao ông ấy cũng là người của hơn 1.000 năm trước. Thời đại này lòng người khó đoán, ai cũng không dám quá tin tưởng người khác. Ngay cả ông tôi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, bằng không, thân thể này của tôi được ai tái sinh thành cũng không biết chừng. Diệp Phàm nói, nói hay lắm, không thể dễ dàng tin tưởng người nào. Cho nên khi cần thiết ngươi phải che ánh mắt cảm giác của Lô Định Tông lại mới được. Nếu không, ngươi làm việc gì người ta muốn biết thì sẽ biết, thế chẳng phải ngươi bị nguy hiểm hay sao? Tam Hóa nói, ta cũng là vì nghĩ cho con gái của ta mà thôi. Ta lo lắng Lô Định Tông sẽ làm ngươi bị thương, giả dụ ngươi bị thương, thì cũng gián tiếp khiến con gái ta bị thương. Nếu không ta chẳng rảnh rỗi mà lo chuyện không đâu. Chẳng phải ông ta nói tôi có thể che chắn được hay sao? Chương 3214, lợi hại như vậy. Ha ha, cái gọi là che chắn của ngươi căn bản là quá yếu, chẳng có nhiều hiệu quả. Cách kiểu này đối phó với cao thủ công lực kém hơn ngươi một bậc thì còn được, còn đối phó với một cao thủ hồn ly giai như Lô Định Tông thì không được. Người ta dùng nội công là có thể nhìn xuyên thấu những gì ngươi muốn che chắn. Tam Hóa nói, hồn ly cảnh, ông ta không phải là niệm khí cảnh giới hay sao? Diệp Phàm giật mình. Ha ha. Ngươi nghi ngờ nhãn quang của ta. Tam Hóa cười nói. Vì sao ông ta lại phải lừa tôi? Diệp Phàm hừ nói. Bởi vậy, mục đích vì sao ta lại muốn truyền cho ngươi pháp môn thái cực phong giới, chính là bởi quan đạo hồng nhan này. Vốn là dựa theo quy luật bình thường mà nói. Cho dù ngươi có thi triển phong giới pháp như thế nào, chỉ cần công lực của đối phương cao hơn ngươi thì pháp môn phong giới của ngươi sẽ không có hiệu quả. Đây chính là cơ sở của thực lực, tuy nhiên, Lô Định Tông bây giờ đã bị trọng thương, hơn nữa, hắn tồn tại con rơi của ngươi một chút nội công có ẩn chứa có suy nghĩ còn sót lại của hắn mà thôi. Bọn ta gọi nó là hồn khí, ý là nói nó có tinh thần và tư tưởng của con người, nội khí của linh hồn trong truyền thuyết, gọi tắt là hồn khí. Vì vậy, dù là bản thể nguyên bản của hắn có đẳng cấp hồn ly cảnh, nhưng bây giờ nhiều lắm là có thể thi triển hiệu quả tầng đầu của niệm khí cảnh, nhưng không thể kéo dài. Một khi sử dụng nhiều sức lực thì sẽ bị hôn mê. Vì thế về cơ bản tạm thời ngươi không thể đột phá đến niệm khí cảnh. Tuy nhiên, ta thấy ngươi có mấy cáo đan điền, bây giờ đã đầy được hai cái. Lão Phu sẽ tặng cho ngươi một ân tình, đó là thêm đầy vào cho ngươi một cái nữa. Còn lại thì phải dựa vào bản thân ngươi. Một khi toàn bộ 6 cái đan điền đã đầy, tuy cảnh giới của ngươi nhất thời chưa đạt đến niệm khí giới, nhưng lượng công lực của ngươi cũng đã đủ. Hơn nữa con rơi đặc biệt của ngươi, sau khi được ngươi luyện hóa cũng có thể tạo ra tác dụng chiết xuất. Vì thế hoàn toàn có thể thi triển thái cực phong giới pháp mà ta truyền cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn cho hắn biết thì hắn được biết. Không muốn để hắn biết thì chỉ cần một suy nghĩ là có thể khống chế được. Sau khi Tam Hóa đại sư nói xong, Diệp Phàm cảm thấy một luồng lực mềm mại rất mạnh truyền đến. Không lâu sau, cảm thấy đan điền thứ ba của mình được khai phá. Tử cung huyệt, nằm ở vị trí tim đã nhận được năng lượng truyền đến như nước chảy từ con rơi. Sau khi Diệp Phàm luyện thuật cửu cung luyện hồn bây giờ đã khai phá được 6 đan điền, lấy nê hoàn cung là cửu cung chi đạo. Phía dưới còn có tử cung huyệt nằm ở ngực, lao cung huyệt ở trên bàn tay phải. Thái bạch huyệt ở bàn chân, nhâm mạch huyệt ở nam giới có tổng cộng 6 huyệt đan điền. Tính ra là có 7 vị trí, chỉ có điều nê hoàn cung là Diệp Phàm đã khai phá ra từ lâu. Là nơi con rơi ở trong cơ thể hắn, còn 6 huyệt đan điền phía sau mới là cửu cung niệm hồn thuật luyện ra. Không lâu sau, cảm thấy tử cung huyệt đã tràn đầy, còn luồng nội công mềm mại, ấm áp kia đã biến mất. Có phải cảm thấy nội công ta cho ngươi có chút kỳ lạ không? Tam Hóa hỏi. Giống như nước vậy. Diệp Phàm nói. Đúng thế, trong nội công ta cho ngươi là được dung luyện với thủy khí mà ra. Nếu mỹ nhân ngư cần thì ngươi có thể bổ sung cho nó một chút. Thực tế đừng có xem thường nhu khí này, nhu có thể khắc cương. Chỉ cần ngươi biết lợi dụng, có thể phát huy được hiệu quả mà ngươi không thể ngờ tới. Tam Hóa nói. Ôi, còn thiếu tứ cung. Diệp Phàm thở dài, hắn dở bài bi thương. Ha ha, đừng giả bộ đáng thương trước mặt ta. Vì bản thân ngươi, ngươi phải phấn đấu. Chỉ dựa vào người khác thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa. Trên đời này cũng chẳng có nhiều thứ tốt đẹp như thế cho ngươi. Huống chi, tuyệt đỉnh cao thủ đều là dựa vào bản thân ma luyện mà thành, chỉ dựa vào người khác thì chẳng thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ được.
Đấng Nam Nhi, nếu mà luyện thì phải đạt được tuyệt đỉnh, bằng không kiếp này ngươi chỉ có thể là một nhân vật tiểu lâu la mà thôi. Thế thì mỹ nhân ngư con gái ta đã nhìn nhầm. Tam Hóa cười nói. Đúng rồi, ảnh lâu này là do tiền bối xây dựng nên, ở trong đó nghe nói có rất nhiều bảo bối. Bây giờ tôi đang muốn một loại dược liệu có dinh dưỡng cao, dùng để điều chế sinh mệnh tiềm lực hoàn. Tiền bối có thể chỉ cho tôi được không, tôi sẽ trực tiếp đi lấy. Diệp Phàm hỏi. Tiểu tử ngươi đúng là tham lam, nói thật với ngươi. Bên trong có rất nhiều thứ tốt, khi xưa xây dựng ảnh lầu này đã đặt vào bên trong, không dưới 2.000 thứ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi hoàn toàn có thể lấy được. Đã mấy nghìn năm rồi, bây giờ ít nhất cũng còn sót lại hơn 1.000 thứ nữa. Tam Hóa Đại Sư hừ nói. Là tôi lo lắng vào sẽ bị thương, dù sao tôi cũng còn phải chăm sóc mỹ nhân ngư có phải không nào? Diệp Phàm nói. Chàng thanh niên, ngươi đã thể hiện sự vô liêm sỉ của con người tới cực điểm rồi đấy. Khi con bài tình cảm không có tác dụng liền dở bài thân tình. Tuy nhiên, ta muốn nói với ngươi là vô dụng thôi. Ban đầu khi xây dựng ảnh lâu này tuy là trên danh nghĩa là ta. Nhưng thực ra là do Thái Cực Thất Đạo chúng ta khi đó cùng xây dựng. Từng người có thủ đoạn riêng, ngay cả ta cũng không rõ mấy sư huynh đó của ta đã dùng thủ đoạn gì. Vì thế sau khi vào trong tính mạng tùy vào ý trời, phải nói là duyên phận. Ảnh lâu này là dùng để rèn luyện người dũng cảm, người nhát gan thì đừng có vào. Tam Hóa châm biếm nói. Tiền bối, cứ nghe ông nói đến Thái Cực Thất Đạo, bọn họ rốt cuộc là thế nào, có thể nói một chút không, tôi rất hiếu kỳ. Diệp Phàm hỏi. Kha kha, trong Thái Cực Thất Đạo, công lực của ta là yếu nhất. Tam Hóa nói, Diệp Phàm chợt sợ hãi. Lợi hại như vậy sao? Hắn trong lòng không khỏi kêu lên. Đương nhiên, khi đó Thái Cực Thất Đạo bọn ta thôi, không nói nữa, đều đã qua mấy nghìn năm rồi, còn nói những cái đó thì có tác dụng gì, bọn họ đã qua đời lâu rồi. Giọng nói của Tam Hóa có chút đau buồn. Không phải là có thể tái sinh sao? Bảy người lẽ nào chẳng có ai tái sinh thành công? Diệp Phàm hỏi. Ngươi cho rằng tái sinh dễ dàng như thế sao? Ví dụ như đem ta ra mà nói, ta đã tái sinh thành công một lần. Lần thứ hai thì thất bại. Tuổi thọ của con người dù sao cũng là có hạn. Ta đã là người của mấy nghìn năm trước, khi đó sau khi tỏa hóa tái sinh trên người của một đạo sĩ. Sau đó lợi dụng cơ thể của hắn lại sống được hơn 200 năm. Có phải là lại phải tiến hành tái sinh lần thứ hai? Thân thể tái sinh lần thứ nhất tuy cũng đã đạt đến thoát thần cảnh. Nhưng khi tiến hành tái sinh lần thứ hai thì yếu đi rất nhiều. Đó không phải là cơ thể của hắn yếu đi mà là năng lực này trong hồn khí của ta yếu đi. Mỗi lần tái sinh sẽ yếu đi một lần, cho nên, cao thủ mấy nghìn năm sau có thể tái sinh mấy chục lần về cơ bản không có nữa. Rất khó có cao thủ nào tái sinh thành công được đến lần thứ ba, cho nên vì sao xã hội bây giờ ngươi không thể thấy được người tái sinh cổ đại. Đây chính là hạn chế mà ông trời ban cho. Nói khắc nghiệt thì thực tế cũng không phải vậy. Nếu tái sinh dễ dàng như thế thì xã hội bây giờ chẳng phải là toàn do người tái sinh khống chế hay sao? Những cao thủ thoát thần cảnh đó khi giơ tay, nhấc chân là có thể đánh đổ cả một tòa nhà cao 50 tầng, tính tàn phá rất đáng sợ. Vì thế ông trời đã ban cho pháp môn này, nhưng cũng ban cho sự hạn chế tàn khốc. Mà hàng năm đến bây giờ cao thủ có thể xuất hiện không nhiều. Cao thủ thoát thần cảnh không nhiều như thế mà có thể xuất hiện vài người có thể chuyển sinh thì đã giỏi lắm rồi. 1.000 năm nếu chuyển sinh đến bây giờ ít nhất cũng phải chuyển sang 4 đến 5 lần rồi. Ngươi nói xem, có mấy người có thể hoàn thành được việc sinh tồn cho đến bây giờ. Mà 300 năm nay cao thủ dạng như thoát thần cảnh xuất hiện trong vòng rất ít, dùng lông phượng hoàng, sừng kỳ lân để so sánh cũng không bằng. Vì thế bây giờ người chuyển sinh có thể xuất hiện bây giờ về cơ bản là không có khả năng. Tam Hóa nói. Cũng đúng, điều kiện hạn chế quá nhiều. Diệp Phàm nói, sau đó hỏi. Dương Đinh Thiên trưởng lão ở tàng thư các hình như công lực rất cao, tiền bối có thể nhìn thấy được nội tình của ông ấy không? Ha ha, chờ đến khi ngươi có thể đánh bại được ông ta thì đương nhiên có thể hiểu được nội tình của ông ta rồi. Tam Hóa cười không giải thích, khiến Diệp Phàm bực tức. Thực ra nếu ngươi muốn điều chế sinh mạng tiềm lực hoàn thì ta cũng có thể cung cấp cho ngươi một vài manh mối. Trước kia khi ngươi điều chế thuốc nhất định là đều dùng nội lực để trực tiếp nhào nhuyễn. Thực tế nếu có thể đổi sang dùng lò luyện chất lượng cực tốt, dùng cách luyện vật để luyện chế thì hiệu quả sẽ rất cao. Thời cổ đại có rất nhiều người luyện đan, thực tế bọn họ đều là những người có thuật luyện vật nổi tiếng. Những người này vọng tưởng muốn luyện ra thuốc trường sinh bất tử,
như thế đương nhiên chỉ có thể nói là mơ mộng mà thôi. Trên đời này làm gì có thuốc trường sinh bất tử, tuy nhiên, tuy không thể trường sinh bất tử nhưng lại có thể kéo dài được tuổi thọ. Ở thời đại đó của bọn ta, có một loại đan dược, bọn ta gọi nó là cực bảo âm dương đan, thuốc đó nếu có thể luyện vật thành công thì có thể kéo dài tuổi thọ của con người đến 20 năm. Đương nhiên cũng phải xem thể chất của người dùng thuốc, thể chất tốt thì có thể đạt được, tuy nhiên, dù là thể chất kém một chút cũng có thể thúc đẩy tác dụng, sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Lợi hại hơn nhiều sinh mệnh tiềm lực hoàn của ngươi. Tiền bối có phương thuốc sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa thì mừng điên lên. Không có. Tam Hóa nói rõ ràng. Không có thì còn nói làm quái gì? Diệp Phàm tức giận, nói thô lỗ. Chẳng phải ta nói với ngươi có manh mối hay sao? Tam Hóa nói. Nói nghe xem. Diệp Phàm đã mất hứng, lời nói có chút lạnh nhạt. Hồng Đàm cung thì có. Cung đó là do Dược Thánh Ngô Thư khi đó xây dựng. Bà ta cũng là người của thời đại chúng ta khi đó, giỏi về điều chế các loại thuốc. Đặc biệt nổi tiếng nhờ cực bảo âm dương đan. Nghe nói trong Hồng Đàm cung của bà ta có một tòa đại đỉnh giống như thiên bảo, gọi là Hồng Bảo Thiên Vương Đỉnh. Đỉnh này cao đến hơn chục mét, được luyện từ hàn sa lấy từ độ sâu 5-6.000 mét dưới biển. Ngô Thư khi đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vì điều chế thuốc nên danh tiếng vô cùng. Một lời của bà ta có thể mời đến 30 vị cao thủ thoát thần cảnh, hợp lực giúp bà ta đúc ra chiếc Hồng Bảo Thiên Vương Đỉnh cái thế đó. Có lẽ cũng chỉ có bà ta có sức kêu gọi như thế. Thực ra rất nhiều cao thủ thoát thần cảnh muốn đến, đều là vì có thể thấy được dung nhan của Ngô Thư. Tam Hóa nói, dù có đẹp thì giờ cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi, tuy nhiên, Hồng Đàm cung đó ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đã có chữ đàm, nhất định là phải ở dưới nước. Vì thế tìm được mỹ nhân ngư là việc rất quan trọng đối với ngươi. Tam Hóa cười nói. Tôi cảm thấy hình như từng bước đang mắc vào bẫy của ông. Diệp Phàm nói. Ha ha, nếu ngươi không tin thì có thể không đi. Ta không hề ép buộc ngươi đi, Hồng Đàm cung ở Tàng Bắc. Cụ thể ở chỗ nào thì chắc chẳng có ai trên đời này biết được. Bằng không Hồng Đàm cung sớm đã thành cái kho trống rỗng rồi. Tam Hóa cười nói. Chương 3215. Tỏ vẻ thần bí. Lại làm ra vẻ thần bí, tôi thấy người cổ đại các người thích chơi trò thần bí lắm. Nơi ở của các người, nơi luyện công của các người, những bố trí mà các người bày ra, tất cả đều hết sức thần bí. Diệp Phàm châm biếm nói. Đối với ngươi là thần bí còn đối với bọn ta lại là một chuyện khác. Tất cả đều do công lực của ngươi quá thấp không có duyên mà thôi. Chờ khi công lực của ngươi đạt được thì tất cả đều rất rõ ràng dễ hiểu. Làm một phép so sánh. Học sinh tiểu học đối với văn chương của đại học có phải là cảm thấy rất sâu xa khó hiểu. Còn học sinh đại học thì thấy học sinh tiểu học lại chẳng ra cái chó gì. Đây chính là vấn đề đẳng cấp và cảnh giới. Tam Hóa cười và cũng thô tục. Đúng rồi, Trương Thiên Lâm bây giờ đã trúng độc lạ, tiền bối có kiểm tra được không? Diệp Phàm hỏi. Ngươi thực sự đã xem ta là người sống rồi có phải không? Nói cho ngươi biết ta chẳng có tinh lực như thế hàng ngày nhìn các ngươi. Vừa rồi có thể cảm nhận được, đó là bởi vì ngươi đang đụng phải không gian vô cùng đẹp của ảnh lâu. Ảnh lâu này đã mấy chục năm không để lộ, đương nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Nói về độc, cái này ta không hiểu, dù có hiểu ta cũng sẽ chẳng giải độc cho một gã đẳng cấp mới là bát đẳng. Phải biết rằng, ta và ngươi một lần giao lưu đã tiêu hao một phần trong 10 phần hồn khí của ta. Vừa rồi lại bổ sung cho ngươi một đan điền, bây giờ ta chỉ còn lại 5-6 phần. Việc tiêu hao lượng lớn như thế, vài lần là sẽ có thể tiêu hao hết hồn khí mà ta gửi lại trong bức tượng. Tam Hóa lạnh lùng nói. Xin lỗi tiền bối, tuy nhiên, Trương Thiên Lâm là hậu bối của các người, hơn nữa, là trưởng môn đương nhiệm. Hắn ta là người đại diện thừa kế của các người. Diệp Phàm dở bài tình cảm. Thế thì làm sao, một trưởng môn chẳng ra gì, chỉ bằng sớm để người ta diệt đi, tránh cho bọn ta mất mặt. Thói đời, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không gánh được trách nhiệm trưởng môn võ đăng thì cút sớm đi. Đừng có chiếm chỗ. Sau mấy nghìn năm vì sao phái võ đăng lại chưa từng xuống dốc như ngày hôm nay, chính là bởi vì những trưởng môn vô dụng như thế này tạo nên. Sinh tồn, đương nhiên có đào thải. Phái võ đăng khi thực sự không có cao thủ nữa thì chính là lúc đương nhiên nó sẽ bị diệt vong. 3.000 năm trước, trên thế giới có biết bao nhiêu môn phái. Nhưng bây giờ thì còn lại được bao nhiêu môn phái. Tam Hóa hừ nói. Diệp Phàm cảm thấy thật lạnh lùng.
cảm thấy những cao nhân này đúng là chẳng có chút tình cảm nào. Buổi tối, Diệp Sư Thúc, ngày mai có phải gọi thêm vài người cùng đi không? Trương Thiên Lâm hỏi. Không cần đâu, người dẫn theo mấy cao thủ đi theo là được rồi. Bên này ta sắp xếp mấy người nữa cùng đi. Diệp Phàm nói. Thiên Lâm, sau khi ta đi, sư bá của ngươi lại đi xa rồi, có lẽ nhất thời không thể về được. Bây giờ thực sự công lực của ngươi quá yếu. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi thường xuyên đến tàng thư các ngồi. Diệp Phàm cười thần bí. Đương nhiên ta sẽ quay về đó, khi rảnh rỗi sẽ đi xem sách. Tuy nhiên, công việc của ta thực sự rất nhiều. Mấy trăm người trong phái cần phải có cơm ăn, áo mặc. Phái chúng ta lại chẳng có người kinh doanh, cả đống người này chỉ dựa vào chút tiền hương khói thì không thể sinh tồn được. Dưới chân núi tuy có võ quán, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Dù sao rất nhiều phòng ở của chúng ta đã quá cũ rồi, đều phải tu sửa lại. Những việc này đều cần một khoản tiền lớn. Trương Thiên Lâm nhíu mày rất chặt. Có thể tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ mà. Diệp Phàm nói. Ôi, ngoại viện chúng ta được phân công quản lý những miếu tự đó, tuy là người của chúng ta đang ở đó. Nhưng quyền tài sản đó lại tương đối hỗn loạn. Chúng ta chỉ có thể nhận một chút tiền hương khói, còn có tiền quyên tặng. Nhưng du khách đã mua vé từ dưới núi. Số tiền ngắm cảnh đó đều đưa hết cho công ty khai thác du lịch. Chúng ta chẳng được chia một đồng xu nào. Nhiều lắm là khi xin, chỗ nào thực sự tổn hại đến mức không thể nữa thì bọn họ mới cấp cho chúng ta một khoản để tu sửa. Nhưng nơi môn phái chúng ta ở thì chẳng có đãi ngộ như thế. Bởi vì, nơi đây của chúng ta không mở rộng cho người đến tham quan. Đối với người ngoài mà nói ở đây vẫn là một bí mật. Đương nhiên, tất cả ở đây đều phải dựa vào bản thân mình nghĩ cách tự kiếm tiền. Cũng có người đề nghị mở cửa môn phái, nhưng là việc rất điên rồ. Bởi vì để môn phái lộ ra khắp thiên hạ thì sẽ rất nguy hiểm. Trương Thiên Lâm nói ra vấn đề hiện thực. Đáng tiếc, ảnh lâu của các người xây dựng quá đáng sợ, nếu không, mở cửa cho những người thích tìm kiếm sự kích thích đến chơi thì đã có cách kiếm tiền rồi. Diệp Phàm thở dài. Đó là trò chơi nguy hiểm đến tính mạng. Trương Thiên Lâm cười. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn cuối cùng đã đến sườn núi Quỷ Khóc. Nơi đây thực sự là hoang vắng, xung quanh mấy chục dặm không có người ở. Hơn nữa, rõ ràng trong thâm sơn, toàn bộ triền núi tạo cho người ta cảm giác rất sợ hãi, một luồng khí lạ bao trùm, ngay cả Ngưu Bá người to gan như thế cũng cảm thấy da đầu run lên. Nơi ma quỷ này là có thật. Ngưu Bá chửi. Bên trong ít nhất cũng có hơn chục nghìn bộ xương, có thể gì tốt đẹp ở đây. Sa Thiên lạnh lùng cười nói. Không lâu sau, hơn chục người lặng lẽ bước đến chỗ người quan tài đáng sợ mà Trương Thiên Lâm gặp phải. Diệp Phàm thi triển mắt chim ưng bắt đầu quét qua một lượt. Nhíu mày rất lâu. Ở chỗ này các người đã đào sâu đến hơn 20 mét có phải không? Diệp Phàm hỏi. Xung quanh đây 100 mét cũng đều đã được đào lên. Sau đó sư bá còn dẫn người đào những nơi nào cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, ngoài xương trắng ra thì chẳng có gì nữa. Trương Thiên Lâm lắc đầu. Có lẽ ổ của bọn họ không phải ở chỗ này, các người đào vô ích. Diệp Phàm nói, mọi người tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sa Thiên cứ đứng, gã như một bảo vệ có trách nhiệm. Hơn nữa thỉnh thoảng lại chú ý đến thân phận của mình. Ngưu Bá thì rất lười nhác, khi có thể ngồi là tuyệt đối không đứng. Các người lui ra sau 200 mét, một mình ta kiểm tra một chút. Diệp Phàm suy nghĩ rồi nói, mọi người lui ra ngoài 200 mét. Diệp Phàm thả huyết cương ra, trong quan tài có một con giun to xuất hiện. Diệp Phàm muốn huyết cương ngửi xem liệu có thấy mùi của đồng loại hay không. Bởi vì huyết cương cũng đã ăn giun. Huyết cương hít xuống đất rất lâu. Có phát hiện thứ gì có mùi vị giống như con giun mà mày đã nuốt không? Diệp Phàm hỏi. Đi, theo, tôi. Huyết cương gật đầu, bây giờ đã có thể kéo dài giọng nói để trả lời những câu đơn giản. Sợ làm kinh động đến người khác, Diệp Phàm bố trí cho nó đi trước cách một dặm. Sau đó Diệp Phàm dẫn mọi người đi theo. Trong khoảng cách một dặm, với cảnh giới hiện tại của Diệp Phàm thì vẫn có thể duy trì rất tốt mối liên hệ với huyết cương. Hai tiếng sau, đi được khoảng 30 dặm, huyết cương dừng lại ở trước một đống đá, sau đó bỏ đi. Ngây ra ở đây làm gì, chẳng có cái gì cả. Lẽ nào quan tài giun đang ở trong đống đá này hay sao? Ngưu Bá nói. Ít thôi thôi đi, nghe tiên sinh. Sa Thiên Hừ nói, Ngưu Bá không dám mở miệng nữa. Nếu tiếp tục nói có lẽ sẽ ăn đấm của Sa Thiên.
Ngưu Bá chắc đã bị Sa Thiên đánh cho sợ rồi. Đống đá này nhìn bề ngoài những viên đá giống như những chiếc bánh bao và cỏ dại mọc ra thì chẳng có gì nữa cả. Hơn nữa, đến cả mùi vị đặc biệt của bãi tha ma cũng không ngửi thấy. Chắc chắn không giống như một nơi có thể chôn giấu sự thần bí. Trương Thiên Lâm nói, lần trước, sư bá cũng đã từng đem người qua đây, cũng chẳng phát hiện được gì. Đào xuống một chút thử xem. Triệu Thanh Thanh trưởng lão nói, thế thì đào. Diệp Phàm gật đầu, mọi người bắt đầu đào lên. Đống đá này thật không dễ đào, khiến cho mọi người mệt muốn chết, kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Quái lạ, nơi này làm sao lại có thứ như thế được, người nào đem vứt xuống đây? Ngưu Bá nói tiếng địa phương cầm vứt một thứ gì đó sang một bên. Người ném hòn to này phải cẩn thận một chút có được không? Một đệ tử võ đang có chút bất mãn vừa xoa chân vừa nói. Làm sao, Ngưu gia ta ném rác người cũng có ý kiến sao? Ngưu Bá trợn mắt với người kia. Thiết Thuật, nói chuyện khách khí với Ngưu tiên sinh một chút. Trương Thiên Lâm trợn mắt gọi đệ tử võ đang Thiết Thuận kia. Hắn ném đồ tôi nói hai câu cũng không được sao, hòn đá này rất nặng, đập vào lõm cả chân tôi vào rồi. Thiết Thuận có chút uất ức. Hòn đá? Diệp Phàm hỏi, liếc nhìn Ngưu Bá. Ngươi ném hòn đá làm cái gì? Hòn đá gì? Hòn đá là hòn đá, tuy nhiên, nhìn thì giống như một mảnh vỡ của bia mộ. Xui xẻo không vứt đi thì để làm gì? Ngưu Bá nói. Diệp Phàm vừa nghe, giật mình, đưa tay hút hòn đá dưới chân Thiết Thuận lên. Hình như đúng là một mảnh vỡ của bia mộ, phía trên còn có một số văn tự lờ mờ nhìn không rõ. Đúng là quái lạ, nếu đây là một bãi tha ma, nhưng một chút dấu vết của phần mộ đều không có. Thứ này làm sao lại chạy được đến đây? Trương Thiên Lâm cũng chạy lại, nhìn rất nghi ngờ. Lẽ nào trong đống đá này có mộ, tuy nhiên, ngôi mộ này sao lại không thấy được? Hay là, lẽ nào là dùng pháp môn giống như Thái Cực Phong Giới? Ầm lên một tiếng trong đầu Diệp Phàm, thiếu chút nữa thì viên đá kia rơi xuống đất. Nếu con giun to kia và chiếc quan tài thực sự đã vào trong phong giới thì người ngoài đúng là khó mà tìm thấy được. Hơn nữa, mặc dù Diệp Phàm đã phát hiện, nhưng loại người này cũng không phải là người Diệp Phàm có thể giải quyết được, đó chỉ có thể là những thứ mà cao thủ thoát thần cảnh mới tạo ra. Diệp Phàm toàn lực mở mắt chim ưng quét qua, đứng ở một chỗ 10 phút. Quả nhiên, phát hiện phía trước cảm giác có gì đó khác thường. Tuy nhiên, cảm giác này rất mơ hồ. Dường như là một đám mây mù đang bao phủ lấy đống đá đó. Đây chính là cảm giác phong giới hay sao? Diệp Phàm trong lòng thầm hỏi, cảm thấy sự việc quá nghiêm túc. Thiên Bá, ta thấy tà khí ở đây rất nặng, chúng ta hãy lui ra ngoài trước đã. Diệp Phàm nói, càng có tà khí thì càng có thể chứng tỏ không chừng con giun kia đang ở trong đống đá mà, hay là tôi mời mấy người đến đào, chắc sẽ đào được. Trương Thiên Lâm không cam lòng. Mắt như nhìn thấy hy vọng tìm được căn của bệnh, lúc này muốn rút ra đương nhiên không cam lòng. Không phải không tìm, thế này nhé, trước hết xua được hết tà khí đã rồi sẽ dễ tìm hơn có phải không nào? Nếu không, mọi người bị chúng tà khí sẽ ngất hết ra đấy thì tìm thế nào? Diệp Phàm nói dối. Chương 3216, đập vỡ nó. Vậy thì mời Pháp Sư đến, phái võ đang chúng tôi có đạo sĩ chuyên đi trừ tà. Trương Thiên Lâm nói. Những người đó đều là lừa đảo, không cần phải gọi đến đây. Việc này, người biết, ta biết, mọi người cũng biết. Diệp Phàm nói. Đúng là như thế. Trương Thiên Lâm đành phải thừa nhận, nhìn Diệp Phàm. Vậy thì phải làm thế nào? Hôm qua đến ảnh lâu, ta phát hiện bức tượng Tam Hóa Đại Sư phía trước ảnh lâu rất có uy thế. Nhiều năm như vậy lại thêm hương hỏa, còn có các đệ tử, con cháu phái võ đang lễ bái, toàn thân ông ta tràn đầy chính khí. Chỉ bằng chuyển bức tượng đó đến, có lẽ có thể trấn áp được tà khí ở đây. Diệp Phàm nói, việc này làm sao mà được, đó là bức tượng của tổ tiên. Tuy chỉ là một bức tượng nhưng không thể tùy tiện di rời. Đó là phạm vào đại kỵ của môn phái. Triệu Thanh Thanh nói, đúng vậy, muốn di rời dù là nhỏ nhất cũng phải được sự đồng ý của hội nghị các trưởng lão, còn phải tổ chức một nghi thức long trọng mới được. Nếu không, dù là trưởng môn cũng không có quyền động đến ông ấy. Lưu trưởng lão gật đầu nói. Các người đồng ý di chuyển không? Diệp Phàm chằm chằm nhìn Lưu trưởng lão và Triệu trưởng lão, tuy nhiên, bọn họ không lên tiếng, Diệp Phàm hừ nói. Việc này đều là vì việc chữa bệnh cho Trương trưởng môn. Nếu những trưởng lão như các người một chút tấm lòng cũng không có, thì làm sao có thể bảo vệ duy trì môn phái lâu dài được?
có những việc, có thể biến hóa đi mà. Chỉ là di chuyển để dùng, nhờ hào quang của đại sư trấn áp tà khí mà thôi. Khi đã dùng xong thì mời trở về, giữ nguyên hiện trạng thì có gì mà không được. Nếu trưởng môn bệnh mà ngã xuống, bây giờ vô trần đại sư không ở đây, còn đại sư huynh, tứ sư huynh của các người đều đã vào tù, vậy thì phái võ đang do ai chủ trì? Nói trắng ra thì những người ngoan cố không thay đổi tư tưởng như các người đã hại phái võ đang. Thế thì, nhẹ nhàng di chuyển thì được. Lưu trưởng lão bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm đành phải gật đầu nói, Triệu Thanh Thanh cũng gật đầu. Các người thì sao? Diệp Phàm hỏi mấy trưởng lão Chu Thông, mấy trưởng lão dưới ánh mắt sáng quắc của Diệp Phàm, nghĩ tới chỉ mấy quyền cước của hắn mà đã khiến cho Tông Thành Sơn thập nhị đảng bay đi rất xa giống như là đang đá bóng vậy. Đến cả đại sư huynh bán tiên thiên cũng không chịu nổi mấy quyền của người ta. Nếu động đến lông của hắn thì người ta sẽ cứng rắn, thế thì mấy người mình cũng biến thành bao cát thịt mất. Hơn nữa, hắn còn có lệnh bài trưởng môn của Trương Vô Trần. Dù có ngoan cố cũng phải phục tùng, đến khi đó nếu thực sự bị đánh thì ngay cả chỗ ngồi để khiếu nại chẳng còn. Phái võ đang ai có thể làm gì được hắn, Vô Trần sư huynh nhất định sẽ không quản việc này. Vì thế, hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt. Những người này đều có thể làm trưởng lão, đó đều là những tên giảo hoạt. Cuối cùng, tất cả đều đã gật đầu. Trương Thiên Lâm dẫn người quay về, may là bức tượng tám hóa đại sư chỉ là khắc dựa theo tỷ lệ của người thật. Tuy nặng đến 5 tấn nhưng đối với những trưởng lão thập nhất đẳng thì chẳng là gì cả. Những vị trưởng lão cũng có đã cách để tránh cho mọi người biết. Đã lấy một mảnh vải che hết lại, sau đó nói dối là ảnh lâu giang phải duy tu. Cứ như thế. Bức tượng của Tam Hóa Đại Sư được chuyển ra khỏi võ đang mà thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, là cũng thừa dịp đêm trăng không thanh gió không mát để di chuyển. Lũ bất hiếu này, ôi, trưởng môn không ra trưởng môn, trưởng lão không ra trưởng lão, phái võ đang, lẽ nào? Triệu Thanh Thanh không nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ trong tàng thư các. Sau khi thắp hương đã đưa tượng của Tam Hóa Đại Sư ra, Diệp Phàm lúc này mới nhìn kỹ và sờ vào bức tượng. Phát hiện dường như không chỉ được chế tạo từ đồng mà còn có những thứ đặc biệt bên trong nữa. Nếu không thì một chút hồn khí của Tam Hóa Đại Sư không thể giữ lại ở trong đó được. Đồng không phải là một nơi tốt để lưu giữ hồn khí, thứ như quả ô vân lạc cơ mới là chất liệu tốt. Tiểu tử ngươi đang làm trò gì thế? Giọng nói của Tam Hóa Đại Sư tức giận hỏi. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi, đừng có quấy rầy ta, ngươi cứ quấy rầy thế này vài lần thì một chút hồn khí còn lại của ta cũng sắp hết mất rồi. Đại sư nhìn xem phía trước, chẳng phải là có người ở đó đang thi triển kỹ thuật giống với thái cực phong giới của các ông hay sao? Diệp Phàm hỏi. Không thể nào đâu, dù là ở thời đại đó của bọn ta thì kỹ thuật này cũng tương đối khó thực hiện, huống chi là xã hội hiện đại, tìm ở đâu ra cao thủ thoát thần cảnh. Tam Hóa vẫn không tin. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Tam Hóa rất ngạc nhiên, nói. Đúng là giống với pháp môn phong giới. Ai đã làm? Tôi đâu có biết. Ngay cả tầng của phong giới tôi cũng nhìn không rõ. Chỉ là cảm thấy hình như có một thứ giống như đám mây đang che phía trước sườn núi đá. Hơn nữa rất mờ ảo. Về cơ bản chính là một cảm giác. Nếu như chưa học phong giới thuật thì căn bản tôi cũng không dám tin có thứ này. Diệp Phàm nói. Nếu không cũng chẳng quấy rầy ông có phải không nào. Thuật phong giới không sai, nếu công lực của ngươi cao dùng mắt có thể nhìn thấy đó là một đám mây. Tuy nhiên. Hình thức thể hiện cũng rất đa dạng, nhưng ta vừa nhìn là có thể thấy được. Loại thuật phong giới này không hề cao minh, hơn nữa, không phải là người hiện đại tạo ra, có lẽ cũng là cao thủ cổ đại tạo ra. Tam Hóa nói, cao thủ cổ đại làm sao có thể bảo tồn đến tận bây giờ? Diệp Phàm kinh ngạc, người đúng là ngốc, người nói xem ta đã chết từ 3.000 năm trước rồi, làm sao còn có thể có linh hồn nội công bảo tồn cho đến bây giờ? Nếu bây giờ ta còn có thể nói chuyện với ngươi, vậy vì sao phong giới thuật dùng nội công để thi triển lại không thể bảo tồn đến bây giờ? Nhất định là có thứ đặc biệt nào đó có thể bảo tồn những thứ này. Hơn nữa, còn có cách khởi động, vừa khởi động người bên ngoài có thể vào cũng có thể ra. Lẽ nào thứ khiến cho Thiên Lâm chúng độc chính là đang nằm ở trong đó? Tam Hóa dường như cũng có hứng thú. Thuật phong giới này đúng là thứ tốt, có thể bảo tồn mấy nghìn năm liền. Việc này dường như có chút giống như là tấm màn chụp lên bên ngoài mà thôi, chỉ là người ta không nhìn thấy tấm màn này. Mà chỉ có cao thủ mới có thể cảm nhận được, còn về con run kia, có lẽ ở bên trong mà thôi. Đây chỉ là điểm nghi ngờ mà chúng ta phát hiện ra mà thôi. Đúng rồi,
tiền bối, con run to đó là run thật hay sao? Hình như có gì đó không như run bình thường, trên thân con run không thể có lông được. Mà trên thân con run đó lại có lông giống như con rết. Chẳng lẽ là con run biến chủng hay sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên không phải là run, nhưng lại là run. Tam Hóa cười nói. Đại sư, tôi đã làm cho ông trở nên không còn minh mẫn nữa hả? Thế nào là phải mà lại không phải? Diệp Phàm hỏi. Tên đầy đủ của thứ này là cửu u mô công khâu, là một loại tạp chủng lai tạp giữa loại run đặc biệt với loại rết có độc tính đặc biệt mạnh ở dưới lòng đất rất sâu. Cũng có người gọi nó là hỗn mao mô công khâu. Tuy nhiên, người gọi nó là cửu u mô công khâu thì nhiều hơn. Thứ này sau khi được lai tạp thì đầu nó có thể to đến mức khiến cậu phải sợ hãi. Hơn nữa, bình thường thì không thích sống ở trên mặt đất. Cho nên, trên mặt đất rất khó nhìn thấy bọn chúng thường sinh sống ở dưới lòng đất ở độ sâu hơn 100 mét. Giống như là loại trường trùng đến từ cửu u địa phủ, cho nên, mọi người gọi chúng là cửu u mô công khâu. Sức tấn công rất mạnh, thứ to như thế một miếng có thể nuốt gọn một cao thủ thập nhất đẳng. Còn nói nếu cứ để nó quấn lấy thì ngay cả cao thủ tiên thiên thậm chí niệm khí giai, hồn ly giai cũng khó mà thoát thân. Đương nhiên, ta nói chính là vua của cửu u mô công khâu, uy lực của con nhỏ còn bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tiêu diệt được cao thủ tầm thập đẳng thôi. Chỉ là thứ này thực sự là rất hiếm thấy, cho nên dù là lợi hại, nhưng nó cũng chẳng có nhiều người sợ chúng. Bởi vì căn bản không nhìn thấy chúng. Tam Hóa nói. Theo như Trương trưởng môn nói nó ở trong quan tài rất to, đầu của nó to phải bằng cái xô đựng nước. Uy lực của loại cửu u mô công khâu này thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai, ta cũng chưa từng đấu với chúng. Có điều cái đầu rất to ta nói rất đáng sợ. Nói thế này đi, thân người chúng to đến khi cuộn lại có thể to như một ngọn núi nhỏ. Rõ ràng con trong quan tài chắc không to như thế. Ta nghi ngờ bên trong liệu có phải là một cái ổ của độc giáo. Bên trong nuôi dưỡng toàn là độc vật. Tam Hóa Đại Sư nói. Nếu triệt để giải được độc trên người của Trương trưởng môn thì phải phá được phong giới này. Việc này, tiền bối, sao ông không dạy cho tôi làm thế nào để phá nó? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, chỉ cần công lực của ngươi đủ, nhiều lần tấn công thì đương nhiên có thể phá được nói. Dĩ nhiên phải xem phong giới này do mấy người hợp sức tạo nên. Nếu giống 7 người thái cực thất đạo bọn ta cùng tạo nên thì một mình ngươi muốn phá thì có tấn công đến 10 năm có lẽ cũng khó. Nếu là do một mình ta tạo nên, công lực chúng ta tương đối thì ngươi cần khoảng 1 tháng chắc có thể sẽ phá được nó. Tam Hóa cười nói. Còn nói cái quái gì nữa, dựa vào tiểu thân thủ tiên thiên của tôi, làm thế nào để có thể đánh phá được phong giới lớn như thế mà chỉ có cao thủ thoát thần cảnh mới có thể tạo nên được. Nhìn là biết chính là do cao thủ thoát thần cảnh tạo nên. Nếu là niệm khí giai làm thì có lẽ có thể che chụp được một người thì đã là không tồi rồi phải không? Diệp Phàm tức giận nói. Nào nào nào, ta mượn chút lực để nhìn tình trạng thực tế của phong giới này cho ngươi. Tam Hóa Đại Sư đột nhiên nói. Trợn mắt thi triển phóng nội công ra ngoài. Diệp Phàm cũng làm theo, cảm thấy có luồng sức mạnh truyền đến mắt. Không lâu sau, cảm giác rất mơ hồ của phong giới lập tức đã nhìn rất rõ. Nó đúng là một đám mây. Tổng thể giống như một cái lò điện hạt nhân chụp lên. Còn đám mây chụp của tầng phong giới giống như có màu của cây ma hoàng. Diệp Phàm thử đi theo hướng ánh mắt nhìn thấy. Nhưng khi vừa đến trước nó thì rẽ, vòng đi. Chuyện gì thế, rõ ràng tôi nhìn thấy nó rồi, sao vừa đi đến lại nhiễu đi. Diệp Phàm sợ hãi. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi, đây là chỗ kỳ diệu của phong giới. Nếu không, để cho người bình thường đụng phải phong giới lại chẳng phát hiện ra phong giới. Thế chẳng phải cho là ở đây có ma quỷ hay sao? Vì thế, phong giới sẽ tràn ra một vài thứ khiến ngươi tự quay vòng quanh phong giới rồi đi ra. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng mình đang đi đường vòng. Dường như là vẫn đang đi thẳng tới. Tam Hóa cười nói. Đương nhiên, khi công lực cao ngươi sẽ làm chủ được mình mà sẽ không rẽ vòng quanh nữa. Phạm vi của phong giới này không lớn, chỉ khoảng 100 mét đổ lại. Có lẽ là một cao thủ tự mình tạo ra. Hơn nữa, năm tháng đã lâu như vậy, chỉ cần cao thủ đỉnh cao của niệm khí giới thì có thể trực tiếp phá nó. Đi đâu tìm, Lô Định Tông có được không? Diệp Phàm hỏi. Hắn không được, hắn không phải là thể sống. Trên thực tế không thể phát huy được sức mạnh đỉnh cao của niệm khí giới. Tam Hóa nói. Chương 3217, đạn hỏa tiễn. Thế thì tiền bối đến là được rồi, ông đem năng lượng cho tôi mượn,
bảo đảm một quyền là có thể phá được phong giới này. Diệp Phàm nói, nếu cho ngươi mượn sức mạnh thì đương nhiên được, có điều một quyền này ngươi cũng có thể khiến ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Tam Hóa nói, một quyền dẫn đến kết quả như thế, việc này. Diệp Phàm có chút rắc rối. Ta đã nói rồi, linh khí nội công của ta ở trong bức tượng chỉ có một ít. Vốn đã là không đủ năng lượng, lại thêm sự tiêu hao của mấy nghìn năm qua, không thể dùng quá sức. Chỉ làm những động tác nhỏ thì được, giống như là cho ngươi một chút năng lượng để nhìn rõ phong giới kia. Tam Hóa nói, lẽ nào lại không còn cách nào nữa sao? Diệp Phàm hỏi, ta cũng không rõ, trừ phi tìm được cao thủ. Tam Hóa nói, Diệp Phàm ngồi xuống đất nghĩ rất lâu. Đại sư, nếu dùng thuốc nổ bây giờ cho nổ liên tiếp vào phong giới đó, mỗi lần nổ liệu có làm giảm đi năng lượng của phong giới đó hay không? Uy lực của thuốc nổ cũng chẳng kém gì uy lực của cú đấm, hơn nữa lại còn mãnh liệt hơn. Diệp Phàm mừng rỡ nói, có lẽ cũng được, có thể thử xem, tuy nhiên, phải chú ý công lực của chủ nhân bên trong có cao hay không. Nếu rất cao mà các người đụng đến bọn họ thì đúng là xui xẻo. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Tam Hóa cười nói, có đại sư ở đây, chúng tôi không sợ. Diệp Phàm nói, tiểu tử ngươi, hóa ra đưa ta đến là vì thế. Tam Hóa đại sư nghẹn lại, nếu là người sống chắc đã nhảy ra ngoài rồi. Ông không thể cứ đứng nhìn mỹ nhân ngư gặp nạn phải không? Diệp Phàm cười khan mấy tiếng. Tiểu tử giỏi lắm, bắt bí đại sư ta đến đây. Tam Hóa thực sự tức giận. Hi hi, đều là do con cháu của phái võ đang cắt người mà. Diệp Phàm tôi chỉ là một người ngoài, tôi giúp người là vui. Diệp Phàm nói, đừng lôi thôi nữa, chuẩn bị thuốc nổ đi. Tam Hóa hừ nói, nghe báo cáo của Diệp Phàm xong, Cung Khai Hà cũng giật mình thật lâu sau mới ậm ừ nói. Trên đời lại còn có thứ thuật kỳ lạ thế sao? Đương nhiên, thật sự là thần kỳ hết sức, không nhìn thấy thì không tin, nhìn thấy thì sợ hãi. Thế nào, cho tôi mượn một ít đạn hỏa tiễn tốt nhất của tổ có được không? Phong giới này đối với tổ A chúng ta mà nói cũng là một chủ đề mới. Sau này nếu gặp phải thứ gì giống như thế, nếu chúng ta không giải quyết được thì chẳng phải sẽ mệt không? Diệp Phàm uốn ba tấc lưỡi của hắn. Hơn nữa, đã có phong giới thì không chừng bên trong còn có nhiều thứ tốt hơn nữa. Phong giới này ít nhất cũng phải có lịch sử 1-2000 năm rồi. Khi đó những thứ hay thực sự không ít. Đến khi đó mở ra chúng ta chia thành 2-3-5 phần thì thế nào? Bên trong đó cũng có thể có những thứ đáng sợ, tổ viên của chúng ta không thể bị thương. Cung Khai Hà hừ nói. Tuy nhiên, cậu nói 2-3-5 phần là ý gì? Phái võ đang 2 phần, tổ 3 phần, tôi 5 phần. Bởi vì công lao của tôi lớn nhất mà, hưởng theo công lao. Diệp Phàm nói. Thế cũng được, phái võ đành nhất định phải cho một ít. Thế này nhé, ta cho cậu mượn đạn hỏa tiễn, người thì không. Tin rằng cậu sẽ có mấy tay cũng sẽ sử dụng được cái đó, nếu không có người biết sử dụng mình cậu là được rồi có phải không? Về phần nhân lực, tôi có thể phái đến một trung đội để bao vây khu vực đó làm một cuộc diễn tập, tránh những động tĩnh quá lớn khiến cho sói sẽ đến. Cung Khai Hà nói, các người đến xem náo nhiệt à, còn được phân 3 phần, tính toán kỹ quá đấy. Diệp Phàm bực bội nói, ha ha, đều là vì quốc gia mà, tôi thì sợ mất nhân tài. Cậu nghĩ xem, tất cả đều là vì cậu thôi. Đồng chí Diệp Phàm, cậu không phải không biết có phải không nào. Cung Khai Hà cười khan. Lời như thế cũng nói được. Diệp Phàm nói. Rất đơn giản mà, nếu lần hành động này người của tổ đi chẳng phải là do cậu dẫn đầu hay sao? Cậu chính là đại soái của lần hành động này. Nếu người trong tổ bị thương vong thì cậu phải gánh trách nhiệm. Tôi đây không phái người đi chẳng phải là vì nghĩ cho cậu hay sao? Cung Khai Hà lý luận, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng. Lợi hại thật, hôm nay xem như tôi thực sự biết được nghệ thuật của người làm lãnh đạo. Diệp Phàm nói, ha ha, cậu còn phải học nhiều mà. Đồng chí Cung Khai Hà không biết liêm sỉ. Nếu được thì tôi sẽ phái Đường Thành và Trương Hùng đem đồ đến, không được thì thôi vậy. Các cậu thích làm thế nào thì chúng tôi cũng mặc kệ, chỉ cần đừng thả ác ma ra tấn công mọi người là được. Được rồi đồng chí lãnh đạo. Diệp Phàm tức giận cúp máy điện thoại. Lão kế, thuật phong giới anh đã từng nghe qua chưa? Cung Khai Hà tủm tỉm cười hỏi. Chưa từng nghe qua. Kế Vĩnh Viễn lắc đầu, nghe miêu tả của Cung Khai Hà xong cũng thốt lên thần kỳ. Anh nói đi lão cung,
nếu như thật sự có kỹ thuật này, chúng ta đem những cơ sở bí mật của chúng ta phong giới lại, thế chẳng phải đến cả những vệ tinh của đối thủ cũng bị mù hết hay sao? Kế Vĩnh Viễn cười nói. Theo cách nói của Diệp Phàm thì như thế, nói là vài cao thủ thoát thần cảnh hợp sức lại là có thể đem địa bàn xung quanh khoảng mấy chục cây số ẩn giấu đi. Ngay cả anh đứng trước mặt chúng cũng không thể phát hiện ra, vệ tinh lại càng không quét thấy được. Cung Khai Hà nói. Việc này nghe ra thì rất hay, tuy nhiên, điều kiện để thực hiện lại quá cao. Đừng nói là mấy cao thủ thoát thần cảnh, ngay cả nửa người cũng chẳng tìm được. Bây giờ chúng ta thấy có lẽ chỉ là tiên thiên đại viên mãn, giống như Hoành Đoạn Thiên Hà. Thoát thần cảnh đối với người hiện đại mà nói chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Kế Vĩnh Viễn thở dài. Thuật phong giới đối với chúng ta mà nói chỉ là một khát vọng chứ không có thực. Không có điều kiện thực thi, mắt nhìn thấy mà thèm thôi. Cung Khai Hà cũng thở dài, có chút thất vọng. Nhưng mong là Diệp Phàm có thể đạt được trình độ cao như chúng kỳ vọng, có lẽ lúc đó chúng ta đều đã xuống âm phủ uống trà rồi. Nhưng chỉ cần có thể đạt được cấp độ đó, chúng ta ở dưới âm phủ cũng vui mừng. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Nói về việc này, Diệp Phàm còn nói có cái gì âm dương bát bảo hoàn. Nếu có thể điều chế ra có thể khiến cho người ta kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm nữa. Tuy nhiên, thứ này cũng chỉ là một truyền thuyết, chúng ta cũng đừng quá hy vọng. Cung Khai Hà cười. Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, muốn chết thì phải chết, lão cung, chúng ta sống thêm 30, 40 năm cũng không thành vấn đề. Cũng có thể sẽ thấy được ngày thành công của Diệp Phàm. Kế Vĩnh Viễn cười sảng khoái. Đúng rồi, anh đồng ý phái một trung đội đi. Vậy thì phái bộ đội nào đi? Gửi công văn xuống đại quân khu, phái 4 tổ viên của chúng ta đi dẫn đầu. Lực lượng phía dưới do bọn họ bố trí. Trên danh nghĩa chính là phối hợp với ngành đặc biệt để diễn tập, đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc. Không lâu sau mấy cuộc điện thoại. Bởi vì thân phận của Cung Khai Hà là cục trưởng cục phòng vệ. Cho nên cũng có quyền điều động một trung đội. Về cơ bản đại quân khu số 1 cũng hiểu rõ thân phận khác của Cung Khai Hà, vì thế lập tức bố trí người. Sáng ngày hôm sau, một đoàn xe quân sự đi ra từ một sư đoàn dã chiến gần đó 200 km. Buổi chiều ngày hôm sau, dừng lại ở nơi cách Diệp Phàm 5 lý. Báo cáo thủ trưởng, đúng giờ Trương Hùng và Đường Thành đưa người đến đảo Vận Vô Song. Trương Hùng và Đường Thành cùng đứng nghiêm. Toàn thể tập hợp. Một nữ đội viên khác của tổ A là Thái Nguyệt rất oai phong. Hô lên một tiếng, hơn 100 binh sĩ được huấn luyện thuần thục đồng thanh hô rõ, xếp hàng chỉnh tề. Để phối hợp hành động với tổ A, đích thân phó sư đoàn trưởng đại tá Liễu Vạn Minh dẫn quân đến, có thể thấy được sự coi trọng của quân khu đối với lần hành động này. Mặc dù chức vụ quân hàm của Liễu Vạn Minh cao hơn so với Đường Thành và Thái Nguyệt, nhưng Đường Thành và Thái Nguyệt lại là cấp trên xuống, về danh nghĩa là cán bộ chỉ huy do Bộ Tổng Tham mưu phái xuống. Phó sư đoàn trưởng Liễu chỉ việc phục tùng. Cho nên khi tập hợp ông ta cũng nghiêm chỉnh đứng đầu hơn 100 binh sĩ. Chào các đồng chí. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, thân người thẳng đứng với bộ quân phục thiếu tướng đứng trước mặt các binh sĩ. Trương Hùng cũng đã là thiếu tướng, bình thường những binh sĩ này rất ít khi gặp tướng quân, lúc này lại nhìn thấy hai người liền. Ngay cả sư đoàn trưởng của bọn họ cũng chỉ là đại tá mà thôi, vì thế từng người cảm thấy rất hứng thú. Tất cả đều ngay ngắn không dám húng hắng một tiếng. Còn cho rằng lần này có hành động lớn, mỗi người đều rất chờ đợi. Chào thủ trưởng. Âm thanh vang lên rung động. Nghỉ. Diệp Phàm khoát tay. Các đồng chí, nhiệm vụ lần này rất gian khổ, hơn nữa có thể có những nguy hiểm không ngờ tới, các đồng chí phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các đồng chí đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, diễn tập bên trong là đang kiểm nghiệm một hạng mục huấn luyện khoa học kỹ thuật cao của quân tôi. Hơn nữa là diễn tập bắn đạn thật. Vì thế, tất cả những gì các đồng chí nhìn thấy đều làm như không nhìn thấy. Rõ chưa? Lời của Diệp Phàm tuy giọng không lớn, nhưng từng người đều có thể nghe rất rõ. Rõ. Âm thanh lại rung động vang trời. Sau đó, Diệp Phàm sắp xếp Thái Nguyệt phối hợp với Phó Sư đoàn trưởng Liễu phòng thủ bên ngoài. Binh sĩ thì chia ra phối hợp bao vây bên ngoài. Còn bên này vũ khí sớm đã được Ngưu Bá và Sa Thiên cùng chuyển đến vị trí. Diệp Lão Đại. Đây là đạn hỏa tiễn có tính tán đạn tốt nhất mà tổ chúng ta đã cải trang, thực tế thì không thể gọi là đạn hỏa tiễn, mà là một loại đạn tìm mục tiêu loại nhỏ. Sau khi phóng ra sẽ theo mục tiêu anh đã định và phát nổ, đồng thời phun ra mấy chục đầu đạn nhỏ khác, mỗi đầu đạn nhỏ đều có uy lực bằng mấy quả lựu đạn khi nổ.
Hơn nữa, trên không có thể đánh máy bay trực thăng, dưới đất đánh xe tăng thiết giáp. Tổ còn có một loại vũ khí đánh máy bay tốt hơn nữa. Trương Hùng vừa sờ vũ khí vừa giới thiệu. Hi hi, cùng lão đầu chắc là đau lòng lắm. Trước khi đi đã dặn dò rất kỹ lưỡng, nói là nhất định phải dùng tiết kiệm. Khi có thể hoàn thành nhiệm vụ thì không cần phải lãng phí thứ này nữa. Lão rất keo kiệt, chỉ cho 5 viên, cũng chẳng biết có đủ hay không. Đường Thành cười khan nói. Cũng khó trách, dù sao thứ này giá thành của nó cũng không nhỏ phải không? Diệp Phàm cười hỏi. Ha ha, nghe nói một viên cũng phải hơn 3 triệu. Đường Thành cười. Chẳng trách, 5 viên này cũng là 15 triệu rồi. Nếu như đánh vào mà không thu hoạch được gì, có lẽ trở về cung lão đầu mà không luộc đồng chí Đường Thành Anh lên thì không được. Diệp Phàm cũng cười khan. Tôi chẳng phải là heo, luộc cái gì, tôi ngại gì chứ? Đường Thành hừ nói. Chương 3218, đảo thủy tinh vẫn còn. Đương nhiên đồng chí Khai Hà nói cho 3 viên, rồi lại cho thêm đồng chí Đường Thành 2 viên. Cho nên đồng chí Khai Hà tức giận, nói là nếu không thu hoạch được gì thì 2 viên đó trừ vào tiền lương của Đường Thành. Trương Hùng cười nói. Còn muốn thu hoạch, bên trong có thật là kho chôn cất bảo vật hay không? Tôi thấy gần đây đồng chí Khai Hà phát điên vì tiền rồi, lần trước chúng ta kiếm cho ông ta 3, 4 tỷ rồi. Lão đúng là lòng tham vô đáy. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, anh không biết thôi, ông ta cũng xui xẻo. Tuy là kiếm được 3, 4 tỷ, nhưng kết quả lại cho người khác một ít, nộp lên ngân sách quốc gia 200 triệu. Thực tế còn lại chỉ chưa đến 200 triệu. Trương Hùng thở dài. Việc này có liên quan gì đến ngân sách nhà nước, ai đã làm? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Vốn là không có liên quan gì đến quốc khố, chỉ có điều quân ủy cũng cần nên lấy một phần. Cơ hội không thể bỏ qua mà, sau đó đồng chí Khai Hà tức giận đành phải nộp một phần vào ngân khố, đương nhiên là rất căm hận những vị tướng quân đó. Nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Trương Hùng cười nói. Ha ha, không ngờ đồng chí Khai Hà cũng bị như thế. Làm tốt lắm. Diệp Phàm cười. Không sao đâu anh Diệp. Tôi cũng mang theo mấy chục quả lựu đạn đây, nếu không được thì chúng ta dùng lựu đạn cũng có thể cho nổ tung mà. Đường Thành cười hì hì. Thực ra, lão cung cũng thực sự muốn biết bên trong là cái gì. Cho nên giả dụ không nhìn thấy cũng thầm đồng ý rồi. Hơn nữa nhắc nhở chúng tôi, nhất định phải quay phim lại, nói thuật phong giới này tương lai sẽ là một đề tài nghiên cứu rất lớn đối với tổ A chúng tôi. Nếu có thể nghiên cứu thành công thì ý nghĩa quả thực không có lời nào để tả. Trương Hùng nói, mọi người chọn tốt vị trí lui về phía sau, Sa Thiên và Ngưu Bá một người cầm khẩu súng bắn tỉa công hiệu lớn, một người cầm khẩu súng máy để phòng bất trắc. Bùm! Một quả hỏa tiễn bắn ra, Diệp Phàm đã ngắm chuẩn cự ly. Loại thuật phong giới này có thể mê hoặc động vật sống, nhưng lại chẳng có cách nào để mê hoặc được đạn hỏa tiễn có tính chất định vị mục tiêu. Vì thế, đạn hỏa tiễn bay thẳng đến nơi nghi ngờ bị phong giới. Những đầu đạn nhỏ bên trong tỏa ra. Rồi cùng nổ vang lên. Dưới sự giúp đỡ của Tam Hóa Đại Sư, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Đám mây có màu cây ma hoàng kia giống như bị đun sôi lên cuồn cuộn. Hình như có tác dụng rồi. Diệp Phàm nói. Đã chấn động rồi. Chứng tỏ thuật phong giới này đã thoái hóa sắp đến lúc bị vỡ ra rồi. Dù các ngươi không cho nổ thì có lẽ trong vòng 100 năm nó cũng tự lộ ra. Tam Hóa Đại Sư nói. Cùng lúc đó Trương Hùng và Đường Thành không ngừng cùng nhau ném lựu đạn qua, mấy quả lựu đạn cùng nổ khiến cho uy lực cũng không hề nhỏ. Đám mây màu cây ma hoàng tiếp tục bị chấn động, hơn nữa, dường như có một chút khí đen thoát ra từ trong đó. Không hay rồi, bên trong có độc, bảo người của các ngươi đeo dụng cụ phòng độc vào. Tam Hóa Đại Sư vội vàng nói. Tuy nhiên, độc tố này mới chỉ là thoát ra ngoài nên không nhiều, phạm vi lan ra cũng không rộng. Nếu có thuốc giải độc thông thường thì có thể phòng chống được. Diệp Phàm lập tức lấy một ít thuốc giải độc đưa cho Trương Hùng đi thông báo cho mọi người. Còn những người bao bên ngoài thì đeo mặt nạ phòng độc vào. Bên trong phòng giới này có chứa chất độc, chứng tỏ khi xưa cao thủ tạo nên nó nhất định là cao nhân dùng độc. Có lẽ thuật phòng giới này sẽ khó phá hơn, nếu phá được mà không cẩn thận thì rất dễ bị trúng độc. Diệp Phàm nói, có khả năng như thế. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ cửu U Ngô Công Khâu ở bên trong đang lợi dụng việc bên trong đang bị chấn động để ép độc ra ngoài để bảo vệ phong giới này mà thôi. Tam Hóa Đại Sư nói. Diệp Phàm đi lên thử xem. Dùng hết sức hít vào, từng luồng khí độc không ngừng bị Diệp Phàm hít vào.
Tuy nhiên không lâu sau Diệp Phàm cảm thấy hơi chút choáng váng. Không được, loại chất độc này rất lợi hại, cơ thể của ngươi không chịu đựng nổi rồi, dừng lại đi. Tam Hóa Đại Sư nói, có lẽ huyết cương của tôi có thể, lúc đầu nó cũng đã nuốt loại cửu U Ngô Công Khâu này. Diệp Phàm nói, rồi bảo mọi người lui ra, sau đó nhẹ nhàng thả huyết cương ra. Huyết cương quả là lợi hại, nhìn thấy đám xương độc màu đen đó liền rất hưng phấn. Không lâu sau, sắc mặt của huyết cương biến thành màu tím, một con cửu U Ngô Công Khâu từ trong đại tràng chui ra từ trong lỗ mũi của nó. Dường như thứ này đang ngửi thấy mùi gì đó, chợt mọc ra một đôi cánh, nó bổ nhào về tầng phong giới, mở rộng miệng ra, tham lam hút lấy chất độc màu đen bay ra từ bên trong. Quái lạ, cửu U Ngô Công Khâu của cậu sao lại có cánh? Tam Hóa Đại Sư kinh ngạc. Tôi cũng không rõ, lúc đầu con run đó của một người đầy mặt là run, nó cứ chui vào trong cơ thể huyết cương của tôi. Tôi còn cho là nó chỉ là nội công tập hợp lại thành hình như con run cơ. Diệp Phàm nói. Vậy người đó ở đâu? Tam Hóa Đại Sư hỏi. Không còn nữa. Diệp Phàm kể qua một lượt tình hình. Thiên Mị, dường như người run đó quen biết huyết cương của cậu. Hơn nữa, dường như còn có quan hệ mật thiết. Lẽ nào hai người bọn họ có liên quan với nhau? Tam Hóa cũng có chút hoài nghi. Không rõ. Diệp Phàm lắc đầu. Người đó nhất định có liên quan tới Vương quốc Cổ Tinh Tuyệt. Là người nào thì chưa biết. Hơn nữa, người đó xem ra cũng là dùng hóa thân nội công. Và lại, thuật hóa thân nội công của người này không hề thua kém ta. Thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Bởi vì, đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn có thể dùng nội công điều khiển cơ thể hoạt động. Hơn nữa còn có thể trực tiếp ra tay đánh ngã các ngươi. Còn ta thì không thể ra ngoài, chỉ có thể mượn bức tượng này. Tam Hóa Đại Sư nói. Huyết cương từ đâu ra? Từ một hoang đảo. Diệp Phàm kể qua tình hình, dù sao cũng chẳng có gì phải che giấu. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng muốn giải những nghi vấn này, không chừng Tam Hóa Đại Sư lại có thể cung cấp một chút thông tin có ích. Ngươi cũng đã đến đảo Thủy Tinh rồi sao? Tam Hóa Đại Sư kinh ngạc. Tôi cũng không rõ đó có phải là đảo Thủy Tinh hay không, tuy nhiên, từ cái chết của ba người tôi mới được biết nó tên là đảo Thủy Tinh. Hơn nữa cũng đi vì võ vương Mễ Tác Bỉ. Tiền bối thấy thế nào về Đan Phi Tử? Diệp Phàm hỏi. Đan Phi Tử, chưa từng nghe qua về người này. Tuy nhiên, từ lời kể của ngươi, chắc chắn người này rất đáng nghi ngờ. Bởi vì, rất nhiều nơi đều có dấu vết của hắn. Người này dường như đã luyện được thuật phân thân. Có thể dùng nội công lưu giữ trong vật, cũng có thể dùng phương pháp nội công vật hóa thể hiện ra ngoài. Hơn nữa lại cũng xuất hiện ở đảo Thủy Tinh. Lại còn chiếm hữu một cung điện. Có thể xây dựng một cung điện ở nơi ở của võ vương thì lai lịch và năng lực của người này không hề nhỏ. Hơn nữa, người đã trở thành một trong những mục tiêu hắn lựa chọn, hắn cần ngươi thay hắn đi hoàn thành một số việc. Mà cung tinh tinh chính là mục đích cuối cùng của hắn. Rốt cuộc người này muốn làm gì, ta cảm thấy dường như người này có âm mưu rất lớn, việc hắn làm nhất định là việc kinh thiên. Chỉ là bây giờ vẫn chưa hoàn thành, còn đang chuẩn bị. Hơn nữa, ta nghi ngờ mục tiêu mà hắn chọn không chỉ có một mình ngươi. Ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Tam Hóa Đại Sư phân tích. Nghe Đại Sư nói khiến tôi lại sống lưng. Diệp Phàm nói. Ta vừa mới phải dùng rất nhiều tinh lực để tìm kiếm trên người ngươi, thấy không có bất kỳ thứ gì ẩn nấp trên cơ thể ngươi. Nếu Đán Phi Tử cũng là cao thủ thoát thần cảnh thì ta hoàn toàn có thể tìm ra hắn. Chứng tỏ hắn không giấu thứ gì để theo dõi trên người ngươi. Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Tam Hóa Đại Sư nói. Tôi có cảm giác, dường như lúc trước Đan Phi Tử có bỏ một cái gì đó trên người tôi. Giống như là loại thiết bị nghe trộm người hiện đại dùng vậy. Tuy nhiên, sau đó sau khi gặp phải người run thì bị hắn tấn công mãnh liệt, tôi cảm thấy trong người dường như có thứ gì đó bay ra. Hơn nữa, thứ đó lại đánh nhau với người run, cuối cùng đã bị người run luyện vật hóa, rồi có lẽ người run cũng bị trọng thương và biến mất. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng, thì người run biết phi tử đan và người run và huyết cương có quan hệ với nhau. Lẽ nào phi tử đan và người run có thù oán với nhau, từ đó đã đem người thân của người run ví dụ như con gái hoặc vợ luyện vật thành huyết cương. Người run đánh không lại phi tử đan đã chạy đến Tinh Tuyệt Quốc. Còn tôi thì may mắn gặp được, người run đã dốc sức đánh bay đi thứ mà phi tử đan để lại trên người tôi, và rồi hắn ta đã xong đời. Tuy nhiên, giả thuyết này dường như lại có chút không ổn lắm. Võ vương Mễ Tác Bỉ Khâu kia đóng vai trò gì ở trong đó?
theo lý luận của Đan Phi Tử thì huyết cương là thứ mà Mễ Tác Bỉ Khâu muốn luyện vật. Mà khi đó bức tượng thần bí trên đảo Thủy Tinh lại phát ra tia sáng màu tím để bảo vệ huyết cương. Chắc là bức tượng luôn trợ giúp cho huyết cương hoàn thành quá trình luyện vật. Tất cả đều quá thần bí, rất khó lý giải. Tiền bối cũng đã đến đảo Thủy Tinh, có thể kể cho tôi nghe xem những thứ trước kia ông đã thấy. Chúng ta cùng phân tích một chút. Diệp Phàm nói, hiện tại thời cơ vẫn chưa chín muồi, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi có thể được sự chấp nhận của Mỹ Nhân Ngư. Bằng không bí mật này sẽ mãi nằm trong bụng của ta. Dù ngươi có hủy bức tượng đi thì cũng vô dụng. Tam Hóa Đại Sư nói. Ông ta nói rất nghiêm túc. Diệp Phàm mắng thầm một câu. Đảo Thủy Tinh đã bị hủy rồi. Sau này có trở về cũng chẳng thấy gì cả, ông còn giữ lại thì có tác dụng gì. Đảo Thủy Tinh đã hủy rồi, ta cảm thấy nó vẫn tồn tại. Võ Vương là ai chứ, ai có thể hủy được đảo Thủy Tinh hang ổ của hắn chứ? Những việc này ngươi nói ra ta cũng không tin. Tam Hóa Đại Sư căn bản không tin. Tất cả đều do tôi tận mắt nhìn thấy, ngay cả mặt đất cũng đã bị chìm rồi. Dường như toàn bộ hoang đảo đó đã bị chìm xuống đáy biển. Vệ tinh bây giờ cũng chẳng tìm thấy được sự tồn tại của nó nữa. Diệp Phàm nói. Ha ha, những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật. Tất cả những thứ trên đảo Thủy Tinh đều là lừa ngươi. Thứ ngươi thấy không phải là thật. Những thứ ngươi cho rằng là giả thì cũng có thể là thật. Tất cả đều có thể đảo ngược. Hơn nữa, lấy phong giới mà nói đi. Có lẽ là hành động của các ngươi đã động chạm đến phong giới bố trí của Võ Vương, dẫn đến cả hòn đảo bị che mờ. Một khi màn che mở ra, vệ tinh đương nhiên không thể tìm thấy. Mà khi đó các ngươi nhìn thấy lại chính là kiểu quang học giả thôi. Ví dụ như bức tượng thần bí trên đảo Thủy Tinh đó có phải là lúc ẩn lúc hiện hay không? Việc này thì giải thích thế nào? Những bức tượng này xem ra thì là thật, nhưng có lúc chúng lại là hư vô. Những lời lẽ mang tính triết lý của Tam Hóa Đại Sư khiến Diệp Phàm chợt ngây người. Chương 3219, Phá Phong Giới. Hắn suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, nhận thấy có thể đồng ý với lời của Tam Hóa. Dựa vào võ công của Vũ Vương muốn tạo ra phong giới không hề khó, hơn nữa, Vũ Vương là một gia tộc rất lớn, hẳn không phải chỉ một mình y. Mấy đời gia tộc Vũ Vương đều xuất hiện những anh hùng kiệt xuất, chứng tỏ trong gia tộc của họ có rất nhiều cao thủ. Mà thái cực quyền cấp 7 của các bậc tiền bối hợp lại có thể tạo ra phong giới có phạm vi rất lớn. Gia tộc Vũ Vương tất nhiên là có thể làm được, huống hồ, truyền thuyết về Vũ Vương đã đột phá thêm một bậc nữa rồi. Đây đều là cấp bậc mà tất cả những người học võ đều muốn đạt được, có lẽ chỉ dựa vào sức của một người họ cũng có thể phong giới toàn bộ đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm nói. Đúng thế, hãy nghĩ xem, có thể giải thích chuyện đảo Thủy Tinh chìm nghỉm không? Tam Hóa cười. Nhưng mà phong giới của đảo Thủy Tinh thì chỉ có thời Vũ Vương mới tạo ra được. Vậy tại sao tới giờ lại xuất hiện? Diệp Phàm hỏi. Có thể có những nguyên nhân nào chứ? Có lẽ là thời gian đã rất lâu rồi, phong giới cũng giảm rồi. Khả năng này rất nhỏ, khả năng giữ lại phong giới mà Vũ Vương sáng chế ra tới tận giờ là không thể. Có một khả năng nữa. Có lẽ là gặp phải sự tấn công của một cao thủ ngang cấp, tới giờ không bị mất đi nên mới lộ ra. Và còn một vài nguyên nhân khác, nếu Vũ Vương đã tồn tại như vậy, nhất định là còn có cao thủ khác nữa cùng thời đại với họ. Giống như Đan Phi Tử, tôi cảm thấy chính là cao thủ cùng thời đại Võ Đang. Hơn nữa, người này xuất hiện ở đảo Thủy Tinh, anh ta có muốn làm gì cũng khó. Huống chi, kẻ mạnh thì cũng có kẻ mạnh hơn. Có lẽ người xuất hiện trước mắt chúng ta đây chính là cao thủ mạnh nhất của Võ Đang. Nhưng mà, thực tế thì cao thủ ngày nay chưa chắc đã mạnh hơn họ. Chỉ e trình độ chúng ta không đủ cao nên không thể gặp họ được. Giống như lời anh vừa nói, trước đây khi anh ở cấp 5, 6 mà có thể gặp cao thủ cấp 10, nhất định là anh đã là thiên nhân rồi. Bây giờ thì thế nào chứ, trình độ của anh càng cao, có phải là những cao thủ có trình độ ngang hàng, thậm chí là cao hơn anh cũng đã xuất hiện rồi không? Tam Hóa nói. Ừ, điều này thì tôi đồng ý. Khi tôi mới có ở cấp 4, năm thôi đã nghe thấy Hoa Hạ Tứ Tú đã gọi là cao thủ rồi. Sau đó lại nghe thấy cấp 5 thì thật là lợi hại. Nhưng mà trên đó tuy là còn có Trương Vô Trần của Võ Đang là đạt tới cấp 5 ở Trung Hoa. Còn nữa, chuyện về thập đại cao thủ trên thế giới, người thì phóng khoáng mà cưỡi sóng. Người thì xuất một trưởng mà lợi hại như một dòng suối phun nước, khiến tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Gần đây còn nghe nói có 11 người nào đó chính là cao thủ trên thế giới. Nhưng mà hiện tại thì tuy là có xuất hiện phong giới,
xuất hiện những cao thủ chuyển sinh hồn khí của những cao thủ. Bây giờ ngẫm lại, những cái đó thật nhỏ nhặt, sau này liệu có xuất hiện sự loại hại hơn hay không, tôi không dám nghĩ tới. Nhưng mà, bí mật của võ đang nhất định phải khám phá ra. Bởi mỗi cao thủ đều có nhu cầu theo đuổi một trình độ cảnh giới nhất định. Trước đây cấp độ tiên thiên chính là mơ ước của tôi. Bây giờ tôi càng hy vọng có thể đột phá được niệm khí. Lên cao còn có cảnh hồn ly, sau đó mới tới cảnh thoát thần. Cảnh thoát thần là cái gì? Tôi tin rằng cuộc đời tôi sẽ có thể đạt tới cảnh thoát thần. Mà theo đuổi cấp độ càng cao thì đó lại là mơ ước của tôi, dựa vào hiện tại thì tôi tin có thể làm được. Diệp Phàm nói, có khí phách, tôi rất thích những người trẻ tuổi mà có tầm nhìn xa như cậu. Dựa vào sự phấn đấu như hiện tại của cậu, tôi tin cậu có cơ hội để đạt tới trình độ của chúng tôi. Có điều, cậu chớ có nghĩ trình độ của chúng tôi đơn giản như vậy. Cái này đòi hỏi cần có cả thời gian và điều kiện tốt để tôi luyện. Chỉ dựa vào viên thuốc thì không có khả năng đưa anh lên tới cảnh thoát thần được. Mà sự tu luyện trong đời sống hàng ngày và sự tu luyện về tinh thần, tư tưởng đều rất quan trọng. Về sau thì việc tu luyện về tư tưởng luôn quan trọng hơn so với tu luyện về thân thể. Đương nhiên, cơ thể là vật dẫn, không có cơ thể thì không thể thực hiện được mơ ước rồi. Những năm đó thì có thể đột phá được tới cấp độ cao hơn chính là mơ ước của tất cả các cao thủ đã đạt tới cảnh thoát thân. Điều này gần như đã trở thành ác mộng của họ. Chính vì vậy mà sự huyền bí của Vũ Vương mới có nhiều người điên cuồng theo đuổi như vậy. Chính là vì muốn khám phá cảnh giới cao hơn của võ thuật. Để có được sinh mệnh bất tử mà không ngừng tìm tòi. Tam Hóa không ngờ lại hăng hái. Đến lúc đó, khi mà cậu thật sự muốn phá cấp bậc của Vũ Vương thì hy vọng hồn khí của tôi vẫn còn một chút. Lúc đó hy vọng là anh có thể đối xử tốt với bức tượng của tôi để hóa giải bí mật của cả đời tôi. Thật sự có cơ hội đó sao, vãn bối nhất định phải đạt được. Nếu có cơ hội sẽ chuyển hóa hồn khí cho tiền bối, đó chính là vinh dự của vãn bối. Diệp Phàm nói, tôi hy vọng như vậy. Tam Hóa thở dài, y cũng biết được sự mơ hồ khi thực hiện được mục tiêu này. Có thể phát ra 2 tấm rồi, tôi đoán có 3 tấm là có thể phá được nó. Tam Hóa Đại Sư nói, phong giới này cũng chẳng ra sao. Diệp Phàm khinh thường, ha ha. Đó là vì anh có sự tương trợ của cao thủ cảnh thoát thần là tôi đây. Bằng không, cậu sẽ không thể nào phá hủy được nó. Các anh chú trọng cân đối thông tin chiến đấu hiện đại, chứng tỏ tầm quan trọng của mục tiêu phát hiện. Mà nguyên cơ là do niên đại của nó khá lâu rồi. Nếu như là do cao thủ vừa sắp xếp thì anh có 20 tấm cũng không thể phá hủy. Hơn nữa, thiết bị phản chấn phong giới của tôi đã bị hỏng rồi. Không thì, đạn đạo mà anh đưa cho cũng sẽ trả lại anh nguyên trạng hoặc là đưa cho người khác. Lúc đó, người bị thương lại chính là các anh. Cao thủ có thể chế tạo ra phong giới, đương nhiên là sẽ có biện pháp phản chế và phòng ngự rồi. Phong giới là loại võ công cao nhất mà tôi biết. Tam Hóa Đại Sư nói. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Bằng không các cao thủ thời trước đã xong rồi. Diệp Phàm nói. Ầm một tiếng, viên đạn hỏa tiễn thứ 2 nổ tung. Hiệu quả lần này thể hiện rõ ràng, dưới con mắt ưng thần, cấp phong giới màu vàng thể hiện rõ vết nứt. Một làn khí đen bay ra, huyết cương cúi xuống hút lấy toàn bộ khói độc, dường như đối với ả ta thì đó lại là thứ bổ dưỡng. Mà cơ thể huyết cương rất đặc biệt, ả ta không luyện võ theo cách của người bình thường. Lại thêm một quả nữa nổ tung. Diệp Phàm nói, quả đạn hỏa tiễn thứ 3 nằm trong tay Đường Thành nổ tung rồi. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Tầng phong giới màu vàng lập tức bị vỡ ra giống như đám mây tản ra và bay đi. Một lát sau thì biến mất vô hình. Sau khi phong giới tản ra xung quanh thì nội khí phát ra thứ mùi đặc biệt. Dẫu sao đây cũng là nội khí từ hàng ngàn năm trước, tới mấy ngàn năm sau đương nhiên là phải có biến hóa rồi. Tầng phong giới này vốn dĩ là do cao thủ dùng nội khí mà ngưng tụ không khí lại. Đương nhiên khi vỡ ra thì không khí sẽ tản ra rồi. Tam Hóa Đại Sư nói. Những gì đang xảy ra trước mắt đều khiến mọi người trợn mắt, há hốc mồm. Vừa rồi rõ ràng là không có đồ vật gì, vô lý lại có tiếng đanh đạo nổ đánh ầm một cái vang lên. Trong khi đó, khoảng 20, 30 bức tượng binh mã mà con người dựng lên ở cách đó hàng trăm mét lại không hề nhúc nhích. Nhìn qua thì có nét giống với tượng binh mã mà vua Tần đã cho xây dựng. Mà ở giữa người là một căn phòng dựng lên bằng đá. Ôi trời! Toàn bộ căn phòng này dường như là được dựng lên bằng ngọc thạch loại thượng đẳng vậy, thời chiến quốc nó phải trị giá rất nhiều tiền đấy các đồng chí ạ. Phát rồi, phát thật rồi. Đường Thành chút nữa thì rơi mất cằm,
ngơ ngác nhìn căn phòng, ánh mắt hiện lên sự tham lam. Nhìn thấy đống của cải cách xù như vậy làm gì có ai mà lại coi như không nhìn thấy gì được chứ? Vẻ mặt của Trương Thiên Lâm cũng không khác gì, chỉ có Diệp Phàm là vẫn vậy. Cậu thực, tâm trạng của hắn cũng có chút cảm thấy khó hiểu. Mấy người này sao lại thế này, tự nhiên lại bất động thế này, làm như đang đứng trong phòng cúng bái vậy. Trương Hùng vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ha ha, trong phòng có một cái quan tài, đoán chừng là chỗ ở của mấy loài giun đất, giết cửu u. Mà những người này đều không phải người còn sống. Giọng của Tam Hóa Đại Sư vang lên. Không phải người sống, lẽ nào là cương thi sao? Diệp Phàm buột miệng thốt lên. Không phải cương thi mà phải là người bị chủ nhân của mấy loài giun, giết cửu u này dùng một thứ đặc biệt tạo thành. Tam Hóa nói. Còn có loại người này sao? Người này rốt cuộc làm cái gì? Người sống hay là người chết, lại không phải cương thi? Diệp Phàm có chút mơ hồ, thế giới này dường như càng ngày càng huyền bí. Trên thực tế bọn họ đã không có mạng sống, toàn bộ là bị người khác khống chế. Nhưng mà bọn họ lại giống như là còn sống vậy. Nói thế nào đây, có chút giống với kiểu người thực vật ngày này người ta hay nhắc tới. Nhưng mà, bọn họ lại có thể hoạt động, chỉ có điều là không thể tự điều khiển được não bộ của mình thôi. Điều này, ở thời cổ đại mà nói thì đều có thể quy thành một loại con rối. Có điều là con rối sống được thôi. Tam Hóa nói rất nhẹ nhàng, Diệp Phàm nghe xong trong lòng có chút kinh hãi. Cái này thật quá tàn khốc. Tàn khốc, thời cổ đại chính là thời đại mà đạo lý hà khắc dùng nắm đấm. Võ công cao thấp sẽ quyết định sự tồn tại của con người. Cá lớn nuốt cá bé chính là kiểu pháp luật thời cổ đại ngày trước. Những người này chỉ có thể trách tài nghệ của họ không bằng người khác thôi. Kẻ nào võ công giỏi thì có thể làm như vậy, mà kẻ yếu hơn thì phải chịu tội thôi. Giọng điệu của Tam Hóa lúc này không một chút tình cảm. Dường như y đang quay trở lại cái thời đại đó. Ôi! Diệp Phàm thở dài, cũng không muốn phản bác. Từ từ tới gần. Diệp Phàm hạ lệnh. Mọi người chậm rãi tới gần, đúng lúc này, dường như là có phản ứng rồi. Những người đang đứng kia đều quay đầu lại. Diệp Phàm phát hiện, những người này tướng mạo có chút giống người. Có điều từng dáng người một đều rất đáng sợ, bởi màu da đều mang màu sắc của cây ma vàng. Hơn nữa, từng người một so với người bình thường đều phẳng hơn nhiều. Da rẻ giống như hậu quả của sự mất nước của cơ thể. Đúng lúc này mấy người liều chết xông lên. 4-5 người bọn họ tập trung lại xuất trưởng, nhất thời có một làn khói độc màu đen bay ra. 4-5 làn khói độc giống như 4-5 cái vòi phun nước tấn công về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm hừ một tiếng. Thủy công trong nháy mắt được xuất ra, trong không trung đột nhiên xuất hiện một mảng băng ngưng tụ các khói độc đó lại không cho bay vào cơ thể. Những mảng băng khói độc này đột nhiên biến thành những mảnh vụn nhỏ rơi xuống đất. Tức giận tới nỗi không thể kêu lên oa oa giống người bình thường, vẫn còn muốn liều mạng tấn công về phía đám người Diệp Phàm. Mà bọn họ không cảm thấy đau đớn. Nổ súng, tiêu diệt trước một phần, độc khí hãy để ta giải quyết. Diệp Phàm nói. Chương 3220. Búp bê người sống. Súng liên thanh trong tay Đường Thành đột nhiên vang lên lách tách. Súng trường của Sa Thiên có vẻ uy lực hơn nữa, một phát diệt một mạng. Diệp Phàm và Huyết Cương trên dưới phối hợp với nhau, nhưng khói độc bị đánh bại vỡ ra cũng chẳng được bao nhiêu. Đám người phía Sa Thiên sớm đã mở máy bơm nước rồi, hướng máy bơm nước lên không trung. Bởi khi có mưa pha vào thì về cơ bản là độc tố lộ ra ngoài sẽ bị tẩy rửa sạch sẽ. Mấy người còn lại bị đám người Diệp Phàm tấn công, đao kiếm côn bổng vừa xuất ra, chỉ vài phút sau thì bị hạ gục hết. Máu của những người này chảy ra toàn là màu đen, hơn nữa, trước khi chết bọn họ dường như cũng không cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn cả. Từng người một còn vuốt lại dạ dày của mình rồi rít lên và ngã xuống. Thậm chí có người còn moi ra cái dạ dày khô quắt ra nhìn một chút, còn có người móc cả mắt ra làm lựu đạn ném ra ngoài. Nhìn mà thấy phát run. Không lâu sau một đống nội tạng ruột gan đầy dưới đất. Người của phái võ đang nhanh chóng xử lý hiện trường. Mọi người vây quanh căn phòng ngọc thạch trước mặt, quan sát cái tiểu điện nông phong lưu này. Chủ nhân của nơi này đích thực là một cao thủ dùng độc, vì sao lại thích dùng ngọc thạch để xây dựng lên căn phòng này? Diệp Phàm có chút không hiểu. Có lẽ ngọc thạch này giúp y tu luyện độc công. Đối với cao thủ này, đoạt được những người này tới đây dựng lên tòa ngọc lầu này là chuyện nhỏ. Tam Hóa Đại Sư, Trương Hùng cầm một vài dụng cụ kiểm nghiệm ngọc lâu một hồi. Căn phòng này ít cũng có lịch sử 2000 năm rồi. Từ việc xét nghiệm ngọc thạch mà có thể đoán ra. Trương Hùng nói.
Đúng lúc này, mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cái tòa ngọc lâu kia vốn dĩ không có cái cửa sổ nào đột nhiên bị một vật rất cứng đục ra rất nhiều lỗ hổng rộng khoảng cái bàn tròn 1 mét. Những cái vòi to như cánh tay từ trong lỗ hổng bắn ra như mũi tên, một đệ tử của phái võ đang không tránh kịp đã bị cái vòi này cuốn vào. Á! Tên đệ tử kia kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt cả người y bị cái vòi kia quấn khắp người. Trong vòng có vài giây đồng hồ sau đó, có thể tận mắt nhìn thấy tên đệ tử này lập tức khô quắt lại. Nửa phút sau, cả người của tên này đã chỉ còn lại một nửa so với lúc ban đầu. Diệp Phàm hiểu rồi, những kẻ vô dụng bên ngoài hóa ra được tạo ra bằng cách này. Đúng là kinh khủng thật. Bụp một tiếng, tên đệ tử của võ đang bị quẳng ra ngoài. Tên đệ tử này lại đứng dựng lên ngay, há mồm tấn công về phía trưởng môn của phái võ đang. Minh Lực, cậu làm gì vậy? Trương Thiên Lâm hét lớn. Giết hắn, hắn đã chết rồi. Diệp Phàm la lên. Nhưng mà... Trương Thiên Lâm không đành lòng xuống tay, nhưng mà Sa Thiên đã giúp cậu ta. Thanh đao quay một vòng, két lên mấy tiếng, tên đệ tử của phái võ đang tên là Minh Lực đã bị chặt thành từng khối thịt. Mấy vị trưởng lão của võ đang đều nhăn mặt chau mày. Trong lòng mỗi người đoán chừng cũng có chút thê lương. Bắn ra đi, cắt đứt những cái vòi này đi. Diệp Phàm hạ lệnh. Đường Thành, Trương Hùng, Sa Thiên, Ngưu Bá cùng nhau nổ súng hướng về lỗ hổng mà bắn. Những cái vòi kia không ngừng đâm ra, nhưng đều bị đánh cho tan nát, đứt đoạn. Nhưng mà chúng vẫn không ngừng đâm ra ngoài, cũng không biết là có bao nhiêu nữa. Những cái vòi sau khi bị đánh nát liền bốc lên một luồng khói đen. Diệp Phàm vừa thấy thế, liền ra hiệu cho huyết cương ra sức thu hút lại. Diệp Phàm cũng tự mình dùng sức để thu hút, mưa bụi tiếp tục phun ra pha loãng khói độc. Tiếp tục đánh, hẳn là còn thừa lại ít thôi. Những loài run rết của chủ nhân nơi này nuôi xem ra chỉ là loài côn trùng ngu ngốc. Nếu như chủ nhân không còn, thì bắt nó không thành vấn đề. Trong phạm vi của căn phòng này, xem ra những con run rết này không to đến nỗi dọa người ta khiếp sợ. Tam Hóa Đại Sư nói. Nửa giờ qua đi, cuối cùng không có cái vòi nào thò ra cả. Nổ tung được rồi. Trương Hùng nói. Không thể nổ nữa rồi. Nếu tất cả đều nổ tung nát vụn thì làm sao có thể giúp trưởng môn Trương tìm mầm họa đây? Diệp Phàm lắc đầu. Tính nguy hiểm rất lớn. Trương Hùng nói. Nghỉ ngơi một lát đã rồi nói tiếp. Diệp Phàm nói. Thật không ngờ, lại xuất hiện một tòa ngọc lầu. Cung Khai Hà nhìn màn phản quang, thở dài. Pháp môn của những người thời cổ đại thật là vô cùng tận, lại có thể nghĩ ra cái pháp môn mạnh tới thế này. Đáng tiếc là công lực của những kẻ luyện võ chúng ta ngày nay quá thấp. Có cho biện pháp cũng không luyện thành được. Kế Vĩnh Viễn nói, giá trị của tòa ngọc lầu này cũng không ít tiền của đâu lão kế à. Cung Khai Hà cười hỏi, Trương Hùng bảo là đã thí nghiệm thử rồi, chất lượng của ngọc thạch xây lên tòa ngọc lầu này đều là loại thượng đẳng, nếu đem tòa ngọc lầu này đi bán đấu giá thì cũng bán được tầm 1-200 triệu đấy. Điều này, nếu không thông báo gì cho Diệp Phàm thì chớ có phá hủy nó, giữ lại tòa ngọc lầu này có thể còn có lợi đấy. Ví như có thể tạo thành điểm du lịch kiếm chút tiền cũng được. Kế Vĩnh Viễn lập tức thể hiện ra sự tính toán nhỏ nhặt của mình. Ha ha, lão kế, anh sắp thành kẻ tham tiền rồi. Lẽ nào còn muốn tổ A chúng ta lập ra một tổ quản lý tài vụ nhỏ, đầu tư một chút lập ra một công ty bên ngoài hay sao? Cái này thì thôi đi, nhưng mà tôi thấy không cần thiết phải báo cho Diệp Phàm. Nếu như làm được thì Diệp Phàm cùng lắm phá hủy tòa ngọc lầu, từ đó mà nhân viên bị tổn thất. Ngược lại là mất nhiều hơn được. Sự an toàn của nhân viên là điều quan trọng. Cung Khai Hà cười nói. Ha ha, đương nhiên người là quan trọng nhất rồi. Tiền á, chỉ là vật ngoài thân. Tổ A muốn lập công ty sao, đó chỉ là mơ mộng thôi. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Con rơi bị Diệp Phàm bước ra bay tới chỗ mấy lỗ hổng trong tòa ngọc lầu, thăm dò. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, phát hiện cả tòa lâu đài cũng không còn phòng khác, toàn bộ đều là một đại sảnh lớn. Chạy thẳng tới ba lầu. Trong đại sảnh có một cái quan tài cũng được làm bằng ngọc thạch. Lúc này chiếc quan tài vẫn chưa mở ra. Kia là con rết cửu u sao? Lúc mà Diệp Phàm buồn bực, quan tài đột nhiên lại bay lên không trung. Có một cái đuôi bật ra từ trong quan tài. Chiếc đuôi này tự nhiên lại dán vào mặt một người, có điểm giống như đeo mặt nạ vậy, nhưng, mặt nạ này còn sống. Đoán chừng mặt nạ này chính là khuôn mặt của Ninh Thiên Cơ mà Trương Thiên Lâm đã nói. Là khuôn mặt này, nhưng cũng không phải toàn bộ là khuôn mặt của Ninh Thiên Cơ. Lúc này khuôn mặt của Ninh Thiên Cơ giống như vẫn còn sống vậy, mắt đang nháy, mà cái mũi còn có thể động đậy được,
chẳng qua sắc mặt có chút tối sầm lại, giống như ngói lợp được mấy ngày rồi vậy. Đúng lúc này, một màn kinh sợ xuất hiện. Trong quan tài chỉ thấy có một cái đuôi đi ra từ chỗ mũi trên khuôn mặt, Ninh Thiên Cơ mở miệng ra, phát ra âm thanh ục ục kỳ lạ. Diệp Phàm vừa nghe, nhất thời đầu có cảm giác trống rỗng, nội khí con rơi tự nhiên bay đến chỗ Ninh Thiên Cơ. Đi nhanh, đây là âm hồn đã khóa của cửu U. Giọng của Lô Định Tông dường như rất lo lắng, sau đó cảm giác như con rơi của mình có chút lo lắng, xem ra là Lô Định Tông đang vô cùng lo lắng. Vừa nãy Diệp Phàm đã mở thị giác của Lô Định Tông rồi. Âm hồn đã khóa cửu U là cái gì? Diệp Phàm khống chế con rơi bay vào lỗ thủng. Là do con côn trùng này phát ra, rất lợi hại, có thể tập trung hồn khí của cao thủ. Người sống có thể trực tiếp tập trung tinh thần của anh lại, sau đó do nó xử lý. Đến lúc đó, anh chính là một cái xác vô dụng thôi. Lô Định Tông nói, tôi có chút không hiểu, hồn âm khóa kia hình như phát ra từ mặt người, chuyện này sao có thể xảy ra? Diệp Phàm hỏi, có thể là khuôn mặt này kết hợp với côn trùng, cho nên, bị con côn trùng hấp thu rồi. Cuối cùng da mặt và cái đuôi của nó kết hợp lại với nhau, lợi dụng miệng trên khuôn mặt mà phát ra âm chi hồn. Hơn nữa, làm như vậy hiệu quả rất tốt, bởi vì, sóng âm phát ra từ miệng của người cũng chuẩn xác hơn. Đây là một loại hành vi mượn miệng. Lô Định Tông nói, cho nó một đao rồi nói sau. Diệp Phàm hừ nói, đi tới gần, khí bay ra, có một bóng trắng bay xẹt qua. Két, khuôn mặt bị đao chém cho một nhát, cái mũi đột nhiên bị chặt mất một lỗ, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Diệp Phàm vừa nhìn thấy cánh cửa, đang muốn chém đao thứ hai. Trong quan tài kia đột nhiên có một cái thùng nước khô bay ra, nhằm đúng chỗ Diệp Phàm mà đánh. Diệp Phàm có thể đã bị con côn trùng này phun trúng rồi, đã sớm bắn ra bên ngoài mấy chục mét rồi. Cứ như vậy, Diệp Phàm thay đổi dùng chiến thuật quấy nhiễu, thỉnh thoảng khí lại bay ra làm một đao rồi lại chạy. Cứ lui tiến như vậy hơn 10 đao, vết chặt trên mặt con côn trùng này cũng nhiều, mà mũi của Ninh Thiên Cơ đã nhanh chóng bị Diệp Phàm chém hết rồi. Hoa hoa hoa! Vật kia giống như không chịu nổi, phẫn nộ rồi, cả tòa lâu đài giống như đã xảy ra một trận động đất vậy. Không lâu sau, cánh cửa màu ngọc bích mở ra, một con rết khổng lồ trong khuôn mặt đi ra. Tốc độ rất nhanh, một bước cũng phải cao khoảng 3-40 mét, đám người của Diệp Phàm tấn công nó trên không trung. Đúng là Ninh Thiên Cơ rồi, sao lại có thể thành như thế được? Mấy trưởng lão của võ đang sợ đến nỗi sắc mặt đã nhanh chóng thay đổi hoàn toàn. Sớm đã chết rồi, ông ấy chỉ còn lại ra mặt thôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đánh! Con rết cửu U này không xuất hiện mà cũng không có động tay gì cả, nó vừa xuất hiện là có cách tiêu diệt rồi. Mọi người cùng nhau nổ súng về phía nó. Diệp Phàm bắn trên không trung, đầu tiên là nhất tiêu hồng, tiếp theo là huyết trích tử bay qua. Công lực tấn công của con rết cửu U cũng không phải là đặc biệt mạnh, độc nước mới là lợi hại. Chỉ cần cách xa ra, nó cũng không có cách nào. Mà thân pháp của Diệp Phàm linh hoạt, nó căn bản là không phun được đến người Diệp Phàm. Mà tràn một chút độc bắn lên người Diệp Phàm cũng không có tác dụng. Cái đầu lớn như vậy, giống cái gì nhỉ? Vẻ mặt Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc. Diệp Phàm có thể nói một tiếng hay không, bắt sống nó, để cho chúng ta nghiên cứu một chút. Không lẽ còn có thể nuôi được một con, nếu bị chúng ta thuần phục, dùng nó thành một loại thủ đoạn tấn công cũng không có gì là sai. Ngô Quang Bảo lại suy nghĩ. Cái này rất quỷ dị, tôi lo lắng căn bản là chúng ta không thuần phục được nó. Đây chính là sủng vật của cao thủ thời cổ đại để lại. Chúng ta có năng lực gì mà nuôi được nó? Nếu như không biết tình hình trước thì tất cả chúng ta bị đánh bại cũng là điều có thể. Cung Khai Hà lắc lắc đầu. Không biết cái thứ này. Chúng ta đều không biết một chút gì về nó. Anh xem, nhiều người tấn công như vậy mà nó cũng có thể chống lại được. Uy lực của nó không thua gì cao thủ cấp tiên thiên, tính phá hủy rất lớn. Kế Vĩnh Viễn cũng nói. Hai, việc này, thật đáng tiếc. Ngô Quang Bảo thở dài, người này có chút để tâm đối với đồ vật này. Vào trong rồi. Đường Thành hét lớn lên. Bởi vì, huyết xích tử của Diệp Phàm tóm được cái đuôi của con côn trùng rồi, vừa đúng lúc gắn được vào khuôn mặt của Ninh Thiên Cơ. Chương 3221, mục đích lớn hơn nữa. Két một tiếng. Khuôn mặt kia cuối cùng bị huyết xích tử của Diệp Phàm chặt đứt, dầm một cái ném xuống trước mặt Chu Thông trưởng lão. Chuyện kỳ lạ hơn lại xảy ra, đầu của chữ Thiên Kỳ đột nhiên há miệng cắn chân của Chu Thông. A, mau giúp!
Chu Thông vừa đá chân dù gan ông ta lớn cũng chưa thấy tình cảnh như thế bao giờ, sợ đến mức giọng cũng run lên. Có lẽ là phải chém chân ông, nếu không, để y dính vào sau này ông sẽ trở thành y. Diệp Phàm châm chọc, cố ý dọa cho lão già này tức giận. Không thể chém chân, không thể. Chu Thông thiếu chút nữa giơ chân. Đúng lúc này rầm một tiếng, đầu Ninh Thiên Cơ cắn chân Chu Thông bị thiết côn của Sa Thiên đánh bay lên tảng đá. Chuyện đơn giản như vậy ông cũng không thể làm, còn là trưởng lão Vũ Nương, tự mình vỗ một cái là được, bị dọa sợ rồi sao? Sa Thiên vẻ mặt khách sáo nhìn Chu Thông một cái, lão già này mặt đỏ đến tận tai. Chu Thông thật đúng là bị dọa đến vỡ mật, quên cả mất mình là cao thủ đẳng cấp 11. Có lẽ chủ yếu là Chu Thông và Ninh Thiên Cơ trước kia quen biết, nguyên nhân tâm lý. Đã chết rồi còn tác quái, ăn một cước của bố mày. Ngưu Bá cảm thấy quá nghiện, đá đầu của Ninh Thiên Cơ như quả bóng. Nhưng, vui quá hóa buồn, đúng lúc này mặt không ngờ lại dính vào chân Ngưu Bá. Người này sợ đến mức nhanh chóng chạy mới thoát ra, sau đó tức giận cầm súng bắn, đầu Ninh Thiên Cơ nát vụn. Phi đao can tương liên tục bay ra, hơn nữa có súng máy của Đường Thành Thương trợ, còn có vũ khí của các vị khác. Con rết to như thùng nước cũng phun ra hơi cuối cùng, ngã ầm một cái, mở to mắt vẻ không cam lòng, hình như là đã chết. Thật ra, cơ thể nó đã bị thắt lạc, chỉ còn đầu kia giống như một con côn trùng. Nhanh lên, tìm xem, trong cơ thể nó có trùng bảo hay không. Thứ này có thể giải độc cho Thiên Lâm. Đại sư Tam Hóa nói. Diệp Phàm chạy nhanh đến tìm, vận may cũng không tệ, hắn lấy trong đầu con vật ra một quả như trứng chim, màu đen. Mau nói với Diệp Phàm một chút, đem vật này để lại cho tổ chúng ta, tổ trưởng cung, tôi chỉ có yêu cầu nhỏ đó. Ngô Quang Bảo hưng phấn phát run. Nhìn cậu kích động kia, thật đúng là, tính rồi, sâu này chết hẳn sẽ không tác quái. Nhưng, phải chú ý áp dụng các biện pháp, không thể để lộ ra ngoài, tránh hình thành các vi khuẩn. Cung Khai Hà đồng ý rồi. Biết rồi, tôi sẽ tự mình đi giải quyết. Ngô Quang Bảo rất kích động. Lão Ngô, thật đúng là. Cung Khai Hà lắc lắc đầu. Người này vẫn cứ như vây, cả đời không thể thay đổi rồi. Phàm gặp cái gì chưa từng thấy qua đều thích. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Thu dọn hiện trường, phong tỏa toàn diện. Diệp Phàm ra lệnh. Dầm. Oa ô oa. Đúng lúc này, hình như cả ngọn núi đều sợ run lên, nứt ra, không lâu vết nứt càng lớn. Không tốt, các cậu lần này thật sự gặp phiền toái rồi. Giọng Lô Định Tông vang lên, hình như giọng của người này cũng run lên. Chẳng lẽ bên trong còn có một con lớn hơn nữa? Diệp Phàm hỏi, con trong quan tài đã lớn như vậy, làm sao có thể? Không thể nào, vậy còn có cái gì? Không thể nào giấu dưới nền đất, quan tài này có lẽ chỉ là cánh cửa thôi. Hơn nữa, đây nếu là ổ sâu, mà chủ nhân dùng để phòng bị. Có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này, mặc dù là chủ nhân đã chết, nhưng nơi này cũng không thể phá vỡ dễ dàng. Tôi thấy các cậu vẫn nên chạy nhanh, nếu không sẽ chạy không thoát. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm phát hiện mình có thể chạy ra khỏi đây, nhưng những người khác không thể, hắn không thể chạy một mình. Phát hiện quan tài không hề nhúc nhích, chỉ thi thoảng phát ra một làn sương mù. Diệp Phàm kiên trì đi vào Ngọc Lâu. Tiền bối, mượn lực của ông dùng một chút. Diệp Phàm nói với Tam Hóa. Xem đi, cậu có thể chạy rất xa vẫn nên chạy. Hiện giờ cậu thật sự gặp phiền toái lớn rồi. Giọng của Tam Hóa truyền đến. Diệp Phàm cảm giác trước mắt sáng ngời. Nhìn xuyên qua sương mù của cây ma hoàng nhất thời ngây người. Quan tài này căn bản giống như miệng núi, đi xuống chính là nền đất. Mà ở dưới nền đất không ngờ là một cái hang rất lớn. Nhìn qua như một cái hang bình thường, trên nhỏ dưới to. Tiếp theo Diệp Phàm mượn công lực của Tam Hoa nhìn rõ ràng, phía dưới thật là rất lớn, có lẽ không dưới 100 mét. Bên trong đầy mùi hôi thối, nhìn quanh Diệp Phàm thiếu chút nữa nôn hết ra. Bởi vì nền đất đều là xương cốt, giống như là một lò sát sinh. Trong đống xương trắng đó, một con rết cửu u đường kích chừng 1 mét đứng như một tòa núi nhỏ. Sương mù trên cây ma hoàng chính là do nó phun ra. Mỗi lần phun đều giống như vòi cao áp, chọc thủng quan tài ngọc ra bên ngoài. Tiền bối, dùng đạn tên lửa có thể bắn chết nó không? Diệp Phàm hỏi. Có thể, nhưng lại không thể. Tam Hóa đáp có chút không rõ ràng. Cái gì lại có thể rồi lại không thể? Diệp Phàm nhăn mặt. Cậu còn chưa nhìn ra chỗ quan trọng của con rết này. Tam Hóa đại sư thở dài.
không phải tôi nhìn thấy rất rõ ràng, giống với con vừa rồi, chỉ là đầu to hơn không ít. Có lẽ công lực tấn công cũng lớn hơn không ít, nhìn sương mù nó phun ra có thể thấy được. Nhưng, đạn đạo của chúng tôi giết một cao thủ tiên thiên đại viên mãn là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nổ có phải không? Diệp Phàm thực sự tự tin nói. Cậu nhìn thấy chính là cái đuôi của nó. Tam Hóa nói xong, Diệp Phàm thiếu chút nữa rớt cằm. Đuôi, cái đuôi, sao có thể, không phải là há miệng phun ra sao? Diệp Phàm hỏi, cảm giác đầu mình có vẻ không tốt. Hừ, mắt tôi còn chưa hoa, cậu chờ xem, đầu của nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Tam Hóa hừ nói. Wow! Lần này một tiếng giống to vang lên, dưới hang chấn động vang lên tiếng vo vo. Không lâu tòa núi nhỏ khẽ động, một cái đầu mặt người có màu ngẩng lên. Tại sao lại mang mặt người, sao lại thế? Diệp Phàm hỏi. Phiền toái, thật sự đúng với dự đoán của tôi. Nên nhanh chóng chạy thì hơn, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy. Giọng đại sư Tam Hóa không ngờ cũng đầy lo lắng. Mặt người này thật sự đáng sợ, tôi thấy hình như so với Ninh Thiên Cơ còn già nua hơn nhiều lắm, hình như lão bị giam, hơn nữa nhìn vẻ mặt hình như không nhanh được. Diệp Phàm hỏi thăm dò. Ông ấy không phải là bị giam, ông ấy vốn là chủ nhân của nơi này. Tam Hóa vừa nói xong, long trời lở đất, người trấn định như Diệp Phàm cũng cảm giác lung lay, vài giây sau mới bình tĩnh lại được. Cao thủ thoát thần cảnh không chết, đây là thế nào? Diệp Phàm nói cũng hiểu lý do ngay cả đại sư Tam Hóa cũng luống cuống. Chết nhất định là đã chết, nhưng, ông ấy tìm một cách khác để sống lại. Tam Hóa nói. Hóa ra vậy. Tôi từng gặp một bộ xương khô sống ký sinh trên côn trùng trong một hang động. Mà côn trùng nuôi một ít chim lạ, có phải là mượn cơ thể người khác để tồn tại không? Diệp Phàm hỏi. Đại khái là như thế, tôi nghĩ, người này là cao thủ thoát thần cảnh. Nhưng, đã chết rồi vẫn không tìm được cơ thể thích hợp để chuyển cơ thể mình sang. Hoặc là đã tìm được nhưng qua mấy lần chuyển kiếp đều thất bại. Rơi vào đường cùng đành phải mượn cơ thể một con vật để sống. Chính con giết cửu u này để lưu lại hồn khí của mình. Giống như một chút hồn khí của tôi ở trong pho tượng vậy, chỉ là y ở trong con giết thôi. Hoặc là nói y đã sớm có kế hoạch này, nuôi một con giết sau đó dần dần cùng con giết này dung hợp lại. Mà cơ thể người này đương nhiều là không thể bảo tồn, mà đầu của y lại mượn con giết này để sinh tồn. Chẳng qua vẫn có một hạn chế, đá là không thể đi ra, sợ gặp phải cái gì, cho nên... sinh ra một số con rết nhỏ đi ra ngoài giúp y tìm vật dinh dưỡng để nuôi thân. Con bị các cậu đánh chết kia hẳn là tiểu nhân cho y. Mà con rết này sống đặc biệt lâu, có lẽ có thể sống mấy nghìn năm. Mặc dù là sống không được cũng có thể nuôi dưỡng được người thay mặt, mà chủ nhân cứ cùng một thế hệ rết ký sinh với nhau. Người này quá thông minh không ngờ có thể nghĩ ra cách này. Hơn nữa, không ngờ còn có thể tìm ra loại rết này, coi như là may mắn. Tuy nói người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cuối cùng là có thể sống đến hiện tại. Tam Hóa nói, công lực của người này hiện tại hẳn là không cao như lúc ban đầu. Hơn nữa, sống như vậy so với chết còn khó chịu hơn, sống làm gì? Diệp Phàm hỏi, đó là đương nhiên, nhưng ít nhất có thể có thực lực thoát thần cảnh, với thực lực này, tôi và cậu cũng không phải đối thủ của y. Tam Hóa nói, đương nhiên, cậu muốn dùng súng. Nhưng... y cũng không phải gửi hồn khí lại, mà là trên người con rết. Mà y có thể chuyển động, cậu vừa thấy, bên ngoài chỉ là một tiêu nhân còn có thể cao mấy chục thước, nếu y đứng lên thì tốc độ sẽ nhanh hơn cậu. Đạn đạo của cậu còn chưa phóng ra người ta đã chạy ra ngoài. Đến lúc đó chạy ra ngoài, sẽ gây tai nạn cho người bên ngoài như thế nào? Tuy nói y sợ ánh sáng, nhưng trước khi chết, ít nhất có thể gây ra một hồi tai nạn. Không cần nói đến những cái khác. Chỉ là y tiến vào mấy thôn làng, gây độc cũng có thể chết rất nhiều người. Nếu vào thành phố thì còn hơn nữa. Hơn nữa, tôi nghi ngờ khi thời cơ thành thục, y rõ ràng vẫn có thể đi ra ngoài sáng. Đương nhiên, nói y đi ra, hai người cũng không nhất định phải. Y có mục đích của mình, dù sao, thế giới vẫn còn có cao thủ, hơn nữa vũ khí hiện đại. Một quả đạn đạo cũng có thể giải quyết y có phải không? Mà người này vẫn kiên trì sống. Có lẽ là tìm cơ thể để chuyển tiếp. Hơn nữa, có lẽ là kỳ vọng có thể đột phá đến thoát thần cảnh cảnh giới rất cao để có thể tìm ra cách sống mới. Chương 3222, quá mạnh mẽ.
huyết cương cũng sẽ sử dụng con rết cửu u, để huyết cương xem người này có lợi hại hay không. Người này chính là dùng hồn khí tiếp xúc trực tiếp với tôi, hơn nữa uy lực rất lớn. Diệp Phàm hỏi, dù lợi hại nữa cũng vô dụng, người này cũng không có, vẫn là nhanh chóng công kích, thừa dịp y còn chưa thức tỉnh hoàn toàn xử lý y. Việc này tôi giúp các cậu. Tam Hóa Đại Sư nói, Thức Lô Định Tông tỉnh dậy cùng nhau giúp các cậu, nếu không, tất cả mọi người đều chết. Tôi biết, cậu là người có trách nhiệm, cậu không chết là hy vọng của tôi, cứ chiến một hồi. Nội lực còn lại của tôi không nhiều lắm, nội khí này vốn là lưu lại từ trước kia. Dùng lại có lẽ trong vòng vài năm vẫn chưa tỉnh. Lô Định Tông nghe vậy nói. Nếu cậu không chịu cho mượn, hiện tại chúng ta cùng nhau xong đời. Con cọp là tôi gây ra, không phải y chết thì chúng ta chết, tiền bối, ông lo lắng cũng đúng. Đương nhiên nếu ông cứng rắn rời khỏi, tôi đồng ý mở con rơi cho ông đi ra. Diệp Phàm hừ lạnh nói, cảm thấy người này hình như không trượng nghĩa, hơn nữa, có chút rất sợ chết. Không xứng với khí chất nho nhã của Lô Định Tông. Vậy được rồi, tôi tương trợ cậu. Lô Định Tông bất đắc dĩ đồng ý tương trợ. Sa Thiên cùng Đường Thành cầm súng vào, hai người hiện giờ đều dùng súng trường. Hai người bắn mấy phát quấy nhiễu y một chút, hiệu quả tuy nói không phải là tốt lắm nhưng cũng có thể dùng được. Nếu y vọt đến chỗ thì hai cậu chạy trối chết là được. Diệp Phàm dặn, mà người của phái võ đang cũng bao quanh toàn bộ. Có nên báo cáo tổ trưởng cung không? Việc này quá lớn, phải chuẩn bị trước. Tốt nhất là sai càng nhiều bộ đội đến càng tốt, điều đạn đạo có uy lực đến đây. Nếu không, chỉ sợ thứ này phá vây ra ngoài thì sẽ gây ra tai nạn lớn. Đường Thành nói, trước tiên không cần báo cáo, chỉ sợ càng chuẩn bị càng loạn. Diệp Phàm khoát tay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phàm nhảy vào trong hang. Bên ngoài đã cảm giác thối chết người, nhưng khi anh nhảy vào thì cảm giác càng đáng sợ, thật giống như đột nhiên rơi vào hố phân vậy, cảm giác rất ghê tởm. Cậu có thể nuốt một viên dung dưỡng hoàn trước. Tam Hóa nói. Tôi quên mất. Diệp Phàm nói, nuốt một viên vào, như vậy có thể không cần thở. Bởi vì dung dưỡng hoàn có dưỡng khí cung cấp trực tiếp cho Diệp Phàm, tiện rất nhiều. Dẫm lên xương cốt, Diệp Phàm đứng trước mặt con rết lớn, cảm giác rất nhỏ bé. Khuôn mặt già nua trên người con rết lãnh đạm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sợ đến mức toàn thân hắn đến tóc gáy cũng dựng lên. Diệp Phàm động tay, Liễu Diệp phi đao bay ra ngoài. Dưới sự giúp sức của Tam Hóa và Lô Định Tông, Liễu Diệp phi đao tốc độ lớn hơn nhiều lần. Trong nháy mắt đã đến trước khuôn mặt già nua kia. Phi. Khuôn mặt giống như hắt hơi một cái, mấy chục phi đao mạnh mẽ như vậy của Diệp Phàm trong nháy mắt đều vỡ thành những mảnh nhỏ bay đi. Rất mạnh mẽ, con mẹ nó, đây là người sao? Đường Thành vừa thấy nhỏ giọng kêu lên, lui người lại, cảm giác giống như là khí lạnh bay đến. Đây mới là tuyệt đỉnh cao thủ, thối một hơi cũng có thể thổi chết người. Liễu Diệp phi đao của Diệp Phàm cũng chỉ là vật trang trí. Không ngờ bị ông ta thổi nát, đây là công phu gì, con mẹ nó. Sa Thiện thật không sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Người này, cảnh tượng đáng sợ như vậy mà không là gì. Đường Thành bất mãn nói thầm một câu. Nổ súng quấy nhiễu một chút. Sa Thiện thấy Diệp Phàm ra hiệu bằng tay, vì thế nói xong, rầm rầm hai tiếng súng vang lên. Cảnh tượng phía dưới thật sự làm cho Sa Thiện và Đường Thành sợ đến mức choáng váng. Bởi vì... viên đạn to như trứng chim loại to khi găm vào mục tiêu có thể phân tán ra nhiều viên đạn nhỏ khi bay đến gương mặt già nua kia đột nhiên vươn ra mấy cảng cua đâm thua tủa cuốn hết hai viên đạn. Không biết vì sao, viên đạn không ngờ không nổ, người này còn đưa viên đạn lên mũi ngửi ngửi, người này đột nhiên có chút hưng phấn. Mặt thay đổi, miệng hé ra, hắt xì vài cái, nhấm nhấm nuốt không ngờ nuốt hai viên đạn vào. Đường Thành, viên đạn này không phải là hàng giả chứ? Sa Thiên vẻ mặt ngây ngốc nhìn Đường Thành. Mẹ nó ôi, đồ giả sao, vừa rồi chúng ta không dám đánh qua. Uy lực quá chừng, dù là xe tăng cũng bị đánh nổ tung. Đường Thành chửi má nó. Bắn tiếp hai viên nữa thử xem. Sa Thiên nói, hai người lại bắn hai viên ra ngoài. Lần này hai người lại há hốc mồm. Trong nháy mắt, phát hiện gương mặt già nua vừa động, hai cái đâm tua tủa bên ngoài vỗ, hai viên đạn không ngờ gào thét hướng quay về phía hai người. Hai người hoảng hốt, thình thịch, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai người mặt xám mày cho. Ôi mẹ ơi, hàng giả này đánh người nhà thật ra là thật. Công binh xưởng nào chế tạo gì đó. Sa Thiên thiếu chút nữa tức giận. Thấy không, vẫn nổ.
Nhưng, con rết này quá lợi hại, chúng ta biểu diễn căn bản không được việc, thành món đồ chơi thôi. Đường Thành nói, thứ này phản người nhà còn dùng làm gì? Sa Thiên tức giận đến ném súng trường sang một bên. Đừng đi xuống, chúng ta đi xuống chỉ có thể thêm phiền với anh Diệp thôi. Đường Thành kéo nhanh lấy Sa Thiên. Chẳng lẽ cứ dương mắt nhìn? Sa Thiên cả giận. Nếu không đem đạn hỏa tiễn lại đây, thật sự không được thì cho y một quả. Đạn này uy lực lớn, y không thể ăn vào. Đường Thành nói, Sa Thiên gật đầu. Viên đạn đều có thể nuốt, vẫn là quả đạn lớn có thể nổ, làm sao có thể? Diệp Phàm hỏi. Có gì không thể, đây là chỗ lợi hại của cao thủ thoát thần cảnh. Viên đạn của cậu đã bị người ta hút lấy sau đó dùng nội khí áp lên đem viên đạn, muốn nổ cũng không được. Đây là chất lượng nội khí cao thấp, như chất lượng nội khí của cậu sẽ không thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Đúng lúc này, khuôn mặt già nua nhăn nheo xoay cổ, cả người đột nhiên giãn mở ra, lớn đến dọa người. Cái đuôi vẫy vẫy trên không trung, một quyền cuốn về phía Diệp Phàm. Hắn nhanh chóng tránh ra, sau đó can tương thẳng đến khuôn mặt. Quạch một tiếng, can tương lướt qua mặt, hình như có để lại một vết đao nhạt nhòa. Khuôn mặt tức giận, hơi văng lại đây, quét về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chạy nhanh về phía bụng đâm một nhát. Rất thuận lợi, Diệp Phàm giống như nghe một đao đâm sâu vào bụng. Một đao đi xuống đó là chứa nội tức mạnh mẽ của ba người Diệp Phàm. Khuôn mặt cũng cảm giác đau đớn, bụng con rết kia bị đâm rách đột nhiên mở ra một cách kỳ lạ, lộ ra một cái vết rách. Diệp Phàm đang do dự nên dùng bảo đao khống chế một mạch diệt xiết hay không, nhưng lúc này vết rách đột nhiên có lực kéo mạnh. Mau lùi lại. Tam Hóa kêu lên, nhưng quá muộn, quạch một chút, Diệp Phàm bị cuốn vào bụng rết một cách kỳ lạ. Hắn nhanh chóng dùng đao công chém lung tung trong bụng rết, thầm nói, không giết được mày thì ông đây sẽ là Tôn Ngộ Không đại náo Ngưu Ma Vương. Đúng lúc này, một vật to như quả bóng rổ lăn đến. Diệp Phàm một đao đánh vào. Nhưng nguy rồi, bên trong đột nhiên thoát ra hàng trăm con rết nhỏ, ở trong bụng rết rậm rạp hướng về phía Diệp Phàm. Hắn lập tức có chút luống cuống chân tay, nội khí tản mát ra đao ở tay. May mắn năng lực của con rết này không được tốt lắm, một chưởng đánh xuống chết 7-8 là không thành vấn đề. Mà bụng con cọp đột nhiên co rút lên, không gian ngày càng nhỏ lại. Lúc này, một dịch lỏng màu vàng giống như có thể dính người như lũ vơ đê đánh sâu vào. Không gian trong bụng muốn tránh cũng không thể, lập tức cả người ngâm mình trong chất lỏng này. Diệp Phàm hai tay muốn gạt chất lỏng ra, việc lạ chính là chất lỏng này trong nháy mắt liền khô cạn thành thể rắn. Hơn nữa, tính cố định rất mạnh, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể chuyển động. Đây là ý gì? Diệp Phàm nhanh chóng hỏi Tam Hóa. Không rõ lắm, nếu là lòng đỏ trứng của cửu U, nếu trải qua khuôn mặt kia dùng phương pháp luyện vật trong nháy mắt có thể động lại. Cậu nhanh nghĩ cách thoát thân, nếu không sẽ nguy hiểm. Tam Hóa nói. Còn muốn chạy. Lúc này một giọng lạnh lùng truyền đến. Diệp Phàm ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời thầm kêu khổ một tiếng. Bởi vì, mặt người kia đã nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa, lão già này vẻ mặt rất dữ tợn. Sa Thiên và Đường Thành đều lo lắng, dù cầm đạn hỏa tiễn cũng không dám phóng ra, sợ làm bị thương Diệp Phàm. Nguy rồi. Diệp Phàm giống to một tiếng, ba lực hợp nhất, can tương biên trong nhắm thẳng đầu người kia đâm một nhát. Hừ. Khuôn mặt hừ một tiếng. Mấy cái chân tua tủa như tay kẹp lấy can tương của Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn kéo về, nhưng lực của ông ta có thể chống đỡ với lực của ba người Diệp Phàm hợp lại. Kia đương nhiên là bởi vì lực của Tam Hóa chỉ là một chút lực chữ lại, mà Lô Định Tông chỉ có một chút hồn tức giận thôi. Diệp Phàm cảm giác mình từ từ tới gần khuôn mặt kia, bởi vì, nét mắt già nua đáng sợ của y càng ngày càng gần mình, cũng sắp đến trước mặt. Khi cách mặt người khoảng một thước là lúc, Diệp Phàm cuối cùng hét lên. Một luồng khí độc đen đặc trúng mục tiêu là ánh mắt trên khuôn mặt. A, à, tuy khuôn mặt người kia cũng là cao thủ dùng độc, nhưng người này cũng sơ ý. Hơn nữa Diệp Phàm hiện giờ độc công ngưng tụ cũng không phải là loạn, rất nhiều là độc tố do khoa học kỹ thuật hiện đại nghiên cứu ra, thời cổ đại còn chưa từng thấy qua. Loại độc chất này Diệp Phàm phun ra không khác gì viên đạn độc. Ánh mắt của mặt người nhất thời bị mờ, không mở ra được. Lúc này huyết cương toát ra. Hơn 10 con giun trong cơ thể nó bắn ra lập tức quấn đầy khuôn mặt người. Người này lập tức giống như là quả bóng quấn đầy giun.